chương 100, không nên đâm đầu vào xui xẻo. Thân là phó đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm, thân bắc cũng có chút bản lĩnh, những bảo vệ này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng anh ta không dám đánh trả. Bởi vì, người hạ lệnh đánh là người nhà họ hứa. Nhà họ hứa là thành viên của thương minh năm tỉnh. Thương minh năm tỉnh rất đoàn kết, đắc tội với một nhà, tương đương với việc đắc tội với cả thương minh, anh ta không dám đắc tội người nhà họ đường bị đánh không ngừng kêu cứu. Hứa chí đi đến, đạp trên người đường thiên long, cúi đầu nhìn ông ta, tôi đã sớm nghe đến việc ông đến chết cũng thích thể diệt, lần trước làm giả thư mời đến tham gia lễ kế nhiệm của tiêu giao vương thì thôi đi, lần này vậy mà còn chạy đến khu biệt thự cảnh tú ra vẻ. Cút cho tôi, để tôi nhìn thấy ông lần nữa, tôi sẽ đánh gãy cái chân già của ông. Phụt, thu lộ nhổ nước bọt vào người đường lỗi, cao ngạo mắng, chê nhà tôi nghèo sao xem thường tôi sao bây giờ không phải vẫn bị người ta đánh quỷ dưới đất sao được rồi đừng nhiều lời với những bọn rác rưởi này nữa hứa chí kéo thu lộ đi mặc dù thu lộ cũng coi như là hàng dùng lại nhưng cô ta quả thật rất biết nịnh ngọt hầu hạ người khác hơn nữa thu lộ cũng không phải là vợ của anh ta chỉ là một người vợ bé mà thôi hai người rời đi người nhà họ đường lần lượt bò dậy từ trên mặt đất bọn họ đến đỡ đường thiên long dậy bố bố không sao chứ ông nội cháu đã bảo ông không nên đến ông cứ muốn đến bây giờ đã thấy mất mặt chưa đều là do thằng khốn nạn giang thần kia chồng anh thế nào rồi không sao chứ thần bắc xua tay nói không sao chồng à không thể bỏ qua như thế này được không phải chú anh là thư ký của tướng quân quân khu giang bắc sao mau gọi điện thoại xin chú anh đi mấy người bảo vệ này dựa vào cái gì mà đánh chúng ta chứ về nhà rồi nói thần bắc cũng không phải là một tên ngốc bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà kinh động đến chú anh ta sao hơn nữa anh ta cũng không thuộc dòng họ chính thống của nhà họ thần đó cũng không phải là chú ruột của anh ta cả người đường thiên long đều là dấu chân khuôn mặt già nua của ông ta tái mét tức đến nỗi đập gậy xuống đất tên gian thần chết tiệt kia dám chơi ông đây ông đây không thể tha cho nó đường thiên long ôm theo hy vọng đến đây nhưng lại chán trường rời đi Mất mặt. Lần này thật sự mất mặt. Thể diện cả đời ông ta đều mất trong hôm nay rồi. Biệt thự nhà họ Đường. Đường Uyển Tâm kéo thần Bắc, cầu xin, "Chồng à, ông nội bị đánh thành thế này, không chút cơn giận này, sau này nhà chúng ta không thể ngẩng đầu lên được ở Giang Trung nữa. Nhà bọn em thì không sao, nhưng anh là người nhà họ Thần, nhà họ Thần là hào môn ở Giang Bắc, chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải là rất mất mặt sao?" "Em rể, đúng vậy." mau gọi điện thoại cho chú em đi nhà họ từ là cái thá gì chứ ở trước mặt tướng quân còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu sao chú em là thư ký của tướng quân là người thân cận nhất của tướng quân đấy trong lòng đường lối cũng ôm một bụng tức giận nếu như là người khác anh ta có thể chịu được nhưng đây là bạn gái cố của anh ta chuyện này nếu truyền đến các tai bạn cùng lớp sau này anh ta còn làm người thế nào được chứ tên giang thần chết tiệt thứ khốn nạn đường thiên long ngồi trên sofa, tức giận tím mặt. Thần bác, con xem, chuyện này, con cũng là người bị hại, nhà họ thần nhất định phải ra mặt chứ, đường hải cũng nói. Vốn dĩ thần bác không muốn quan tâm, nhịn một chút là qua. Nhưng, anh ta cũng không muốn mất mặt ở nhà họ đường. Con gọi, anh ta lấy điện thoại ra, đi đến cửa. Chú, chú à, là cháu đây, cháu là thần bác, chính là thần bác của nhà thần nghiêu. Đúng, chính là cháu, cháu bị đánh ở Giang Trung, người đánh cháu là người nhà họ hứa, cũng không biết là người thế nào, hình như tên là hứa chí gì đó, chú điều tra một chút ạ. À? Vâng, vâng, vâng. Chú thần bác quả thật là thư ký của tướng quân nào đó ở quân khu. Thần bác cũng không ngờ, chú của anh ta lại đồng ý nhanh như vậy. Sau khi anh ta gọi điện thoại, lập tức dương dương tự đắc đi vào, anh ta dám bảo đảm, cháu đã gọi điện thoại rồi, chú của cháu đã đi tra lai lịch của hứa chí rồi chuyện này rất nhanh có thể xử lý xong sắc mặt u ám của đường thiên long lúc này mới dịu đi không ít ông ta nhìn thần bắc khen ngợi nói vẫn là nhà họ thần có bản lĩnh ông nội quá khen rồi trên mặt thần bắc mang theo vẻ đắc ý nói khiêm tốn khiêm tốn thôi đúng khiêm tốn đường thiên long gật đầu sau đó ông ta tức giận nói lập tức gọi điện thoại gọi thằng nhóc giang thần đến đây cho tôi tôi phải đánh gãy chân nó đuổi nó ra khỏi gia tộc Đường Hải lập tức đi gọi điện thoại cho Giang Thần. Mà sau khi Giang Thần giải quyết xong việc của đường Thiên Long, tâm trạng của anh rất tốt, trở về phòng khám phạm nhân, sau đó muốn giải thích với đường sở sở. Chỉ là, không lâu sau, đường Hải đã gọi điện thoại đến. Trong điện thoại, ông ta sôi máu mắng chửi, còn nói phải anh lập tức lăn đến đây. Giang Thần nghi hoặc, lại có chuyện gì nữa đây? Anh lại đến nhà họ đường. Vừa bước vào, Cây gậy của Đường Thiên Long đã ném về phía anh. Anh nhanh nhẹn né tránh. "Ông nội, ông làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy chứ?" "Tên phế vật này." Đường Thiên Long tức tím mặt, chính là bởi vì tin lời Giang Thần, ông ta bởi bị mất mặt như vậy, bị mấy tên bảo vệ đánh. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, còn mất mặt hơn chuyện ở quân khu bị tướng quân ném ra ngoài. Đường Lỗi đứng dậy, chỉ vào mặt Giang Thần, mắng, "Tên phế vật nhà mày!" mày cố ý muốn nhà họ đường bọn tao mất mặt đúng không? Giang thần, bắt đầu từ hôm nay, mày không phải là con rể nhà họ đường nữa. Thứ không có lương tâm, ăn của nhà họ đường, dùng của nhà họ đường, vậy mà lại khiến nhà họ đường mất mặt như vậy. Một nhóm người cùng nhau mắng chửi Giang thần. Giang thần vẫn giữ vẻ mặt vô tội. Anh nhíu mày hỏi, ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày còn không biết xấu hổ sao? Đường lỗi tắt anh một cái. Giang Thần ngẩng đầu, dễ dàng chặn được cái tát này, anh thản nhiên nói, cho dù tôi có chết, cũng phải cho tôi chết được rõ ràng chứ. Đường mộng oánh mắng, chính là những lời khua môi múa mép của mày nói bên tai ông nội, ông nội mới đến đế vương cư muốn tổ chức tiệc mừng thọ, may mà bọn tao đến đế vương cư thăm dò tình hình trước, nhưng đến cửa lớn cũng không thể vào được, còn bị bảo vệ đánh cho một trận. Giang Thần đưa mắt liếc nhìn bọn họ một cái. Dáng vẻ bọn họ rất thảm hại. Trên mặt thần Bắc còn có một dấu tát. Quần áo trên người Đường Mộng Oánh đều có dấu chân, thậm chí ngay cả tất chân cũng bị xé rách, chắc là khi bị đánh đã bị chiếm không ít tiện nghi. Nhưng anh có chút nghi ngờ. Thái độ của bảo vệ ở biệt thự Cảnh Tú đều rất tốt, sao có thể ra tay đánh người được chứ? Anh phải nịnh nọt Đường Thiên Long, chỉ cần Đường Thiên Long nói một câu, Đường Sở Sở tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Giang Thần rất bình tĩnh đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho hội trưởng Thương Minh Nam Tỉnh. "Là tôi, Hắc Long, tôi đã hứa cho Đường Thiên Long đến tổ chức tiệc mừng thọ ở Đế Vương Cư, nhưng bảo vệ ở cửa sao lại đánh người? Lập tức giải thích rõ chuyện này cho tôi." Thương Minh Nam Tỉnh, đây là năm tỉnh có thế lực rất đáng sợ, mà Giang Thần lại trực tiếp gọi điện thoại cho hội trưởng Thương Minh Nam Tỉnh. Hội trưởng Thương Minh Nam Tỉnh, là người nhà họ Long, Long Giã. Một nhân vật lớn, một người không ở kinh đô nhưng thế lực lại mạnh hơn những gia tộc lớn ở kinh đô sau khi long giã nhận điện thoại của giang thần ông ta run sợ nói chủ chủ soái chuyện này tôi lập tức sẽ điều tra lập tức cho cậu một lời giải thích giang thần cúp điện thoại sau đó anh đứng đợi bên ngoài cũng không đi vào biệt thự bởi vì người nhà họ đường đều bị đánh bây giờ anh mà đi vào chỉ có đâm đầu vào xui xẻo rất nhanh long giã đã gọi điện thoại đến chủ soái đã tra rõ rồi, là một người nhà họ Hứa không có mắt nhìn đắc tội với Đường Thiên Long. Tôi đã hạ lệnh xuống rồi, bảo anh ta tự mình đến cửa thỉnh tội. Chủ soái, chuyện này là sai sót của tôi, thật sự xin lỗi. Hội trưởng Thương Minh năm tỉnh, Long Dã không ngừng xin lỗi. Ông ta còn không ngừng tát mình. Tiếng tát rất vang, cách màn hình cũng có thể cảm thấy đau đớn. Hy vọng không làm hỏng chuyện lớn của tôi, nếu không Thương Minh năm tỉnh gì đó không cần phải tồn tại nữa. Giang Thần lạnh lùng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, anh ở trước cửa hút một điếu thuốc. Sau đó, mới đi vào nhà. Vừa vào nhà, người nhà họ Đường đã bắt đầu chửi mắng. Thậm chí còn bắt đầu đuổi người. Giang Thần đắc ý nói, "Ông nội, chuyện này quả thật là sơ sót của cháu, chỉ là ông đến khu biệt thự cảnh tú sao lại không gọi điện báo cháu một tiếng chứ? Cháu đã sắp xếp xong mọi thứ rồi." nhưng trước khi ông đi, cũng phải báo cho cháu một tiếng. Gọi cái đầu mày, đến bây giờ còn giả vờ cái gì nữa, tao đánh chết mày. Đường lối cầm gạt tàn lên, ném qua phía anh. Giang thần né được. Xoảng. Gạt tàn đập xuống đất, nhanh chóng vỡ nát. Đường thiên long tức đến nỗi sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy ông ta cầm gậy lên muốn đánh người, vừa đánh vừa mắng, mày, mày cút đi cho tao, bắt đầu từ bây giờ, mày không còn là con rể của nhà họ đường nữa. Giang thần vội vàng đứng dậy, anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Bây giờ đường thiên long đang tức giận, anh không nên đâm đầu vào xui xẻo, đợi người của thương minh năm tỉnh đến cửa xin lỗi, rồi anh lại quay lại sau. Đến lúc đó, sẽ không có chuyện gì nữa. Giang thần chạy ra khỏi biệt thự nhà họ đường, người nhà họ đường dầm một cái khóa cửa lại. Sau 20 phút, quản lý của thương minh Nam tỉnh đã kéo hứa chí và thu lộ xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà họ đường, cùng với người mấy bảo vệ đã ra tay đánh người. Chương 101, đến nhà nhận lỗi. Thương Minh năm tỉnh, các thành phố trong khu vực năm tỉnh đều có một gia tộc đại diện. Tộc trưởng của mỗi gia tộc đại diện được coi là người quản lý. Thành phố Giang Trung cũng có một gia tộc tham gia vào Thương Minh năm tỉnh. Gia tộc này là của nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy không được xếp là một trong bốn nhà quyền thế của thành phố Giang Trung, nhưng tài sản lại giàu có hơn nhiều so với bốn nhà quyền thế kia ở thành phố Giang Trung cũng được xếp thứ nhất thứ nhì. Ngụy Quang là quản lý của Thương Minh Nam Tỉnh. Ông ta đang tổ chức cuộc họp ở công ty, lại nhận được điện thoại của hội trưởng. Trong điện thoại, hội trưởng giận dữ, nói lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho ông ta nghe. Sau khi Ngụy Quang biết được, ông ta lập tức gọi điện thoại cho nhà họ Hứa, sau đó tự mình dẫn theo Hứa Chí và người tình của anh ta cùng với mười mấy bảo vệ đã đánh người kia, tự mình đến nhà họ Đường xin nhận lỗi biệt thự nhà họ đường người nhà họ đường đều có vẻ mặt u ám đường lỗi không kiềm chế được hỏi em rể vẫn chưa có tin tức gì sao trong lòng thần bắc cũng không dám chắc chắn dù sao người đánh anh ta cũng là người của nhà họ hứa gia tộc sẽ không vì một kẻ thuộc chi thứ như anh ta mà đắc tội với nhà họ hứa đâu nhưng mà đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên đường mộng oánh đi mở cửa trong nháy mắt khi cửa mở ra cô ta trợn tròn mắt ngoài cửa biệt thự có mười mấy người đang quỳ đây chẳng phải là hứa chí và người tình của anh ta trước đó đã ra lệnh đánh cả nhà bọn họ sao cùng với mười mấy bảo vệ nữa cô ta kinh hãi há to miệng một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi trên người mặc bộ vest đi lên phía trước trên mặt ông ta lộ ra vẻ áy náy xin xin hỏi cụ đường có ở nhà không tôi là ngụy quang quản lý của thương minh năm tỉnh a à, đường mộng oánh kinh ngạc kêu lên quản lý của thương minh năm tỉnh ở thành phố Giang Trung, người này, người này tự mình đi đến nhà họ đường sao? Còn nữa, tại sao bọn họ lại quỳ xuống vậy? Ông nội, ông, ông mau ra đây đi, đường mộng oánh xoay người gọi một tiếng. Đường thiên long chống gậy đi tới. Còn chưa ra đến cửa, đã thấy ngụy Quang đứng ở cửa ra vào, thân thể ông ta lập tức run lên, không người, trên mặt lộ ra vẻ kính trọng, quản, quản lý ngụy sao ông lại đến đây? Ông ta đi ra khỏi nhà nhìn thấy đám người hứa chí đang quỳ dưới mặt đất, ông ta kinh ngạc há to miệng. trên mặt ngụy quang lộ ra vẻ kính trọng. Đường, ông cụ Đường, đứa con bất hiếu nhà họ hứa có mắt như mù. đối với chuyện xảy ra trước đây, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, tự mình dẫn theo đứa con bất hiếu nhà họ hứa đến đây nhận lỗi. những người này mặc cho ông xử lý. Đường Thiên Long vô cùng kinh ngạc, rất lâu sau ông ta vẫn không nói được câu nào. từ khi nào mà Đường Thiên Long ông ta lại có thể diện lớn đến như vậy? Quản lý của Thương Minh Năm Tỉnh tự mình dẫn người đến tận cửa nhận lỗi, hơn nữa đây còn là người nhà họ Hứa, thành viên của Thương Minh Năm Tỉnh, lại có thể quỳ dưới mặt đất như vậy sao? Đường Hải, Đường Lỗi và mấy người nhà họ Đường khác cũng chạy ra. Nhìn thấy đám người Hứa Chí quỳ ngoài cửa ra vào, bọn họ cũng sững sờ, há to miệng. Dường như vừa nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ. "Chuyện này, ông nội, Đường Lỗi có chút không hiểu." ngụy quang thấy đường thiên long rất lâu sau vẫn không nói năng gì ông ta lập tức nắm tóc hứa trí kéo anh ta dưới đất đứng dậy vung tay lên tát cho anh ta mấy cái bốp 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 tiếng tát giòn giã vang dội hứa trí bị đánh đến mức khóe miệng hộc máu anh ta chẳng dám phản đối câu nào khóc lóc cầu xin tha thứ cụ đường tôi sai rồi tôi có mắt không nhìn thấy núi thái sơn không biết là ông quen biết với tướng quân ông hãy coi tôi như một cái rắm tha cho tôi đi Tướng quân, lúc này đường thiên long mới chợt hiểu ra. Thần bắc đi theo lại càng mặt mũi dạng dỡ hơn. Anh ta cho rằng việc anh ta gọi điện thoại đã có tác dụng rồi, chú anh ta ra mặt thay anh ta. Anh ta bước đến, đá lên người hứa chí một cái. Anh ta vốn dĩ xuất thân là lính đặc công, đá một cái cũng khá mạnh. Thân thể hứa chí lăn mấy vòng. Nhưng mà anh ta không dám oán hận một câu nào, lại bò dậy lần nữa, quỳ xuống mặt đất đường lối cũng ra oai, kêu căng ngạo mạn bước đến, đi tới trước mặt thu lộ, ngồi xổm xuống, nâng cầm thu lộ lên, để cô ta ngẩng đầu lên. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ đắc ý khó mà che giấu được, thu lộ, lúc trước là cô nhổ nước bọt lên người tôi đúng không? Thu lộ sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy trên mặt cô ta lộ vẻ cầu xin tha thứ, nói anh, anh lỗi, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi lần này. Đường lỗi đứng dậy, quát to, bảo vệ hai bảo vệ nhà họ đường đi tới kêu lên cậu lỗi có gì dặn dò đường lỗi chỉ mười mấy bảo vệ đang quỳ dưới mặt đất nói đánh cho tôi dạ hai người bảo vệ nhà họ đường sắn tay áo lên đấm đá một trận với mười mấy bảo vệ cùng với hứa Chí và thu lộ đang quỳ dưới mặt đất cửa chính biệt thự nhà họ đường không ngừng có tiếng kêu rên vang lên giờ phút này đường lỗi rất oai phong thần bắc lại càng kiêu ngạo ngẩng cao đầu Đường Uyển Tâm làm vợ của thần Bắc, cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Đây là lợi thế của việc có người trong quân khu, có tiền có thể muốn làm gì thì làm, ông lớn ở quân khu chỉ cần nói một câu, còn không chịu ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao. Ngụy Quang nhìn đường Thiên Long, nói cụ đường, đứa con bất hiếu này cũng đã quỳ xuống đất nhận tội rồi, cụ đã hết giận chưa? Nghe nói hai ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của cụ rồi, định tổ chức ở đế vương cư có phải không? Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ mang lễ vật thật hậu hĩnh đến đế vương cư chúc thọ cụ đường thiên long nghe vậy thân thể ông ta run lên quản quản lý ngụy ý của ông là tôi có thể chuẩn bị tiệc rượu mừng thọ ở đế vương cư sao ngụy quang vội vàng nói có thể có thể chứ tướng quân cũng đã lên tiếng rồi cụ đường cụ cứ đến tổ chức không ai dám ngăn cản cụ đâu ha ha đường thiên long cười to giờ phút này ông ta rất vui vẻ những không vui vì bị đánh trước đó, toàn bộ đều đã biến mất, ông ta đúng lúc dừng lại, nói, được rồi, đừng đánh nữa. Lúc này hai bảo vệ mới dừng lại, mà đường lỗi lại sách hứa chí đang quỳ dưới mặt đất miệng đầy máu dậy, vỗ vỗ lên gương mặt sưng đỏ của anh ta, danh con, nhớ kỹ, sau này đừng có dùng mắt chó coi thường người khác, mặc dù nhà họ đường chúng tôi chẳng là gia tộc lớn nào cả, nhưng cũng có người quen, cũng quen biết tướng quân đấy. Vâng, vâng, kẻ hèn này không dám hứa chí chẳng dám hó hé một câu nào. Vậy cụ đường, chuyện này cứ giải quyết như vậy nhé, cụ chuyển lời lại cho ông lớn kia, để người đó đừng giận nữa, có được không? Ngụy Quang mong đợi nhìn đường Thiên Long. Hội trưởng Long Giã đã tự mình gọi điện thoại đến, nếu vẫn không được tha thứ, vậy sẽ có chuyện lớn xảy ra mất. Đường Thiên Long vui sướng cười to, cứ như vậy đi, quản lý Ngụy, ông vào nhà ngồi một chút đi. Ngụy Quang hơi xua tay, nói cụ đường, ngồi thì thôi đi, ngày kia tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà tặng hậu hĩnh đến đế vương cư mừng thọ cụ. Nói xong, ông ta đạp hứa chí một cái, giận dữ hét lên, thứ rác rưởi, còn không mau cảm ơn cụ đường đi. Cảm, cảm ơn cụ đường tha tội. Ngay sau đó, Ngụy Quang đưa đám người hứa chí rời đi. Sau khi rời đi, ông ta vuốt mồ hôi lạnh đổ ra trên mặt, gọi điện thoại cho Long Giã, hội trưởng, đã được đường Thiên Long tha thứ rồi, đúng rồi, ông nói xem tướng quân kia, rốt cuộc là ai vậy? không hỏi, cũng đừng hỏi. Long giã cúp điện thoại. Biệt thự lớn nhà họ đường. Đường Thiên Long vui sướng cười to, ha ha, cháu rể, đúng là nhà họ thần cháu có năng lực cao, một cú điện thoại thôi mà ngay cả quản lý của thành phố Giang Trung cũng phải tự mình dẫn người đến cửa nhận lỗi, còn đồng ý cho ông chuẩn bị tiệc mừng thọ ở đế vương cư, cháu thật sự làm cho ông nội rất có thể diện. Thần bác cũng không ngờ, chú mình thật sự có thể thuyết phục được tướng quân, giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy anh ta ưỡn thẳng sống lưng, nói chủ soái tiêu giao đã đồng ý, chú của cháu, trong vòng 5 năm nhất định sẽ trở thành cánh tay thứ ba của quân khu Giang Bắc, nhưng mà, ông nội, khiêm tốn chút, khiêm tốn chút. Đường lỗi xả được cơn giận, trong lòng anh ta vô cùng sảng khoái, nói em rể, đây là chuyện đáng được khoe khoang, chuyện này cần phải phách lối vào, ông nội, chúng ta đến đế vương cư nhìn xem, xem nên sắp xếp hội trường như thế nào. Đường mộng oánh nịnh nọt nói, em rể, cũng là do em có tài năng hơn người. Trên mặt đường huyền tâm lộ ra vẻ đắc ý, cô ta khoác tay thần bắc, vẻ mặt hả hê, đúng vậy, bây giờ chồng em cũng đã là phó đội trưởng rồi, khoảng 2 năm nữa là có thể thăng lên trước đội trưởng đấy. chương 102, ông sẽ phải hối hận. Tất cả người trong nhà đều nịnh bợ thần bắc. Vì thần bắc gọi một cuộc điện thoại, thư ký của tướng quân nhà họ thần đã báo cho tướng quân. Tướng quân đứng ra, quản lý của thương minh năm tỉnh, Ngụy Quang mới đưa hứa chí đã ra lệnh đánh người đến tận cửa xin lỗi. Bây giờ, đường Thiên Long có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư rồi. Ông ta cực kỳ phấn khởi. Lập tức mời phóng viên tổ chức họp báo, lan rộng tin tức này ra ngoài. Cùng lúc đó, đường Hải cũng nhanh chóng sắp xếp những chuyện liên quan đến buổi tiệc mừng thọ, thiết kế thiệp mời, đi đưa thiệp mời. Giang thần vẫn luôn đợi ở phòng khám phàm nhân của tiểu hắc, anh nhìn thấy tin tức được đăng trên đài báo thấy việc đường thiên long đã tổ chức cuộc họp báo anh biết chuyện này đã được giải quyết rồi bên thương minh năm tỉnh kia đã đến tận nhà nói lời xin lỗi bây giờ tất cả vấn đề đều đã được giải quyết rồi anh lại đi về phía nhà họ đường lần nữa anh nhấn chuông cửa người mở cửa là con gái út của đường hải đường uyển tâm đã gả ra ngoài giang bắc trước đây cô ta không biết giang thần bây giờ đã biết rồi Vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Thần đứng ngoài cửa ra vào, cô ta khoanh hai tay trước ngực, dùng dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, đánh giá Giang Thần, da mặt dày thật đấy, còn dám đến đây sao? Đường Lỗi đang định ra khỏi cửa xử lý mấy việc, anh ta vừa đi ra ngoài, nhìn thấy người đến là Giang Thần, anh ta lập tức chửi ầm lên, đồ rác rưởi như cậu, còn dám đến đây, cút ngay. Giang Thần liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, anh không thèm đếm xỉa đến bọn họ, đi thẳng vào biệt thự. Đứng lại, đường lỗi hét to. Tôi tìm ông nội, Giang thần không muốn nhiều lời với hai người này. Cậu đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ đường rồi, không phải là con rể của nhà họ đường nữa, cậu không có tư cách bước vào cửa lớn nhà họ đường. Đúng vậy, cút ngay đi. Hai người không thèm để Giang thần vào mắt một chút nào. Giang thần nghe vậy cũng hơi khó hiểu. Không phải bên phía thương minh năm tỉnh đã đến tận cửa xin lỗi rồi đó sao? Người nhà họ đường nhìn thấy anh, không phải nên nịnh nọt bợ đỡ sao? Tại sao vẫn dùng thái độ này? Có chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Giờ phút này, một chiếc xe Bentley chạy đến. Đường Thiên Long chống gậy bước xuống xe. Còn có Đường Hải và Thần Bắc đi theo. Đường Thiên Long mời phóng viên đến buổi họp báo, ông ta tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc mừng đại thọ 80 tuổi của mình xong, sau đó vội vàng quay về. Cháu rể, lần này thật sự cảm ơn cháu rất nhiều, cháu đã làm tăng thể diện cho ông nội thần bác lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ông nội không phải chỉ là đế vương cư thôi sao điều này có đáng là gì chúng ta phải khiêm tốn khiêm tốn đúng khiêm tốn khiêm tốn hai người vừa đi vào vừa nói chuyện giang thần nhìn thấy đường thiên long xuống xe anh lập tức đi tới trên mặt nở nụ cười rạng rỡ ông nội cháu không lừa gạt ông đúng không ông thật sự có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư chẳng qua trước khi đi sao ông không gọi điện thoại cho cháu sau khi cháu quay về đã gọi điện thoại cho cấp trên của cháu, cấp trên của cháu đứng ra, đã cho thương minh năm tỉnh đến tận cửa nói xin lỗi rồi. Bốp, đường lối đi tới, tát một cái lên gáy giang thần, mắng cậu là đồ rác rưởi, đều tại cậu, chúng tôi mới bị đánh, bây giờ biết em dễ đứng ra giải quyết chuyện này, để ông nội lấy được tư cách tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư, cậu lại đến đây tranh công sao. Đường Thiên Long nhìn thấy giang thần, trong lòng ông ta chỉ có tức giận ông ta cầm gậy lên đánh giang thần kịp thời tránh được anh đứng bên cạnh nhìn thần bắc đứng bên cạnh đường thiên long anh ra mặt thần bắc đứng thẳng người hơi sửa sang lại cà vạt một chút nói tôi cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi năng lực của nhà họ thần không phải kẻ rác rưởi phế vật như cậu có thể hiểu hết được đường huyền tâm đi tới cô ta khoác cánh tay của thần bắc sau đó khinh bị liếc nhìn giang thần một cái bây giờ chồng tôi chính là phó đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm ở quân khu giang bắc chú của tôi cũng là thư ký của tướng quân ở quân khu giang bắc chút chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể hoàn thành được rồi mặt mũi giang thần tối sầm lại công lao của anh lại bị người khác cướp mất anh nhìn đường thiên long ông nội ông tin anh ta sao đường thiên long nghiêm mặt quát mắng chẳng lẽ tôi nên tin cậu sao đúng lúc đó một chiếc xe mpv chạy đến một có gái mặc đồ công sở dáng người cao gầy da rẻ trắng nón gương mặt xinh đẹp bước xuống xe đó chính là đường sở sở sau khi cô tiếp nhận công ty đã bắt đầu kiểm tra tài chính phát hiện tài chính có một số vấn đề nên mới quay về hỏi thăm một chút nào ngờ vừa xuống xe cô đã nhìn thấy giang thần đang đứng trước cửa lớn của biệt thự nhà họ đường cô hơi ngây người lập tức đi tới chào hỏi ông nội nhìn thấy đường sở sở sắc mặt đường thiên long dịu xuống rất nhiều trên gương mặt già nua của ông ta lộ ra nụ cười sở sở sao cháu lại đến đây ông nội khi cháu sắp xếp lại tài chính của công ty đã phát hiện một số vấn đề cho nên cố tình muốn quay về hỏi một chút đi vào nhà rồi nói thái độ của đường thiên long đối với đường sở sở rất tốt nhưng khi nhìn về phía giang thần sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi quát mắng cậu đi theo tôi vào đây Tranh thủ lúc Sở Sở ở đây, nói chuyện của hai đứa cho rõ ràng đi. Đường Sở Sở liếc nhìn Giang Thần một cái, cô không nhiều lời, xoay người đi vào nhà. Giang Thần cũng bình tĩnh thản nhiên đi vào biệt thự. Sảnh lớn trong biệt thự, người nhà họ Đường đều ngồi đó, chỉ có Giang Thần đứng. Sau khi Đường Sở Sở đã biết đầu đuôi câu chuyện xong, cô tức giận đến mức sắc mặt tái xanh. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Cô không ngờ tới, giang thần vì không muốn ly hôn lại có thể lừa gạt ông nội cô nói là có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư ông nội của cô vô cùng phấn khởi đi đến đó nhưng lại bị đánh cho một trận bây giờ thần bắc đứng ra giải quyết vấn đề này anh lại chạy đến tranh công giang thần anh làm tôi quá thất vọng giang thần đứng bên cạnh anh nhìn đường sở sở một cái hỏi sở sở ngay cả em cũng không tin anh sao không phải em chưa từng đến đế vương cư đủ rồi Đường sở sở đứng dậy, lớn tiếng mắng, anh bảo tôi tin anh thế nào được, tôi tận mắt nhìn thấy, em trai tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả được sao? Không phải, anh nói là đế. Giang thần, cậu có thể đừng vô liêm sỉ như vậy có được không, quyến rũ em gái tôi cũng không nói đi, còn làm cho ông nội khó chịu, bây giờ lại định cướp công lao của người khác, nhà họ thần có người ở quân khu đấy, còn cậu thì sao? Cậu có cái gì, một tên tội phạm từng bị tòa án quân sự phán xử mà thôi. Một, Giang Thần Định lên tiếng giải thích. Anh muốn nói với đường sở sở, anh không lừa gạt đường Thiên Long, anh định nói, không phải em đã từng đến đế vương cư sao? Không phải đã từng ở đế vương cư 10 ngày sao? Tại sao ngay cả em cũng không tin tưởng anh? Nhưng, đường sở sở không cho anh cơ hội giải thích. Đường Thiên Long lấy tàu thuốc ra, nói, Giang Thần, cậu ở rể nhà họ đường cũng được một khoảng thời gian rồi, dựa vào giá trị con người của sở sở bây giờ, cậu không xứng với nó, như vậy đi, tôi cho cậu 100 vạn, cậu ly hôn với Sở Sở đi, từ nay về sau, cậu không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Đường nữa. Cho dù là vì Giang Thần, Đường Thiên Long mới bị đánh một trận. Nhưng mà có người cháu rể thần Bắc này đứng ra giải quyết vấn đề, bây giờ thậm chí ông ta còn có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Tâm trạng của ông ta rất tốt, cũng không muốn so đo nhiều với Giang Thần nữa. Ông ta cũng bằng lòng lấy chút tiền ra để Giang Thần rời khỏi Đường Sở Sở. Giang thần, còn không mau cảm ơn ông nội đi. Cậu có biết 100 vạn có ý nghĩa như thế nào không hả? Cậu có đi lính cả đời, cũng không kiểm nổi 100 vạn đâu. Quỳ xuống dập đầu với ông nội đi. Mỗi người trong nhà họ đường anh một câu, tôi một câu. Giang thần thấy đường sở sở nghiêm mặt thở hổn hển, Vốn dĩ đã tức giận, bây giờ nghe đường thiên long nói những chuyện này xong, cô càng tức giận hơn nữa. Giang thần cũng chẳng còn cách nào. Thiên binh vạn mã, núi đào biển lửa anh cũng đã xông qua được bây giờ lại không qua được một cửa tình cảm này thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân anh biết bây giờ anh có nói gì đường sở sở cũng sẽ không tin nếu đã như vậy thì còn giải thích để làm gì anh nhìn về phía đường thiên long đường thiên long ông sẽ phải hối hận sau đó anh nhìn về phía thần bắc quân khu giang bắc thư ký của tướng quân sao được tôi đã nhớ kỹ rồi ngày mai chú của anh sẽ phải cuốn gói cút xéo. Ha ha, cười chết tôi mất, đường lỗi phá lên cười to, cuốn gói cút xéo, cậu có biết thư ký tướng quân là quân hàm gì không đó, cậu cho rằng cậu là ai chứ, cậu là tiêu giao vương sao? Trên mặt thần bác lộ ra vẻ tức giận, chàng trai trẻ, đừng quá ngông cuồng. Thấy thần bác tức giận, đường thiên long quát to, cút ngay cho tôi. Giang thần phất tay, xoay người rời đi. chương 103, nhà họ đường phất lên tức chết tôi rồi, phòng khám phàm nhân, Giang thần tức giận đá ghế. Tiểu Hắc ngồi bên cạnh hút thuốc, anh ta lướt nhìn Giang thần một cái, anh ta chưa từng nhìn thấy Giang thần như vậy bao giờ. Trước đây, Giang thần tức giận, máu chảy thành sông. Bây giờ lại xa sút đến mức độ chỉ có thể đá ghế. Chẳng lẽ, đây chính là người đàn ông rơi vào lưới tình sao? Vì yêu đương mà mài mòn cả sừng của Hắc Long sao? Đến đây nào, anh Giang, hút một điếu thuốc đi. Tiểu Hắc đưa một điếu thuốc cho anh. Giang Thần nhận thuốc, anh nhấc chiếc ghế dựa mình vừa đá lên, ngồi xuống, thở hổn hển nói, "Tiểu Hắc, tại sao trên đời lại có nhiều người không biết xấu hổ như vậy?" Chuyện này rõ ràng là do tôi đứng ra mới giải quyết được, liên quan gì đến nhà họ Thần? Tiểu Hắc đã biết được đầu đuôi câu chuyện, anh ta dở khóc dở cười. "Anh Giang, thế này còn có thể oán giận ai đây, còn không phải trách chính anh sao, nếu anh thể hiện rõ thân phận" người nhà họ đường còn không chạy đến nịnh nọt anh sao, hơn nữa nhà họ thần thật sự có người làm thư ký cho tướng quân, bọn họ không tin thần bắc, chẳng lẽ lại tin một người ở rể như anh sao? Nói cũng có lý, nhưng trong lòng tôi vô cùng tức giận, giang thần tôi nào đã từng chịu uất ức như vậy bao giờ? Tiểu Hắc, anh giúp tôi điều tra xem, người nhà họ thần làm thư ký cho tướng quân tên là gì, gọi điện thoại cho tiêu giao vương, hạ, đợi đã, tạm thời đừng làm vậy. Giang thần dừng tay kịp thời có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được sao lập tức phái người đi tiếp đãi người nhà họ đường để bọn họ an toàn bước vào đế vương cư đợi đến tiệc mừng thọ hôm đó ha ha giang thần lộ ra nụ cười gian xảo anh giang anh thay đổi rồi tiểu hắc liếc mắt nhìn giang thần một cái giang thần trước đây đều trực tiếp ra tay giang thần bây giờ vì trong lòng không thoải mái một chút thôi đã bắt đầu dở âm mưu quỷ kế giang thần liếc nhìn tiểu hắc một cái đây là giang trung một thành phố yên bình đã nói với anh rất nhiều lần rồi ở thành phố giang trung không thể giống như ở nam hoang được hai mắt tiểu hắc mở to mấy lần trước cũng không biết là ai đã đại khai sát giới đầu tiên là tập đoàn ngải lạp tiếp theo là thịnh thế vương triều giang thần liếc mắt nhìn lại anh ta một cái tiểu hắc lập tức ngậm miệng lại giang thần hút một hơi thuốc cười lúng túng nói đây không phải là sở sở gặp chuyện không may không khống chế được cảm xúc, chuyện tương tự như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Tôi phải đi sắp xếp mọi chuyện. Mà Giang Thần cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, anh ngồi đợi ở phòng khám phàm nhân. Hôm nay, đối với nhà họ Đường mà nói, tuyệt đối là một ngày đáng được chúc mừng. Việc Đường Thiên Long của nhà họ Đường mừng đại thọ 80 tuổi đã được lan truyền khắp thành phố Giang Trung. Cái gì? Tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư sao? đường thiên long có thể diện đến mức ấy hay sao? Tôi nghe nói đế vương cư là của một ông lớn nào đó, hình như là của tiêu giao vương. Mọi người ở thành phố Giang Trung đều đang bàn tán về chuyện này. Mà nhà họ đường lại gửi thiệp mời một lần nữa, một số người có mặt mũi trong thành phố Giang Trung đều nhận được thiệp mời. Chớp mắt, thời gian đã đến buổi tối một ngày trước lễ mừng đại thọ 80 tuổi của đường Thiên Long. Biệt thự lớn của nhà họ đường. Đường Thiên Long hút thuốc lá, Nhìn thần bác cháu rể, ngày mai là đại thọ 80 tuổi của ông rồi, cháu có thể bảo chú cháu đến tham gia bữa tiệc mừng thọ của ông có được không? Bây giờ ông đã gửi đi rất nhiều thiệp mời rồi, đều là mấy ông lớn trong giới kinh doanh, nhưng mà nhà họ Đường chúng ta lại chăng có ai ở hai giới chính trị và quân sự cả, bây giờ cần một nhân vật lớn đến để khiến mọi người chấn động. Ông nội, cháu gọi điện hỏi một chút, nhưng cháu không dám chắc đâu. Được, được, cháu rể, rất cảm ơn cháu thần bác lập tức gọi điện thoại. Chú, là cháu đây, thần bác đây, đúng rồi, ngày mai chú có rảnh không? Ngày mai ông nội của vợ cháu là Đường Thiên Long tổ chức đại thọ 80 tuổi, bữa tiệc mừng thọ tổ chức ở ngay đế vương cư do thương minh năm tỉnh xây dựng. Ông nội muốn mời chú đến uống ly rượu, a à, chú có thể đến được sao, cái gì, tướng quân cũng đến sao, được, được. Sau khi thần bác gọi điện thoại xong, anh ta xúc động đến mức mặt đỏ bừng. Ông nội, cháu gọi điện thoại rồi, chú bảo ngày mai sẽ đến đúng giờ, lại còn nói ngay cả tướng quân ở quân khu Giang Bắc cũng đến, đây chính là người đứng đầu quân khu Giang Bắc đấy, là người có quân hàm một sao trên vai, cũng có cùng cấp bậc với Hoắc Đồng dưới trướng Tiêu Giao Vương đấy. Ha ha, Đường Thiên Long cười to, bữa tiệc mừng thọ lần này của ông ta sẽ nổi tiếng khắp thành phố Giang Trung, thậm chí còn lẫy lừng cả năm tính. Ngày mai danh tiếng của Đường Thiên Long sẽ hoàn toàn bùng nổ đây là bước đầu tiên để nhà họ đường bước chân vào giới quyền thế hơn nữa còn là một bước dài ngày hôm sau hôm nay nhất định là ngày chấn động của thành phố giang trung bởi vì tộc trưởng của một gia tộc bậc trung sẽ tổ chức tiệc mừng thọ ở biệt thự đế vương cư danh tiếng lẫy lừng đế vương cư vô cùng nổi tiếng ở thành phố giang trung nhưng cho dù có là nhà vô cùng giàu có cũng không có tư cách được nhìn thấy đế vương cư một lần Bây giờ có rất nhiều ông lớn đều nhận được thiệp mời của đường Thiên Long, bọn họ cũng muốn đến xem đế vương cư trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Vì muốn tổ chức thành công bữa tiệc lần này, đường Thiên Long đã bỏ hết vốn liếng ra. Đầu tiên là bỏ ra 3.000 vạn, sau đó lại lấy ra thêm 5.000 vạn nữa. Trước sau đã bỏ ra 8.000 vạn để tổ chức. Bên ngoài biệt thự đế vương cư, một vùng rộng minh mông. Nơi đó đã dựng xong sân khấu, một số ngôi sao nổi tiếng đang ra sức biểu diễn, nếu không biết còn tưởng rằng đây là một lễ hội âm nhạc của năm. Biệt thự đế vương cư, trong sảnh lớn hơn 10.000 10 mét vuông. Đường Thiên Long mặc một bộ đồ thời nhà đường màu đỏ, ông ta cầm cây gậy trong tay, vẻ mặt dạng dỡ nở mày nở mặt, vô cùng ra dáng. Những thành viên khác trong nhà họ đường đều giống như điên cuồng, vô cùng hăng hái phấn chấn. Đường sở sở mặc một chiếc váy lộng lẫy, trở thành tâm điểm chú ý của cả sảnh lớn. Diệp Hùng của tập đoàn Thiên Quân tặng một nhánh nhân sâm nghìn năm, chúc cụ đường phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cửa lớn biệt thự, nhân viên lễ tân dáng người yếu điệu đang đứng. Đó là một ngôi sao rất nổi tiếng. Cô ta cầm micro trong tay, nhìn danh mục quà tặng, lớn tiếng nói ra. Theo âm thanh vang lên, có rất nhiều người trong sảnh lớn biệt thự phải xoay người nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Hùng mặc một bộ đồ vest, hơi mập mạp, nện bước đi tới, ông ta cười nói ha ha cụ đường chủ tịch diệp đường thiên long tự mình đi tới tự mình chào đón ông ta cười đến miệng không khép lại được chủ tịch diệp có thể đến đã là nể mặt lắm rồi sao còn mang theo quà tặng nữa ha ha không đáng bao nhiêu tiền đâu diệp hùng cười to chợt liếc nhìn ra bốn phía xung quanh lại không phát hiện ra gian thần nhưng mà ông ta nhìn thấy đường sở sở ông ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa có giang thần ở đây, ông ta sẽ cảm thấy không được thoải mái lắm. Chủ tịch của công ty dược phẩm Vạn Thịnh, Trương Trường Thiên đến, tặng một bức bút tích của Vương Hy Chi. Cổ giật hiên của Mỹ Vị Hiên đến, tặng một bức tượng Phật Ngọc đã khai quang. Lâm y của dược phẩm Trường Sinh đến, tặng 10 thùng trà Trường Sinh. Từng người từng người đều là nhân vật lớn lần lượt bước vào. Những người này đều là nhân vật lớn số một số 2 ở thành phố Giang Trung, hoặc là sự tồn tại cấp bậc ông lớn. Phương Vĩnh Cát, Thần Y Phương đến tặng một tờ phương thuốc bồi dưỡng sức khỏe, chúc cụ Đường thân thể khỏe mạnh, thể xác và tinh thần như ý. Theo âm thanh vang lên, một ông cụ dẫn theo một cô gái xinh đẹp bước đến. Lần này Đường Thiên Long mời tất cả những người có thể mời được đến. Ông ta cũng không ngờ được mình lại có thể diện như vậy, nhiều nhân vật lớn như vậy, tất cả đều đến đủ. Ông ta cười không ngậm được miệng, ngoại trừ những nhân vật danh tiếng lẫy lừng ở thành phố Giang Trung Gia cũng có rất nhiều ông chủ lớn giá trị con người lên đến mấy ngàn vạn. những người này nhìn thấy những nhân vật lớn kia đều có mặt đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. đường thiên long có thể diện quá đi ngay cả thần y phương cũng có thể mời đến được. đúng vậy tôi cũng không hiểu nổi một gia tộc bậc trung như nhà họ đường tại sao đột nhiên lại phất lên được vậy. diệp hùng lâm y trương trường thiên cổ giật hiên phương vĩnh cát đều là sự tồn tại đỉnh cao nhất của thành phố giang trung bây giờ cũng đến chúc thọ đường Thiên Long. Quản lý của thương minh năm tỉnh, Ngụy Quang đến, tặng tiền mặt 888 vạn, 18 bức tranh chữ, 38 món đồ cổ, 88 cân vàng, một căn biệt thự ở khu cảnh tú. Giọng nói dễ nghe vang vọng trong sảnh lớn đế vương cư. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nín thở. Ra tay như vậy thật sự quá hào phóng. Nhà họ đường móc nối được quan hệ với thương mại năm tỉnh từ bao giờ vậy? Thương Minh Nam Tỉnh đấy, ngay cả bốn nhà quyền thế muốn xin gia nhập cũng đã bị từ chối rồi. Bây giờ, quản lý của Thương Minh Nam Tỉnh là Ngụy Quang lại tự mình đến chúc thọ, còn chuẩn bị nhiều quà tặng hậu hĩnh như vậy. Tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Bọn họ không biết tại sao lại như vậy, nhưng bọn họ biết rõ, từ hôm nay trở đi, nhà họ Đường phất lên rồi. Leo được lên gốc cây to như Thương Minh Nam Tỉnh, có muốn không phất lên cũng khó chương 104, tướng quân đến. Ngụy Quang là quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh. Ngày hôm qua thành viên của liên kết thương mại năm tỉnh là hứa chí của nhà họ hứa đắc tội với đường Thiên Long. Hội trưởng của liên kết thương mại năm tỉnh Long giã giận dữ, gọi điện thoại mắng cho Ngụy Quang không ngóc đầu lên được, bảo ông ta nhất định phải cầu xin tha thứ. Ngụy Quang biết rõ, vì nhà họ đường quen biết một vị đại tướng quân nào đó. Vì để bất giận, Ngày hôm nay, ông ta chuẩn bị quà tặng Hậu Hĩnh, tự mình đến đây chúc thọ cho Đường Thiên Long. Ngụy Quang là một người khiêm tốn, rất ít khi tham gia tiệc tùng gì đó, bây giờ ngay cả nhân vật như vậy cũng đến đây rồi, còn chuẩn bị quà tặng Hậu Hĩnh như vậy, điều này khiến rất nhiều gia tộc hâm mộ. Bọn họ đều biết, nhà họ Đường làm vậy là sắp vùng lên rồi. Đường Thiên Long mặc đồ cổ trang nhà Đường màu đỏ trống gậy đi tới, trên gương mặt già nua là nụ cười không khép lại được, quản lý Ngụy đến là được rồi, sao còn chuẩn bị nhiều quà đắt tiền như vậy, nhận lấy thì ngại lắm. Cụ đường, chút quà mọn thôi, chút lòng thành, hy vọng ông có thể thích nó. Đối mặt với đường thiên long, ngụy Quang không dám sơ suất chút nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán. Suốt cuộc đường thiên long nịnh bợ được nhân vật lớn nào rồi, tại sao ngay cả ngụy Quang cũng phải tôn kính ông ta như vậy? Theo ngụy Quang đến, bữa tiệc mừng thọ đã đạt đến cao trào rồi. Nhưng mà, đường thiên long vẫn chưa thỏa mãn. Cho dù bây giờ ông ta vô cùng nở mày nở mặt, nhưng những người có mặt bây giờ đều là sự tồn tại trong giới kinh doanh, hai giới chính trị và quân sự vẫn chưa có nhân vật lớn nào đến cả. Ông ta không kiềm được nhìn về phía thần Bắc, khẽ hỏi, cháu rể, chú của cháu, còn có vị tướng quân kia, bao giờ mới đến? Ông nội, đừng vội, đã đến từ lâu rồi, nhưng mà thành phố Giang Trung là trung tâm của năm tỉnh, có tiêu giao vương chấn giữ, tướng quân của giang bắc đến vẫn phải đến thăm hỏi tiêu giao vương đã đường lỗi bên cạnh không kiềm chế được hỏi một câu em dễ em có thể bảo chú em mời tiêu giao vương đến đây được không bốp đường hải đập lên gáy đường lỗi một cái quát mắng nghĩ gì thế đó là nhân vật nào con không biết sao có thể có một tướng quân đến đây đã là vinh hạnh không gì bằng của nhà họ đường chúng ta rồi vâng bố dạy rất đúng đường lỗ không dám nói câu nào nhưng đường thiên long lại bắt đầu suy nghĩ nếu tiêu giao vương có thể đến đây vậy bữa tiệc mừng thọ lần này sẽ vô cùng trọn vẹn ông ta cũng không kiềm chế được hỏi một câu cháu rể cháu có thể bảo chú cháu đứng ra móc nối một chút không chuyện này sao trên mặt thần bắc cũng lộ vẻ khó xử chú có thể đến được tướng quân cũng có thể đến được đã vượt ngoài dự đoán của anh ta rồi đường thiên long có tài đức gì đáng để tiêu giao vương phải đến ông nội Mặc dù chú cháu có chút tiếng nói ở quân khu Giang Bắc, nhưng Tiêu Giao Vương là người đứng đầu năm tỉnh, cho dù là người đứng đầu Giang Bắc, cũng không dám mời Tiêu Giao Vương đâu. Đường Thiên Long nghe vậy, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Hôm nay ông ta là người đàn ông sáng chói nhất thành phố Giang Trung. Giờ phút này là giây phút tươi sáng nhất của nhà họ đường từ trước đến nay. Sau hôm nay, nhà họ đường sẽ tích lũy được mạng lưới quan hệ rộng lớn, trở thành gia tộc quyền thế chỉ còn là vấn đề thời gian bên ngoài đế vương cư dưới một gốc cây to dưới tàng cây có một chiếc xe mvp không có biến số đang dừng lại trên xe có hai người đang ngồi đó là giang thần và tiểu hắc tiểu hắc đang cầm laptop thông qua hệ thống giám sát quan sát cảnh tượng trong đế vương cư anh giang đường thiên long này có phần nở mày nở mặt rồi ông ta cũng là một người sáng suốt sao lại không nghĩ ra Tại sao có nhiều ông lớn đến chúc thọ ông ta như vậy chứ? Giang Thần dựa vào ghế, hút thuốc, vẻ mặt lười nhác, không để ý chút nào, người bảo thủ chết vì sĩ diện, vì Sở Sở tôi cũng định cho ông ta nở mày nở mặt một lần, thế mà ông ta lại không tin tôi, lại còn tin một phó đội trưởng của đội đặc công nào đó, đợi lát nữa sẽ có trò vui để xem rồi. Tiểu Hắc điều khiến hệ thống giám sát, nhìn thẳng đường Sở Sở đưa laptop sang, anh Giang, chị dâu này. Giang Thần lập tức tỉnh thân tỉnh táo, nhận lấy laptop, nhìn thấy đường sở sở trong camera giám sát. Đường sở sở mặc lễ phục màu trắng, tóc dài búi lên, trên người có khí chất cao quý, giống như công chúa tôn quý, có rất nhiều cậu chủ nhà giàu vây xung quanh cô, đang tỏ vẻ nịnh nọt. Giang thần nhìn thấy cảnh tượng này, trả lại máy tính cho Tiểu Hắc, ghi lại hết những người đã từng chào hỏi với sở sở, đặc biệt là những kẻ trong mắt lộ vẻ tham lam, ghi lại tất cả, quay về chậm rãi dậy dỗ. Tiểu Hắc vẻ mặt xấu hổ, nói anh Giang, anh cũng thật quá bá đạo, chị dâu cũng là người, cần phải có việc giao lưu trao đổi của mình chứ, anh như vậy, sau này ai dám kết bạn với chị dâu nữa chứ? Giang thần vẻ mặt nghĩa lớn hừng hực, nói kết bạn cũng được, nhưng mục đích không trong sáng, vậy thì đừng trách tôi. Được, tôi xem cho anh, xem những người này có ý đồ khác hay không. Tiểu Hắc nhìn chăm chú toàn cảnh. Sảnh lớn đế vương cư đường thiên long không ngừng chào hỏi những ông lớn đến chúc thọ. Quân khu Giang Bắc, Niếp Vân đến, tặng một dương rượu và thuốc lá được sản xuất đặc biệt. Một giọng nói vang vọng sảnh lớn. Một câu dâng lên ngàn cơn sóng. Sảnh lớn mấy trăm người, trong nháy mắt chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa. Ngoài cửa lớn có hai người đi tới. Hai người này đều mặc quân phục, đi đầu là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, đội mũ quân đội, trên vai có một ngôi sao người đi theo sau ông ta, quân hàm cũng không thấp. Đến rồi, đến rồi, chú cháu đưa theo tướng quân đến đây rồi. Thần Bắc kích động, anh ta nhanh chóng đi tới, đến trước mặt Nhiếp Vân, đứng thẳng người, chào theo kiểu quân đội, phó đội trưởng đội đặc công Giang Bắc, thần Bắc. Ừm, Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, coi như đáp lời. Người đàn ông đi sau ông ta bước lên, võ bả vai thần Bắc, cười nói, danh con, rất tốt, thật sự tăng thể diện cho nhà họ thần chúng ta, bỡ đỡ được nhà họ đường, sau này tương lai không đo đếm được thần bắc hơi mê mang bỡ đỡ được nhà họ đường sao nhiếp phân đi đến trước mặt đường thiên long trên mặt nở nụ cười, vươn tay nói cụ đường đường thiên long đúng lúc đưa cây gậy trong tay cho đường uyển tâm đứng bên cạnh hai tay nắm tay nhiếp phân kích động đến mức sắp chảy nước mắt nhiếp nhiếp tướng quân, ông có thể đến đây đường thiên long tôi thật sự cảm thấy gương mặt lại được thấy ánh sáng rồi nhanh, mau mời ngồi Cổ đường, ông khách sáo quá. Cảnh tượng này lọt vào mặt rất nhiều người. Giờ phút này, bọn họ vô cùng hâm mộ. Nhà họ đường thế mà có thể mời được cả tướng quân đến đây sao? Mặc dù là tướng quân của Giang Bắc, nhưng quen biết được một vị tướng quân, có nghĩa là nhà họ đường thật sự vùng lên rồi thần Bắc đắc ý đến mức miệng cũng vánh lên. Đường Uyển Tâm cũng đi tới khoác tay thần Bắc, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người. Đám người nhà họ đường điên cuồng, đứng thẳng tắp. Giờ phút này bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng Hà Diễm Mai lại cảm thấy chẳng có chút mặt mũi nào. Nhìn Đường Sở Sở bên cạnh, thở dài một hơi. Đây chính là con rể nhà người ta. Châu bò như vậy, phô trương đến như vậy, chẳng những để cho Đường Thiên Long tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư, bây giờ ngay cả tướng quân cũng mời đến được rồi. Mà con rể của bà ta thì sao? Nghĩ đến Giang Thần trong lòng bà ta chỉ có tức giận, sao đường sở sở không biết suy nghĩ trong lòng Hà Diễm Mai chứ? Cô cười lúng túng, nói: "Mẹ, sau này con cũng sẽ tăng thể diện cho mẹ như vậy." Nhiếp Vân đến, bầu không khí trong tiệc mừng thọ lại được đẩy lên cao trào lần thứ hai. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên lần nữa. "Chủ tịch của thời đại khoa, cô Bạch Tố đến." Theo âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều nín thở. "Bạch, Bạch Tố, chủ tịch của thời đại khoa." bạch tố nhân vật bí ẩn đã mua hết toàn bộ thời đại khoa ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở cửa ra vào chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy màu xanh lam khí chất hơn người đi tới đằng sau cô còn có một người đi theo hà tâm thể này là sao nhìn thấy hà tâm đi theo sau lưng bạch tố đám người hà diễm mai đường sở sở đường tùng đều sửng sốt audio điện tử võ tấn bền Chương 105, ai cho ông cái quyền đó? Hà Tâm, đó là người đã móc nối với con rể rác rưởi của họ. Cô ấy đến đây với ai? Bạch Tố. Hội trường ồn ào lúc này trở nên yên tĩnh. Danh tiếng của Bạch Tố đã lan rộng khắp non sông, tên tuổi của cô ấy đã lan rộng kể từ thời điểm thời đại khoa được mua lại. Đây là một người thực sự đứng trên kim tự tháp. Những người khổng lồ nào? Ở trước mặt Bạch Tố, ông ta còn không phải cái rắm chị ơi có chuyện gì vậy đường tùng thấp giọng hỏi không phải là hà tâm sao cô ấy làm sao có thể với bạch tố đây là bạch tố người đứng đầu thời đại khoa đồng thời là chủ tịch của thời đại khoa chị không biết điều đó đường sở sở lắc đầu bạch tố bước đi đôi mắt đẹp khép hờ tất cả những ai bị cô ta nhìn đều nín thở nhiều người bí mật giao tiếp nhà họ đường đã bắt tay với ông lớn nào Sao chủ của thời đại khoa lại ở đây? Không thể ngờ đây là bạch tố người mua thời đại khoa. Thật là xinh đẹp. Đường Thiên Long cũng xứng sở. Điều này, ông ta không gửi lời mời đến bạch tố. Tại sao cô ấy ở đây? Sau cú sốc nhẹ, ông ta đứng thẳng người, tận hưởng sự ghen tị của nhiều người. Dưới ánh mắt của nhiều người, ông ta đi về phía bạch tố trên mặt mang theo nụ cười già nua. Bạch tố, không ngờ ngay cả cô cũng tới. Nào mời ngồi mời ngồi đi bạch tố liếc nhìn đường thiên long đường thiên long ai cho ông tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư ngoặc kép ngoặc kép khi lời này nói ra khán giả đều im lặng chuyện gì đã xảy ra có vẻ như không ở đây để chúc mừng sinh nhật của ông ta nghe vậy đường thiên long cũng là sửng sốt lập tức nói bạch tố cô hỏi cái này đây là tướng quân cho phép Vừa nói ông ta vừa nhìn Niếp Vân và thư ký của Niếp Vân đang ngồi cách đó không xa. "Hả?" Bạch Tố kêu lên một tiếng rồi đi về phía Niếp Vân. Đường Thiên Long có chút bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền đi theo phía sau. Nhiều vị xếp lớn nhìn Bạch Tố, thấp giọng bàn tán. "Chuyện gì vậy? Xem ra ở đây không phải tổ chức sinh nhật, mà là để hỏi tội." "Chẳng lẽ là đế vương cư là của Bạch Tố?" "Đúng." có vẻ như có một màn kịch hay. Bạch Tố đến trước mặt Niếp Vân nhìn ông ta, không nể mặt ông ta vì trên vai mang theo một ngôi sao. Ông cho phép. Cái gì? Niếp Vân cũng có chút bối rối. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một. Ngôn tình sống chung. Hai, xuyên thư sư tôn chỉ muốn làm nhân vật phản diện ba. Hào môn này, tôi không gả nữa bốn. Ngài Vương, kết hôn nhé bằng 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 ông ta cũng không biết người phụ nữ trước mặt ai nhưng ông ta biết cô ta là chủ thời đại khoa hơn nữa ông ta là một vị tướng biết một số chuyện nội bộ một số người sử dụng đặc quyền của họ để buộc thương minh năm tỉnh bán thời đại khoa vẻ mặt cô ta bình tĩnh hỏi từng chữ một đường thiên long nói ông cho phép ông ta tổ chức sinh nhật ở đây ai cho ông cái quyền này?" Nhiếp Vân sững sờ. "Điều này liên quan gì đến ông ta?" Ông ta nhìn Đường Thiên Long hỏi, "Anh Thiên Long, cái này?" Đường Thiên Long vội vàng nói, "Nhiếp tướng quân, đây không phải là ông cho phép sao?" "Tôi không biết." Nhiếp Vân thật sự ngẩn ra, chuyện này liên quan gì đến ông ta đâu. Đường Thiên Long nhìn Thần Bắc. Thần Bắc đứng dậy nói, "Chú à, không phải hôm qua cháu gọi điện cho chú, nói việc này mà." "Ồ, hình như có chuyện như thế này. Nhiếp Vân gật đầu. Thần Bắc có gọi điện thoại đến, nhưng ông ta bận việc nên không có tâm trạng lo mấy chuyện này. Nên ông ta cứ thản nhiên bảo được. Đúng vậy, sau đó quản lý ngụy dẫn người tới cửa nhận tội, còn nói chúng ta được tổ chức sinh nhật trong đế vương cư. Hả? Bạch Tố nhìn Ngụy Quang. Ngụy Quang cũng có chút bối rối. Chuyện gì vậy? Anh ta cầu xin vì hội trưởng gọi điện và nói rằng tướng quân đang tức giận lúc này tướng quân đã đến, ông ta còn tưởng rằng là nhiếp Vân. Lẽ nào không phải sao? Bạch Tố sắc mặt dần dần tối sầm lại, liếc mắt nhìn đường Thiên Long nói từng chữ, đường Thiên Long, tôi đang cho ông thuê. Đế vương cư mỗi ngày thuê 300 triệu, ngày mai, tôi đích thân đến nhà đường để thu tiền. Bạch Tố nói xong liên xoay người rời đi. Nhưng Hà Tâm không nói một lời, đi theo Bạch Tố. Chân của đường Thiên Long mềm nhún, bất giác ngã xuống đất một số thành viên gia đình nhà họ đường đã đến kịp thời giúp đường thiên long đứng dậy ở bên ngoài đế vương cư giang thần nhìn thấy cảnh này qua máy giám sát và không thế không mỉm cười bạch tố này đã thể hiện tốt thật tiếc nếu không được làm diễn viên tiểu hắc cũng bất lực hai vợ chồng náo loạn mâu thuẫn với nhau vậy mà lại gây ra nhiều chuyện như vậy đế vương cư đường thiên long được đỡ dậy anh thấy bạch tố sắp rời đi vội vàng kêu lên bạch tổng giám đốc bạch Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bạch Tố ngừng lại, quay người nhìn Đường Thiên Long mặt mũi đổ đầy mồ hôi, thản nhiên nói, "Đế Vương Cư là địa bàn của tôi, ông không có sự cho phép của tôi mà tổ chức tiệc mừng thọ ở ngay tại biệt thự của tôi, ông còn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra sao? Đã tổ chức rồi, vậy thì tôi cũng không truy cứu nữa, coi như là cho ông thuê, tôi nói rồi, một ngày 300 triệu." Nghe được cái số này, Đường Thiên Long hôn mê bất tỉnh cũng may ông ta được người nhà họ đường đỡ, nếu không, ông ta sẽ ngã xuống đất. Ông nội, ông nội, người nhà đường gọi đường Thiên Long. Đường Thiên Long lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn thần bác vẻ mặt cầu xin, cháu rể, nói cho ông biết, cháu không ra mặt giúp đỡ ông được sao. Cháu, thần bác cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ông ta nhìn nhiếp phân. Chú à, chú không xin phép sao? Nhiếp phân cau mày mắng, liên quan gì đến chú? thần bác lo lắng nói chú, cháu mời chú tới dự tiệc. Chú không đồng ý sao, còn nói tướng quân sẽ tới. Cháu, cháu mời chú sao? Nhiếp vân sắc mặt trầm xuống, nói tôi vừa mới nhận được lệnh trên tới đây đi dạo một vòng. Gì? Thần bác mặt tái mét sau khi nghe điều này. Và nhiều ông lớn biết rằng họ đang xem chương trình đặc sắc. Một bữa tiệc đẹp, nhưng lại có một con ô long lớn như vậy. Điều mà mọi người thắc mắc là từ khi Bạch Tố chưa cho phép, người nhà họ đường vào đế vương cư bằng cách nào? Hà Tâm Hà Diễm Mai vừa đứng lên, nhìn Hà Tâm bên cạnh Bạch Tố, hỏi chuyện gì vậy? Hà Tâm nói, đế vương cư này thuộc về Chủ tịch Bạch. Mọi người không có được sự cho phép của Chủ tịch Bạch, đến đế vương cư tổ chức tiệc. Đương nhiên Chủ tịch Bạch sẽ tới hỏi thăm, thu tiền thuê cũng không nhiều lắm 300 triệu, Chủ tịch Bạch cũng không thiếu 300 triệu, chỉ là đế vương cư bị bẩn rồi, phải dọn dẹp sạch sẽ, đúng không? Ngoặc kép, đường thiên long nhìn Hà Diễm Mai hỏi, Diễm Mai con quen hả? Con, cháu gái của con, Hà Diễm Mai nói. Nghe vậy, đường thiên long nắm lấy ống hút cứu mạng nói, Diễm Mai, lần này con phải giúp ta. Nhà họ đường của ta, lấy đâu ra 300 triệu? Hà Diễm Mai nhìn Hà Tâm và hỏi, Hà Tâm, mối quan hệ của cháu với chủ tịch Bạch là gì? hà tâm nói nhờ có chủ tịch bạch luôn coi trọng cháu hiện tại cháu đang làm việc trong tập đoàn thời đại khoa nhưng vấn đề này cháu không quản nổi ba thế hệ họ đường sông lên hét lớn ông nội không ổn rồi bên ngoài đã có đại quân đến rồi tiêu tiêu giao vương đến rồi ngay sau đó một người đàn ông mặc áo sơ mi đính theo năm ngôi sao bước vào anh ta đến bên cạnh bạch tố gật đầu với cô ta ngay lập tức nhìn niếp phân ở một bên ra lệnh người đâu hãy mang Nhiếp Vân đi khỏi, dẫn ông ta đến tòa án quân sự để xử theo pháp luật. Nhiếp Vân chết ngất sau khi nghe thấy điều này. chương 106, nhà họ đường rơi vào đường cùng. Câu nói đó của Tiêu Giao Vương khiến thư ký thần vân của tướng quân Nhiếp Vân bị dọa đến ngất xỉu. Nhưng mà, dù có ngất xỉu thì ông ta cũng không thể tránh được vận mệnh. Có thể bò được tới bước này thì ít nhiều gì cũng đã làm ra một vài chuyện không được sạch sẽ nếu như bị điều tra, nhất định sẽ điều tra ra được gì đó. Bên trong phòng khách rộng lớn của đế vương cư, hội tụ mấy trăm người. Nhưng mà không một ai lên tiếng. Bầu không khí lúc này có hơi nghiêm trọng. Lộp cộp lộp cộp, hiện trường lại nghe thấy tiếng mũi giày ra va chạm với mặt đất. Hai người lính mặc trang phục quân nhân vũ trang trịnh trọng đi tới, kéo thần vân đang hôn mê đi. Thân là một vị tướng trên bả vai có một sao như niếp vân cũng bị dọa đến xanh mặt trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Chuyện, chuyện này là sao đây? Nhiếp Vân không biết đã xảy ra chuyện gì, từ sau khi ông ta tới Giang Trung thì đã đi gặp Tiêu Giao Vương đầu tiên. Trước đó vẫn không có gì cả, nhưng hiện tại Tiêu Giao Vương lại đi tới đế vương cư. Tiêu Giao Vương nhìn thần bắc một cái. Cái nhìn này khiến hai chân thần bắc mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực mà ngã phịch xuống đất. Lộp cộp lộp cộp tiêu giao vương mang giày ra đi tới, đội phó thần bắc của chi đội nào đó ở Giang Bắc. Thần bắc mềm nhũn trên đất, mặt đầy mồ hôi. Tiêu giao vương lấy một phần màu tin của một bài báo ra vứt trên mặt đất tự mình nhìn đi. Thần bắc nhặt lên, vừa nhìn đã lập tức trợn tròn mắt, trực tiếp ngất xỉu. Hu hu, chồng ơi, đường huyền tâm ôm lấy thần bắc đã ngất xỉu. Đường thiên long tò mò, nhặt tờ báo lên xem. Vừa nhìn thấy, sắc mặt cũng đã tái nhợt đây là danh sách ăn hối lộ trái phép của thần bắc từ lúc kế nhiệm tới nay ngày tháng năm cùng với những khoản ăn hối lộ đều có ghi rõ ràng chi tiết mang đi tiêu giao vương ra lệnh hai quân nhân ăn mặc vũ trang nghiêm túc đi tới lôi thần bắc đã ngất xỉu đi đường huyền tâm khóc lóc nức nở người nhà họ đường đồng loạt đưa mắt nhìn nhau tôi nhìn ông ông nhìn tôi còn đứng ngây ra đó làm gì cần tôi phải mang toàn bộ đi nữa sao cút tiêu giao vương lớn tiếng quát trong lòng ông ta là một bụng tức giận giang thần này hở một tí là gây rắc rối cho ông ta rất nhiều người giàu có ở đế vương cư đều như được ban cho ân huệ ảo não rời đi bên ngoài đế vương cư tiểu hắc nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bĩu môi nói đại ca giang anh là trước tiên đưa nhà họ đường lên chín tầng mây xanh sau đó lại đạp bọn họ ngã xuống chiêu này quả thật là tàn độc nha giang thần hút thuốc vẻ mặt rất nhàn hạ đế vương cư giờ phút này tất cả những người giàu có tới tham dự tiệc mừng thọ của đường Thiên Long đều rút về hết, đến cả quà tặng mang tới cũng đều được mang về. Bọn họ còn tưởng rằng nhà họ đường phất lên rồi. Không ngờ lại là một màn tai họa. Mà sau khi hoàn thành chuyện giang thần đã giao phó, tiêu giao vương cũng xoay người bỏ đi. Đường Thiên Long, nhanh chóng gom đủ 30 tỷ đi. Bạch Tố để lại một câu như thế cũng rời đi. Sau khi tất cả mọi người đều đi cả rồi, biệt thự đế vương cư chỉ còn sót lại người nhà họ đường và một vài người thân thích của nhà họ đường mà thôi bên ngoài đế vương cư tiêu giao vương đứng trước một chiếc xe hơi màu đen ông ta lạnh lùng nhìn giang thần đang ngồi trong xe nói đây là lần cuối cùng nói xong cũng xoay người rời đi nè hút một điếu đi giang thần lấy một điếu thuốc ra ném tới điếu thuốc cọ qua vành tai của tiêu giao vương người kia duỗi tay ngay lập tức kẹp được điếu thuốc đang bay tới, sau đó rời đi trước ánh mắt đang nhìn tới của Giang Thần và Tiểu Hắc. Một buổi tiệc rượu sang trọng náo nhiệt, cuối cùng đổi lại là một kết cục khôi hài. Biệt thự lớn của nhà họ Đường, cả nhà cùng tụ lại một chỗ. Sắc mặt của Đường Thiên Long vô cùng khó coi. Mất mặt, lần này đúng thật là mất mặt mà. Còn tưởng đây là lần nở mặt vẻ vang nhất cả đời này, không ngờ lại là lần mất mặt nhất. Hơn nữa Bạch Tố ở thời đại khoa còn bắt nhà họ đường bồi thường 30 tỷ. 30 tỷ? Nhà họ đường đào đâu ra? sốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đường Thiên Long giận dữ, phát cơn thịnh nộ ở trong căn phòng lớn. Những món đồ gia dụng cùng vài món đồ cổ đều bị quật ngã nát bét. Căn biệt thự lớn như thế, hội tự mấy chục người. Nhưng mà, người nhà họ đường không một ai mở miệng nói câu nào. Ai cũng biết đường Thiên Long đang tức giận, bây giờ mà nói chuyên sẽ chỉ thêm rước họa vào thân. Nổi giận xong, đường Thiên Long bình tĩnh lại ngồi trên ghế sofa, nhìn cả nhà Hà Diễm Mai, vẻ mặt khẩn cầu nói, Diễm Mai, bây giờ người có thể cứu cả nhà họ đường cũng chỉ có con thôi. Cháu gái còn không phải là làm ở tập đoàn thời đại khoa, đi theo làm cho tổng giám đốc bạch đó sao, bây giờ cũng chỉ có mỗi con có thể ra mặt. Tôi, Hà Diễm Mai cũng bày ra một vẻ khó xử. Đường sở sở ngồi trên ghế sofa, Sắc mặt cũng không được tốt lắm, thấp giọng nói, ông nội, cô ta với Giang Thần là bè lũ của nhau. Bộp, Đường Thiên Long vỗ bộp một cái lên bàn. Mặc dù ông ta đã 80 tuổi, nhưng mà sức lực vẫn khá lớn. Một cái vỗ bàn này đều khiến cả mặt bàn đều run lên. Là bè lũ của nhau thì đã làm sao, chỉ cần có thể vượt qua được khó khăn lần này thì không cần để ý gì cả. Sở Sở nhanh chóng gọi điện bảo Giang Thần trở về, Giang Thần không phải là bè lũ với Hạ Tâm sao? Bảo Giang Thần về nhà kêu nó đứng ra lãnh vụ này. Ông nội, Đường Sở Sở uất ức sắp khóc. Vì không đào ra được 30 tỷ nên bảo cô gọi cho Giang Thần. Ông nội, trước đó chính ông là người đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà họ Đường, muốn gọi thì tự ông đi gọi, cháu không có mặt mũi để gọi. Sở Sở, chuyện này không thể xem nhẹ được, đối phương chính là chủ tịch hội đồng quản trị của thời đại khoa đó. Hôm nay con cũng thấy rồi đó tiêu giao vương với cô ta có mối quan hệ không bình thường, đây là nhân vật lớn, chúng ta không thể đắc tội được. Nhà họ đường chúng ta có vét sạch thì cũng chỉ tầm hơn một tỷ, đào đâu ra được 30 tỷ. Giờ phút này, đường Thiên Long không còn chút nét vẻ vang nào của trước đó. Giờ phút này, ông ta dường như đã không còn chút tinh thần nào nữa, khuôn mặt già nua kia không còn chút hồng hào. Ông nội cầu xin cháu được không? Cháu! Đường sở sở muốn nói lại thôi. Hà Diễm Mai cũng nói, "Sở Sở, chỉ bằng bảo Giang thần trở về đi." Đường Hải nhìn sang Đường Sở Sở, nói, "Sở Sở, bây giờ cháu là chủ tịch chấp hành của nhà họ Đường, nhà cháu cũng nắm 50% cổ phần rồi. Đại gia đình gặp chuyện không may cũng sẽ không có lợi cho nhà cháu, bây giờ có cơ hội vượt qua khó khăn, cháu không thể vì chút tình cảm cá nhân mà để nhà họ Đường vào đường cùng chứ?" "Đúng vậy đó Sở Sở, bây giờ đều nhờ cháu." không phải chỉ là cấu kết với một người phụ nữ thôi sao, có là gì đâu chứ. Đúng đó, bây giờ Hà Tâm là tới cùng với Tổng Giám Đốc Bạch, đây chính là một bậc thần tài đó. Nếu như có thể hòa dịu được mối quan hệ, bám víu được Hà Tâm thì nhà họ đường chúng ta thật sự có thể ngóc đầu dậy rồi. Người nhà họ đường chung một lòng, tôi một câu, anh một câu mà cùng nhau khuyên bảo. Chị, chị mau mau gọi cho Giang Thần trở về đi, xe sang của em, biệt thự cao cấp của em bây giờ cũng đều nhờ cả vào anh ấy rồi đường tùng cũng rất nôn nóng chỉ suýt nữa đã có được cuộc sống sung túc cậu ta thật không muốn vì buổi tiệc rượu này mà đắc tội với bạch tố khiến nhà họ đường phá sản cháu cháu sẽ thử đường sở sở đứng lên đi ra cửa lấy điện thoại ra gọi cho giang thần thực ra cô cũng không muốn ly dị lắm muốn cho giang thần một cơ hội bởi vì cô vẫn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà giang thần dành cho cô nếu như không có giang thần cô vẫn là đường sở sở xấu xí bị người người chán ghét số một giang chung này không có giang thần làm sao có thể có cô hôm nay được trong phòng khám phàm nhân giang thần vẫn đang nhìn vào điện thoại anh biết đường sở sở nhất định sẽ gọi điện cho anh quả nhiên cũng không lâu sau đó đã thấy đường sở sở gọi tới mặt anh hiện lên một tia vui mừng nhìn qua tiểu hắc mà đắc y nói thấy chưa tôi nói có sai đâu để nhà họ đường gặp khó khăn, bọn họ nhất định sẽ cầu xin tôi. Ăn no rừng mỡ, làm điều thừa thải. Tiểu Hắc bày ra vẻ mặt cạn lời. Chỉ là chuyện vợ chồng gây gổ thôi lại làm ra chuyện như vậy, khiến nhiều người bị liên lụy như thế. Thậm chí đến cả tiêu giao vương cũng đều ra mặt. Giang thần ngó lơ tiểu Hắc, nhận điện thoại, mặt lười nhác nói, sở sợ à, đã nói rồi, hôm nay cục dân chính không có làm, không thể làm thủ tục ly dị được. Giang, Giang thần, anh về đi, tới biệt thự nhà họ Đường có việc cần bàn. Không, không phải chuyện ly dị. Giang Thần tỏ vẻ mù mịt, thắc mắc hỏi chuyện gì thế? Trong điện thoại nói không tiện, anh, anh tới đây trước đã. Ồ, vậy anh qua đó. Giang Thần cúp máy, sau đó khoái chí nói, Tiểu Hắc, tôi đi đây. Chương 107, anh với Bạch Tố có mối quan hệ như thế nào? Giang Thần lái xe điện tới biệt thự nhà họ Đường vừa vào tới đã thấy mảnh vụn của đồ cổ, tranh chữ tạp nham trên đất. Đường Thiên Long ngồi trên ghế sofa hút thuốc tẩu, cùng với vài người chủ chốt trong nhà họ đường đang ngồi ra thì còn lại đều đứng. Anh đi vào, thoáng kinh ngạc, úi cha, không phải ở đế vương cư có tiệc mừng thỏ 80 tuổi sao, làm sao trong nhà lại ngổn ngang như này, bị sao thế? Anh nhìn thấy đường Uyển Tâm đang ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, nói, đây không phải là em gái Uyển Tâm à, sao thế? Chồng em đâu? Cái người tên Thần Bắc là đội phó đội cảnh hình sự đó sao lại không thấy đâu vậy?" Anh nói xong còn nhìn quanh bốn phía. Sắc mặt của người nhà họ Đường cũng không tốt chút nào. Giang Thần hiện tại, dáng vẻ quá đỗi là thèm đòn rồi. Nhưng mà, bây giờ bọn họ có chuyện nhờ vả anh, cho nên cũng không tiện nổi giận. Đường Lỗi thấp giọng nói, "Giang Thần, không phải cậu với Hà Tâm có mối quan hệ rất không bình thường hay sao? Bây giờ cô ta đi theo tổng giám đốc Bạch của thời đại khoa?" cậu có thể ra mặt đứng ra mà bảo tổng giám đốc bạch tha cho nhà họ đường không hả giang thần đi qua ngồi xuống bên cạnh đường sở sở đường sở sở có hơi nhít người qua bên kia duy trì khoảng cách nhất định với anh giang thần bày ra vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi sao thế anh nhìn người nhà họ đường nhưng mà không có ai mở miệng nói mấy người không ai nói gì thì tôi giúp thế nào được sở sở em nói đi đường sở sở nhìn Giang thần một cái, sau đó khẽ nói, hôm nay ở đế vương cư. Cô kể lại mọi chuyện xảy ra rõ ràng. Ha ha, Giang thần không nghĩ gì nhiều bật cười lớn, còn mang theo thư ký quân đoàn, cả đội phó đội cảnh sát hình sự à. Tôi đã bảo thư ký tướng quân đó sẽ ngã ngựa rồi, không ngờ thật sự là nói chúng. Quả báo, đây đúng thật là quả báo mà. Người nhà họ đường ai cũng bày ra vẻ mặt khó coi. Đường Hải lạnh lùng nói, Giang thần, cậu cũng là người nhà họ đường sao lại có thể thêm dầu vào lửa như vậy tôi cứ thích thêm dầu vào lửa thế đấy thì sao hả không ưa à được vậy tôi đi giang thần đứng lên toan bỏ đi đường sở sở kịp thời kéo anh lại vẻ mặt mang theo nét cầu khẩn giang thần coi như tôi cầu xin anh được không giang thần nhìn đường sở sở nói sở sở anh với em họ là hoàn toàn trong sạch thật sự không phải như em nhìn thấy Tình yêu của anh dành cho em có trời đất chứng giám, em bảo anh chết, anh nhất định không dám tham sống sợ chết, sao em lại có thể không tin tưởng anh như vậy chứ? Giang Thần vẫn luôn không có cơ hội giải thích. Bây giờ, rốt cuộc cũng có cơ hội giải thích rồi. "Tôi, tôi tin anh, bây giờ anh có thể ra mặt giúp nhà họ Đường một lần không?" "Sở Sở, em vẫn chưa tin tưởng anh." Giang Thần bày ra vẻ mặt oai phong lẫm liệt, nói, "Anh đã nói rồi, anh với Hà Tâm không có gì cả." Muốn ra mặt thì cũng là mấy người thôi. Cô ấy là em họ của em mà mọi người ở đây còn không thỏa thuận được, một người ngoài như anh làm sao có thể làm gì? Những lời này của Giang Thần cũng là nói thật. Nhưng mà, trong mắt người nhà họ Đường lại thấy anh là đang ra vẻ, cố gắng tận dụng để đòi được lợi ích nhiều hơn mà thôi. Đường Thiên Long lạnh giọng hỏi, "Nói đi, cậu muốn điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng thì tôi đều sẽ đồng ý với cậu." Đường Hải mở miệng nói, "100 triệu thì sao?" Giang thần nhún vai một cái. Một trăm triệu. Anh có giống người thiếu tiền lắm sao? Bây giờ toàn bộ thành phố mới thời đại khoa đều là của anh, giá trị lên tới cả ngàn tỷ. Hơn nữa, anh cần tiền thì đi tới Nam Hoang một chuyến là có ngay mấy ngàn tỷ. Cả nhà họ đường đều lạnh lùng nhìn Giang thần. Đường Thiên Long giận xanh mặt, nói, một trăm triệu còn chưa đủ sao, tôi cho một mình cậu cả một trăm triệu, chỉ cần cậu có thể giải quyết chuyện này, hóa giải được nguy cơ của nhà họ đường thì tôi đồng ý cho một mình cậu 100 triệu. Đường sở sở cũng tha thiết nhìn Giang Thần với ánh mắt mong chờ. Vẻ mặt long lanh nước mắt đó khiến lòng Giang Thần tê dần. Anh ngồi xuống ghế sofa, kéo lấy tay của đường sở sở. Đường sở sở theo bản năng tránh né. Mặt Giang Thần khựng lại, nhìn đường sở sở nói, sở sở, em vẫn chưa tin tưởng anh, cả nhà mấy người đều không có ai tin tưởng tôi, tôi là kiểu người thiếu tiền sao. Tôi chỉ muốn chứng minh mình trong sạch mà thôi, các người chính là không hề tin tưởng tôi. Nếu tin tưởng tôi sớm một chút thì làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như này chứ? Đường Thiên Long ngó Giang Thần một cái, ý cậu là cũng vì không tin cậu nên nhà họ Đường mới xảy ra tai nạn như này. Đây là do cậu làm. Ai, nói đúng rồi, Giang Thần bắt chéo chân, lấy một điếu thuốc ra châm. Trước đó tôi có nói cho ông biết là tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại thì Ngụy Quang sẽ tới cửa xin lỗi, bây giờ có rồi. Đi tin tưởng vào thần Bắc à, tôi đã nói rồi, thư ký tướng quân của nhà họ thần sẽ ngã ngựa sớm thôi, mấy người còn bảo tôi nói điêu nữa đi. Người nhà họ đường ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng kinh hãi trước lời của Giang thần nói. Một kẻ ở rể lại có năng lực lớn như vậy, có thể khiến tiêu giao vương đích thân ra mặt. Sau một lúc ngây người, người nhà họ đường rốt cuộc cũng hiểu rõ. Giang thần là đang nhân cơ hội mọi chuyện vỡ lỡ rồi mới ra oai, tỏ vẻ mình đây rất lợi hại. Khắp cả Giang Trung này, có ai có thể khiến cho tiêu giao vương đích thân ra mặt chứ? Đường Thiên Long hít một hơi thật sâu, nói, Giang thần, cho dù có nói thế nào thì cậu hiện tại cũng là người nhà họ đường, cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn nhà họ đường gặp chuyện đúng chứ? Giang thần cất cao âm lượng, không phải muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ đường sao, không phải muốn sở sở ly dị với tôi sao? Không, không đuổi nữa. Đừng đi nữa, cậu vẫn là con rể của nhà họ Đường. Người nhà họ Đường xôn xao mở miệng nói. Đường Thiên Long nhìn về phía Đường Sở Sở, hỏi, "Sở Sở, ý của cháu như nào?" Đường Sở Sở suy nghĩ một thoáng, nói "Chỉ cần anh có thể giải quyết nguy cơ trước mắt của nhà họ Đường, tôi sẽ cho anh một cơ hội." Giang Thần nhìn về phía Hà Diễm Mai, "Mẹ, ý của mẹ như nào?" Hà Diễm Mai kịp thời lên tiếng, "Đừng đi nữa." sau này cũng đừng đi nữa. Sau này ai dám nói tới chuyện ly dị, tôi sẽ không tha cho người đó. Giang thần rất hài lòng. Sớm như thế thì chẳng phải đã không có chuyện này xảy ra rồi sao? Anh nhìn qua đường sở sở, nói, sở sở, em gọi điện cho Hà Tâm đi. Tôi, đường sở sở hơi sừng sốt. Giang thần nói, đúng vậy, không phải em thì lẽ nào là anh sao? Cô ấy chính là em họ của em, Chuyện mà mọi người hiểu lầm cô ấy thì đích thân đi nhận lỗi. Nói không chừng nhận lỗi xong, cô ấy sẽ nói đỡ cho nhà họ Đường trước mặt tổng giám đốc Bạch. Mấy người đã nói hiện tại cô ấy đang làm việc cho Bạch Tố còn gì, mà Bạch Tố là ai? Chính là bà chủ của thành phố mới thời đại khoa, có thiếu thốn 30 tỷ sao? Đường Sở Sở đăm chiêu nghĩ ngợi. Lẽ nào cô thật sự đã hiểu lầm Giang Thần và Hà Tâm? Cũng đúng, bọn họ mới quen biết có một ngày, làm sao có thể giang díu với nhau nhanh vậy được? tôi, tôi thử xem. cô lấy điện thoại ra gọi cho Hà Tâm, bật loa lên. Hà, Hà Tâm, là chị, sở sở. à, là chị sở sở à? em đang làm việc, sao vậy? có chuyện gì hả? À? chuyện lần trước là chị hiểu lầm em với Giang Thần, bọn chị biết lỗi rồi. hay là vậy đi, bọn chị sẽ đặt một bàn ở Mỹ Vị Hiên, coi như là xin lỗi em. chị sở sở, em đã nói rồi em với Giang Thần thật sự không có gì cả, em là loại người không biết liêm sỉ vậy sao? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Hà Tâm. Chị, chị tin em, chỉ là, em có thể nói lại với Tổng Giám Đốc Bạch một tiếng được không? Chuyện hôm nay là nhà họ đường bọn chị sai, bọn chị muốn xin lỗi Tổng Giám Đốc Bạch. Vậy sao, em sẽ đi hỏi thăm một chút, nhưng mà Tổng Giám Đốc Bạch trăm công nghìn việc, là một người bận bịu nên việc cô ấy có thể tới hay không thì không chắc. Cảm ơn, cảm ơn em. Đợi điện thoại của em đi. Hà Tâm cúp máy. Người nhà họ đường nghe được nội dung cuộc trò chuyện xong cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Hà Tâm đứng ra thì chuyện này có thể hóa giải, bởi vì Bạch Tố không phải là người thiếu tiền, 30 tỷ đối với cô ta mà nói chỉ là một hạt cái giữa sa mạc mà thôi. Sở sở, lần này thật sự là cảm ơn cháu. Khuôn mặt già nua của đường Thiên Long nở nụ cười, nói. Hà Diễm Mai cũng lấy đó làm hãnh diện, ngẩng đầu lên đắc y nói, Hà Tâm là người nhà họ Hà của chúng tôi, bây giờ Hà Tâm đi làm ở thời đại khoa, chuyện nhà họ đường chúng ta muốn làm ăn ở khu vực trung tâm thành phố chỉ là một câu nói của Hà Tâm mà thôi. Đúng vậy, em dâu nói đúng. Lần này, may là có Hà Tâm. Cả nhà họ đường đều đang nịnh bợ, lấy lòng Hà Diễm Mai. Giang thần bất thình lình nói, cũng đừng vui mừng quá sớm, các người không được phép lại đi tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Đây chính là chọc giận tổng giám đốc Bạch, muốn được tổng giám đốc Bạch tha thứ thì không phải chuyện dễ dàng vậy đâu. Nói tới đế vương cư, Đường Sở Sở cũng nhìn Giang Thần một cái. Giang Thần, đế vương cư này là của Bạch Tố. À, đúng vậy. Vậy, trước đó anh dắt tôi tới đế vương cư ở 10 ngày, thế anh với Bạch Tố có quan hệ như thế nào? Hà Tâm đi làm ở tập đoàn thời đại khoa là do anh sắp xếp. Chương 108, đúng là khoác lác. Đúng. Giang Thần không hề có ý phủ nhận, anh tự hào nói, sau lưng Bạch Tố đó là anh. Anh muốn đi thì đi, Hà Tâm cũng là do anh sắp xếp đến tập đoàn thời đại khoa. Nếu anh nói một lời, Bạch Tố dám không nghe sao? Đường Sở Sở mở to mắt. Mọi người nhà họ Đường đều tỏ vẻ khinh thường. Quá khoác lác rồi. Đường Lỗi đột ngột nói, theo như lời cậu nói, Bạch Tố là người của cậu hôm nay cũng là cậu mời tiêu giao vương đến đế vương cư sao nếu không thì sao giang thần nhìn đường lỗi đúng là khoác lác đường lỗi hừ lạnh một tiếng sắc mặt của những người nhà họ đường khác đều không tốt bây giờ họ không cần phải nịnh bợ giang thần nữa bởi vì giang thần không phải là người ra mặt để giải quyết vấn đề của nhà họ đường hà tâm là người nhà họ hà là con gái của hà diễm mai không liên quan gì đến giang thần những lời giang thần nói đều là thật, nhà họ đường không tin, anh cũng không có cách nào khác. Không phải nhà họ đường không muốn tin, mà là bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Một người con rể suốt ngũ trở về, ăn không rồi ngồi ở nhà họ đường lại có thể có bản lĩnh như vậy sao? Nếu có bản lĩnh đó, nhà họ đường đã phất lên rồi. Sở sở, thực sự cảm ơn cháu lần này. Sao lại nhà họ đường cho cháu thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất? ông nội tin rằng cháu có thể dẫn dắt nhà họ đường đến vinh quang. Đường Thiên Long nhìn đường sở sở hỏi, ông nội còn có một nghỉ ngờ khác. Ông nội, ông nói đi. Đường Thiên Long hỏi, người họ ra 10 năm trước cháu cứu là ai? Trong thời gian này, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là trong bữa tiệc ấy, cảnh tượng mấy ông lớn bảo vệ đường sở sở, khiến không biết bao nhiêu người quỳ xuống, cứ lởn vởn trong tâm trí đường Thiên Long, Ông ta biết đó là do người mà Đường Sở Sở đã cứu 10 năm trước. Những ông lớn này vô cùng kính trọng Đường Sở Sở. Đường Thiên Long không biết câu chuyện bên trong, nhà họ Đường nhìn Đường Sở Sở, chờ đợi câu trả lời của cô. Điều này, vẻ mặt Đường Sở Sở đầy khó xử, cô liếc mắt nhìn Giang Thần một cái. Sau đó nhỏ giọng nói, "Cháu, cháu không biết anh ta là ai. Anh ta bị bỏng đến hoàn toàn không thể nhận ra, cháu không thể nhận ra anh ta." Nhưng cháu biết thân phận khác của anh ta. Đó là người đã giết tiêu chiến và giết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn. Người bị tiêu giao vương bắn chết. Bị bắn, nhưng ông lớn này còn coi trọng anh ta như vậy sao? Trên mặt đường thiên long lộ ra vẻ nghi hoặc. Đường hải nói, bố, 10 năm trước, nhà họ Giang là gia tộc bậc nhất ở Giang Trung. Kết bạn khắp thiên hạ, những người này đều vì thể diện của nhà họ Giang mà kính trọng sở sở. Ừm, um, cũng có lý. Đường thiên long nhẹ nhàng gật đầu. Giang thần ngồi ở một bên không nói gì. Đường sở sở nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu mình, cô cũng hơi thất thần, trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Người đàn ông mặt nạ quỷ đã bị bắn, cả đời này cô cũng không có cơ hội biết khuôn mặt thật của người đàn ông đó. Cô cũng không biết người cô đã cứu là ai cũng không biết là ai đã cứu cô. Ngay sau đó, Hà Tâm gọi điện thoại đến. Chị sở sở, Tổng Giám Đốc Bạch đã đồng ý rồi, mấy giờ mọi người đến Mỹ Vị Hiên em sẽ đưa Tổng Giám Đốc Bạch qua đó, Tổng Giám Đốc Bạch rất bận rộn, hôm nay có thể dành chút thời gian đến gặp mọi người, mọi người không được đến trễ đó, nếu không ngay cả em cũng không thể giúp được nhà họ đường nữa. Đường sở sở vui mừng khôn xiết nói, hay quá, lúc 6 giờ chiều nay, phòng bao kim cương của Mỹ Vị Hiên. Được, em sẽ thông báo cho Tổng Giám Đốc Bạch. Hà Tâm cúp điện thoại. Những người trong nhà họ đường trên mặt đều đầy vẻ vui mừng cuối cùng cũng có thể giải quyết được khó khăn. Tuy nhiên, ngay sau đó đường thiên long lại cao mày, sở sở, phòng bao kim cương của Mỹ Vị Hiên, ở giang trung số người đạt được phòng bao kim cương của Mỹ Vị Hiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chúng ta có thể đạt được không? Trước khi đường sở sở lên tiếng, mẹ của cô, Hà Diễm Mai đã tự hào nói, mọi người không biết bây giờ năng lực của sở sở đã đến đâu đâu. Lần trước chúng ta đến Mỹ Vị Hiên ăn tối, cậu cố của Mỹ Vị Hiên đã tự mình đưa cho sở sở một thẻ hội viên kim cương, được miễn phí 3 lần một tháng, ngoài ra còn được giảm giá. Thật hay giả vậy? Không phải chứ, chị sở sở bây giờ có năng lực như vậy sao? Cho dù nhà họ Giang từng hùng mạnh, nhưng nhà họ Giang đã bị diệt vong từ lâu. Cũng không cần mấy ông lớn này lấy lòng sở sở nhiều như vậy đúng không? Chắc là cậu cố của Mỹ Vị Hiên đã nhìn chúng sở sở. Nghe đến đây, đường sở sở lập tức đỏ mặt, cô biện hộ, mọi người đừng nói bậy. Chị sở sở, cổ giật hiên là người nhà họ cổ ở Kinh Đô, anh ta thích chị, đây là chuyện tốt, để em xem, chị ly hôn với Giang Thần đi. Tên này ăn của nhà họ đường, uống của nhà họ đường, không có năng lực gì, chỉ biết cách khoe khoang, giả vờ. Gia đình nhà họ đường lại bắt đầu giật dây khiến đường sở sở ly hôn với Giang Thần một lần nữa. Trên mặt Giang Thần đầy vẻ bất lực, vết sẹo bị lãng quên lại đau lần nữa hơn nữa các vết sẹo vẫn chưa lành đường sở sở liếc mắt nhìn giang thần nói nếu con đã gả cho anh ấy thì là vợ của anh ấy cho dù trước đây có một số hiểu lầm nhưng hiện giờ hiểu lầm đã được giải quyết con sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội nghe vậy trong lòng giang thần cảm thấy có một luồng ấm áp anh không khỏi nắm chặt tay đường sở sở vợ à em thật tốt với anh được rồi đường thiên long đứng dậy nói nếu sở sở có thể đặt phòng phòng bao kim cương của mỹ vị hiên Chúng ta cũng nên chuẩn bị quà đi. Lần này nhất định phải cầu xin Bạch Tố tha thứ. Đường Sở Sở đi đặt phòng bao kim cương. Đường Thiên Long tự mình đi chuẩn bị quà. Chẳng mấy chốc đã đến chiều. Vốn dĩ Giang Thần muốn cùng đi dùng bữa, bởi vì Mỹ vị Hiên là nhà hàng sang trọng nhất ở Giang Trung, hương vị đồ ăn cũng là hạng nhất. Tuy nhiên, nhà họ Đường đã từ chối. Họ lo lắng Giang Thần không biết làm gì chỉ biết giả vờ, lại đắc tội đến Bạch Tố. Vì thế, Giang Thần cũng không thể làm gì. Nhà họ Đường đến Mỹ Vị Hiên, còn anh thì về nhà sớm. Trở lại nhà họ Đường, anh ngồi trên ghế sofa, lúc này anh mới thả lỏng người, giải quyết những chuyện này thật rắc rối, so với đánh nhau còn khó hơn nhiều. Giang Thần ở nhà đợi mấy tiếng. Cửa mở ra, cả nhà bước vào nói cười rôm rả. "Em họ, không ngờ tổng giám đốc Bạch lại tốt như vậy, nguyên bữa cơm chúng ta không cần tốn đồng nào, tiết kiệm được 300 triệu." Tiểu tâm, mới có vài ngày sau em có thể đến thời đại khoa làm việc vậy, còn quen biết được một nhân vật lớn như Tổng Giám Đốc Bạch, khiến nhà họ Hà nở mày nở mặt. Bọn họ bước vào nhà cùng với Hà Tâm. Bởi vì Hà Tâm ra mặt đưa Bạch Tố đến. Giải quyết khó khăn của nhà họ đường. Giờ thì cả nhà đều đang nịnh bợ Hà Tâm. Hà Tâm cười nói, em đến Giang Trung tìm việc, tình cờ gặp được lúc tập đoàn thời đại khoa mới thành lập, tuyển số lượng lớn nhân viên, cho nên em đã thử vận may, không ngờ trên đường lại gặp được tổng giám đốc Bạch, lúc đó em cũng không biết cô ta là chủ tịch tập đoàn Thời Đại Khoa nên chỉ nói chuyện phiếm vài câu. Lúc đi xin việc thì được tuyển dụng. Đường Sở Sở cười nói, chỉ còn tưởng rằng Giang Thần thật sự giới thiệu cho em. Anh? Hà Tâm dừng lại và cười nói, anh rể chỉ là một thứ rác rưởi. Làm sao có thể giới thiệu cho em công việc ở Thời Đại Khoa, anh ấy làm sao có bản lĩnh đó, có điều em và Giang Thần thật sự không có chuyện gì. Ừm chị tin em. Giang thần đứng lên cười nói, đều đã về rồi à, mọi việc đã giải quyết xong chưa? Đường sở sở gật đầu, ừ, đã giải quyết xong rồi. Đường tùng thấy trên bàn đều là tàn thuốc, cậu ta lập tức mắng, Giang thần, ai cho anh hút thuốc trong nhà, khiến nhà đầy tàn thuốc. Hà Diễm Mai lập tức sụ mặt, đột nhiên trách mắng, còn không mau dọn dẹp sạch sẽ. Ừm, Giang thần không dám than thở, anh nhanh chóng thu dọn một ít tàn thuốc bên cạnh cái gạt tàn trên bàn. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Hà Tâm giật giật. Ông chủ sau bức màn của tập đoàn thời đại khoa lại bị nhà họ Đường sai bảo. Lúc này, cô ta không khỏi hâm mộ. Hâm mộ Đường Sở Sở may mắn như vậy. Nếu 10 năm trước cô ta là người cứu gian thần thì tốt quá. Chương 109, ai cũng đừng mong sống sót. Đường Thiên Long tổ chức đại thọ trong đế vương cư đây là một sự kiện chấn động ở Giang Trung. Những người đến chúc mừng đều là những ông chủ lớn. Một số ông lớn nhắm vào đường sở sở, nhưng nhiều người khác lại nhắm vào đế vương cư. Bởi vì vị trí của đế vương cư ở Giang Trung không phải tầm thường. Nhưng nhà họ đường lại có thể tổ chức đại thọ ở đây, nên mọi người đều cho rằng nhà họ đường đã nịnh bợ ông lớn nào đó. Bây giờ mọi người đều biết, bởi vì một người con rể nhà họ đường là đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm Giang Trung và có một người nhà họ thần giữ chức vụ thư ký cho tướng quân ở quân khu Giang Trung. Bởi vì thư ký lợi dụng quan hệ, nhà họ đường mới được vào đế vương cư tổ chức đại thọ. Chỉ là thư ký thần khi làm việc đã không chuẩn bị tốt, khiến cho nhà họ đường phạm sai lầm lớn trong bữa tiệc và lại trở thành trò cười. Thật là buồn cười. Tôi còn tưởng nhà họ đường thật sự phất lên, thì ra là giả vờ. Lần này họ đã đắc tội với tiêu giao vương và bạch tố, lần này nhà họ đường coi như xong rồi, ngay cả đường sở sở cũng không cứu được nhà họ đường vấn đề của nhà họ đường đã được giải quyết nhưng thế giới bên ngoài vẫn đang bàn tán về nó giang thần cả ngày không có việc gì làm làm nội trợ trong nhà họ đường đường sở sở bận việc của công ty trong nháy mắt mấy ngày liên tục trôi qua hôm nay là tết trung thu đây là ngày đoàn viên hàng năm nhà họ đường cũng chuẩn bị tổ chức đại tiệc hôm nay là tết trung thu cũng là ngày rỗ của nhà họ giang thời hạn cuối cùng của Giang Thần dành cho tên đầu sỏ năm xưa là ngày hôm nay. Anh yêu cầu tên đầu sỏ quỳ gối 10 ngày, rồi tự sát vào ngày Tết Trung Thu để tạ tội. Nhưng không có ai đến đó, sau đó anh tuyên bố để cho tên đầu sỏ tập trung ở Nghĩa Trang nhà họ Giang, chấm dứt ân oán 10 năm nay. Buổi sáng, Giang Thần thức dậy, đường sở sở sửa sang cà vạt cho anh và nhắc nhở, hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày đoàn viên quan trọng. Trong bữa tiệc gia đình, anh không được nói lung tung, nếu chọc giận ông nội, em cũng không thể giúp gì được cho anh. Vợ à, mặc bộ đồ vest này anh cảm thấy không được thoải mái. Mặc vào bộ đồ vest, Giang Thần cảm thấy không thoải mái. Hay là anh không đến nhà họ Đường, sẽ không làm em mất mặt, anh ở nhà ăn mì là được rồi. Sắc mặt Đường Sở Sở trầm xuống, anh nói bừa cái gì đó, anh là chồng của em, hôm nay là ngày đoàn viên, anh cũng là người của nhà họ Đường, làm sao có thể không đi được. Lúc này cửa phòng bị mở ra hà diễm mai bước vào bà ta vừa nghe những lời này đột nhiên nói thằng nhóc như cậu cũng biết điều đó biết đi cùng sẽ khiến sở sở mất mặt mẹ vậy con không đi nữa sở sở vất vả lắm mới trở thành chủ tịch nếu con đi chọc tức ông nội và người nhà họ đường bọn họ sẽ lại chống lại sở sở con sẽ đợi đến khi sở sở được ngồi vững ở vị trí chủ tịch rồi mới đến nhà họ đường có gì mà xấu hổ ông nội không thích người khác đến muộn đường lối bước vào nói nếu giang thần không đi vậy đừng để cậu ta đi nói xong anh ta móc ra một ít tiền đưa cho giang thần hôm nay là tết trung thu nếu cậu không đến nhà họ đường thì tự mình ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi cảm ơn giang thần nhận lấy tiền vẻ mặt đầy cảm kích đường sở sở nhíu mày thật sự không đi sao sở sở nếu anh đi anh sẽ làm em mất mặt hiện giờ em đã là chủ tịch rồi anh muốn em ngẩng cao đầu trước mặt gia đình em Đường Sở Sở suy nghĩ một chút rồi nói, "Được rồi, buổi tối em sẽ về sớm, chúng ta ra ngoài ăn xem như bồi thường cho anh." "Cảm ơn vợ." Giang Thần cười mở miệng nói. Đường Sở Sở cũng bất lực thở dài một tiếng. Cô đã sắp xếp công việc cho Giang Thần, nhưng Giang Thần đến công ty một ngày đã xúc phạm rất nhiều người, những người này lập tức chạy đến tìm cô để khiếu nại. Cô đành phải để Giang Thần về nhà. Khi người nhà họ Đường đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Giang Thần dần dần đông lại thay vào đó là vẻ mặt u ám, có một chút sát khí trên khuôn mặt trầm thấp của anh. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, tình huống bây giờ thế nào? Đại ca, cuối cùng anh cũng gọi tới, tôi vẫn luôn quan sát Nghĩa Trang, hôm nay cũng là ngày chôn cất tộc trưởng của một số gia tộc lớn. Ngôi mộ được chọn ở gần Nghĩa Trang nhà họ Giang, bây giờ thành viên cốt cán của bốn gia tộc lớn đều tụ tập ở ngoại thành, ngoài ra còn có đoạn vương gia, cửu chỉ thiên, cùng với người ở Giang Trung, trước sau tổng cộng khoảng một vạn người. Tiểu Hắc nhanh chóng báo cáo tình hình. Giang thần bình tĩnh hỏi, bên phía tiêu giao vương chuẩn bị như thế nào? Tiểu Hắc nói, tôi đã gọi điện qua đó, 10 vạn quân đã tập kết xong, 100 chiếc máy bay chiến đấu, 300 chiếc xe tăng, 500 chiếc xe bọc thép và 1.000 xe quân sự đã tập kết xong ở quân khu. Bây giờ chỉ chờ anh nói một câu, có điều tiêu giao vương nói, đây là lần cuối cùng ông ta giúp anh, Ông ta cũng không muốn gây ra náo động quá lớn. Giang Thần lạnh lùng nói, những người không liên quan thì không sao, số còn lại ai cũng đừng mong sống sót. Tiểu Hắc có thể cảm nhận được sát khí của Giang Thần qua màn hình điện thoại. Giang Thần đi ra ngoài, đi tới phòng khám phàm nhân. Anh thay quần áo, khoác một chiếc áo khoác rộng và cầm chiếc mặt nạ đã chuẩn bị trước đó. Những ân oán của 10 năm trước sẽ được giải quyết vào ngày hôm nay. Vùng ngoại ô Giang Trung những người thuộc bốn gia tộc lớn đều tụ tập ở đây xa xa trên đường đều là những người đàn ông mặc áo vest đen trên tay cầm mã tấu thanh sắt và những thứ khác tiêu nhược nhiên cũng đến cô ta ở trong bệnh viện một thời gian vết thương gần như đã lành nhưng vết sẹo trên mặt thì không thể lành được lúc này cô ta không còn xinh đẹp như trước nữa trông rất thảm hại cô ta nhìn người của bốn gia tộc lớn cùng nhau tụ tập sau đó nhìn về phía đoạn vương gia cửu chỉ thiên và mấy vạn người đứng hai bên đường. Anh à, anh đang đẩy nhà họ tiêu vào hố lửa. Hừ, tiêu hắc hừ lạnh một tiếng, bây giờ các ông lớn đã tề tụ. Chúng ta có mấy vạn người, chẳng lẽ phải sợ tàn dư của nhà họ giang sao? Nếu hôm nay anh ta dám tới, nơi này chính là mộ phần của anh ta. Vẻ mặt đoạn vương ra rất bình tĩnh, ông ta thản nhiên nói, 10 năm trước, chính ở nơi này nhà họ giang bị lửa lớn thiêu rụi, 10 năm sau vẫn ở đây, chỉ cần tàn dư của nhà họ Giang dám ra mặt, tôi dám cam đoan anh ta có đi mà không có về. Tiêu Hắc đột nhiên nói, có đoạn vương gia trấn ở đây, tàn dư của nhà họ Giang chắc chắn không dám xuất hiện. Những người trong bốn gia tộc lớn còn lại đều tự tin. Vương Mạnh kiểm tra thời gian, bây giờ đã là 9 giờ sáng, ông ta mở miệng nói, chúng ta chờ đến 12 giờ trưa, 12 giờ sẽ an táng bố. Châu Côn của nhà họ Châu gật đầu, ừm, tôi cũng đã xem qua, 12 giờ là thời điểm tốt, thích hợp an táng. Báo cáo. Đúng lúc này, một người đàn ông có hình xăm thanh long chạy tới, quỳ một chân xuống, đoạn vương ra, có một chiếc ô tô đang chạy tới, trên xe có hai người, cả hai đều đeo mặt nạ. Ha ha. Đoạn vương ra cười to, hai người bọn họ dám tới sao, cho bọn họ vào, đây là nơi chôn cất của bọn họ. Ở đằng xa, tiểu hắc đã lái xe đến. Nhìn vào có thể thấy, con đường đầy những người đang canh giữ. Mà xung quanh nghĩa trang nhà họ Giang, có vô số người tụ tập. Nhìn thấy đội hình này, tiểu hắc giật mình, trong lòng lập tức thở dài, hy vọng những người này đừng đi quá xa, nếu không hôm nay nước sông Hoa Nguyệt sẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Dừng xe. Được. Tiểu hắc dừng xe lại ngay lập tức. Giang thần mở cửa xuống xe. Hai bên đường phía trước có hai hàng người mặc áo đen, tay cầm mã tấu, thanh sắt bọn họ tạo ra trận thế hỗn chiến khá lớn người thường khi gặp chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi đến chân mềm nhũn giang thần không chút sợ hãi bước tới các tộc trưởng của một số gia tộc lớn ở phía xa đang cầm ống nhòm khi họ nhìn thấy giang thần và tiểu hắc đi về phía trước tất cả đều cười thành tiếng ha ha cười chết tôi rồi chỉ có hai người mà lại dám tới thật sự không biết chữ chết viết thế nào mấy ngày nay tôi lo lắng không yên còn tưởng rằng tàn dư của nhà họ Giang lớn mạnh thế nào, không ngờ chỉ có hai người. Tạm thời đừng ra tay, để bọn họ tới, tôi muốn hai người này chết ở nghĩa trang nhà họ Giang. Mọi người trong bốn gia tộc lớn đều bật cười khi thấy chỉ có hai người họ. Trong mắt họ, Giang Thần và Tiểu Hắc sớm sẽ trở thành người chết thôi. Chương 110, không biết rõ tình thế. Nơi này là một vùng ngoại ô. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân sinh sống tại đây. Họ đều là nông dân địa phương. Hôm nay là Tết Trung thu, mọi gia đình đều sum họp. Trong buổi sáng, hàng vạn người đã xuất hiện tại khu vực này, mà người nào cũng có vũ khí trong tay. Điều này khiến những người dân gần đó bàng hoàng, những người này đều ở nhà không dám đi lại. Thậm chí có người hoảng sợ vì sợ có hỗn chiến nên đã sơ tán trước. Hai bên đường, những người đàn ông mặc áo vest đen đứng ôm mã tấu, trông rất dữ tợn và gian ác. Giang Thần và Tiểu Hắc đi đến. Những người này đã nhận được lệnh tạm thời sẽ không ra tay. Chẳng bao lâu, Giang Thần đã xuất hiện ở nghĩa trang nhà họ Giang. Gần nghĩa trang nhà họ Giang có rất nhiều người, trên sườn đồi phía xa đã đào được một vài cái hố, đặt một ít quan tài, đặt rất nhiều vòng hoa. Bên ngoài nghĩa trang nhà họ Giang có một khoảng đất trống, nơi tụ họp của các tộc trưởng đương nhiệm của bốn gia tộc lớn. Tiêu Hắc của nhà họ Tiêu, Vương Mạnh của nhà họ Vương, Châu Côn của nhà họ Châu, Triệu Đông Lai của nhà họ Triệu. Trên đường còn có đoạn vương gia, cửu chỉ thiên, cùng rất nhiều ông lớn ở thành phố Giang Trung. Các ông lớn này đã đưa các đàn em của mình đến để hỗ trợ. Tất cả lên đến hơn một vạn người. Một ông cụ khoảng 70 tuổi và một cô gái ngoài 20 tuổi đang nằm trên mặt đất. Ông cụ bị trói chân tay và bị ném trên mặt đất như một con chó chết. Cô gái cũng vậy, hai tay bị trói sau lưng, chiếc váy trắng lấm tấm bùn, trông rất thảm hại. Giang thần và tiểu hắc bước đi dưới ánh nhìn của rất nhiều người. Vương mạnh của nhà họ vương cười nói trước, ha ha, không ngờ lại dám đến. Châu côn của nhà họ châu chỉ vào mấy vạn người chung quanh, tàn dư của nhà họ giang, các người có thấy thế trận này không? Các người đến đây tìm đường chết sao? Triệu đông lai của nhà họ triệu đứng lên nói lớn, 10 năm trước tôi đến biệt thự nhà họ giang, trói người nhà họ giang rồi phóng hỏa, không ngờ sau khi chúng tôi rời đi đường sở sở phát hiện hỏa hoạn và cứu một người còn sót lại nhưng thì sao dù có mạnh mẽ đến đâu thì hôm nay anh cũng sẽ chết cộp 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 đôi giày da to lớn phát ra âm thanh khi chạm đất giang thần đến trước mặt mọi người rồi dừng lại đoạn vương ra đạp lên người ông cụ một cái a à, ông cụ đau đớn hét lên đoạn vương ra liếc mắt nhìn thấy giang thần đeo mặt nạ ông ta lạnh lùng nói không ngờ hồi đó còn có cá lọt lưới sau khi nhà họ Giang bị diệt, người này thật sự đã xây mộ ở đây rồi trôn cất cho nhà họ Giang. Giang thần nhìn về phía ông cụ bị đoạn vương ra dẫm lên. Anh đã nhìn thấy khuôn mặt của ông cụ. Tần, quản gia Tần. Người anh run lên. Quản gia Tần tên là Tần Nhiên, là quản gia của nhà họ Giang. Năm đó, khi nhà họ Giang gặp nạn, ông ấy không có ở Giang Trung, cho nên mới thoát được một kiếp. Theo thông tin của Tiểu Hắc quản gia Tần đã rời xa Giang Trung nhiều năm. Anh quay lại và liếc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc rõ ràng cảm nhận được sự không hài lòng của Giang Thần, anh ta kịp thời giải thích, anh Giang, thật xin lỗi, là sơ suất của tôi. Tôi đã kiểm tra rõ ràng, tư liệu tôi đưa cho anh cũng đã ghi rõ, tôi không ngờ rằng họ có thể tìm thấy quản gia Tần, người đã rời xa Giang Trung nhiều năm. Quả thật Giang Thần rất muốn mắng Tiểu Hắc, người quan trọng như vậy sao có thể sơ suất được trong khoảng thời gian này mọi sự chú ý của anh đều dồn vào đường sửa sở, sở cho nên anh cũng đã sai sót khi không nhớ đến quản gia tần giang thần nắm chặt nắm đấm định bước đi đứng lại đoạn vương ra lấy ra một khẩu súng chỉ vào tần niên đang bị ông ta dẫm dưới chân la lên nhóc con nếu cậu bước thêm bước nữa ông ta sẽ không còn mạng mau gỡ mặt nạ xuống gỡ xuống đi tôi cũng muốn nhìn xem là ai đang giả thần giả quỷ chỉ biết đeo mặt nạ giả thần giả quỷ không nghe thấy đoạn vương ra nói sao mau gỡ mặt nạ xuống người của bốn gia tộc lớn lần lượt mở miệng mà tiêu nhược nhiên đã thấy rất choáng váng bây giờ cô ta không thể ngăn cản được nữa cô ta chỉ hy vọng hôm nay sẽ không có quá nhiều người chết cô ta hy vọng giang thần phân rõ ân oán dưới ánh nhìn của nhiều người giang thần từ từ cởi bỏ mặt nạ quỷ trên mặt xuống thấy thế tiểu hắc cũng tháo mặt nạ ra bộ mặt thật của giang thần rơi vào tầm mắt của mọi người ngoặc kép ngoặc kép đây là giang thần giang thần con rể nhà họ đường đúng vậy chính là đường sở sở đã cứu anh ta trở thành con rể nhà họ đường cũng là có nguyên do ha ha tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào không ngờ lại là con rể nhà họ đường thứ rác rưởi hoành hành giữa giang trung nhìn thấy bộ dạng của giang thần tất cả mọi người đều sửng sốt một chút sau đó bật cười đoạn bình nháy mắt một cái mấy anh em xung quanh chợt hiểu ra bước tới rút súng chĩa vào đầu giang thần và tiểu hắc từ đầu đến cuối giang thần đều rất bình tĩnh ha ha giang thần ân oán này cậu định giải quyết như thế nào đây hôm nay tôi sẽ tiến cậu về đoàn tụ với gia đình các tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều bật cười thành tiếng những ngày qua họ rất sợ hãi bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chết tiêu chiến họ cho rằng người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia có rất nhiều bản lĩnh, họ không ngờ lại là con rể của một gia tộc bậc trung. Giang Thần bị dí súng vào đầu nhưng không hề sợ hãi, anh nhìn những người có mặt với vẻ mặt sâu xa, ngày này 10 năm trước các người tề tụ ở nhà họ Giang, trói gia đình tôi lại, bắt ông nội tôi giao ra Ngụy Chi, sau khi lấy được thì phóng hỏa thiêu sống cả nhà họ Giang. 38 người trong nhà họ Giang đã bị thiêu sống. Giang Thần nhìn chằm chằm những người này, tất cả những ai bị anh nhìn đều thấy run lên. Đôi mắt đáng sợ này là gì? Đôi mắt này quá kinh người, vừa liếc mắt nhìn, tất cả mọi người đều cảm thấy bị mãnh thú nhìn chằm chằm, trong lòng run lên, không khỏi lui về phía sau. Ngay cả đoạn vương gia, cửu chỉ thiên cũng sợ hãi trước ánh mắt của Giang Thần. Nghĩ đến mấy vạn người ở đây và Giang Thần đang bị dí súng, bọn họ mới bình tĩnh lại một chút. Đúng, vậy thì sao? mọi người từ bốn gia tộc lớn đều nhìn giang thần với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt giang thần lạnh lùng nói tôi ân oán rất rõ ràng hiện giờ quỳ xuống đất nhận sai và tự sát để tạ tội tôi sẽ không làm liên lụy đến những người không liên quan ha <laughs> ha <laughs> <laughs> người của bốn gia tộc lớn dường như vừa nghe được một câu chuyện cười ngay cả một số đàn em xung quanh cũng bật cười giang thần cậu thật không hiểu tình thế không hiểu tình thế hiện giờ của cậu sao chỉ cần tôi nói một câu đùng một cái đầu cậu lập tức nở hoa đoạn bình làm động tác bắn súng ông ta nhìn giang thần cười thành tiếng giang thần bước từng bước đi về phía tần niên đứng lại đoạn bình hét lên tần niên nằm trên mặt đất yếu ớt nói cậu cậu chủ cậu mau đi đi giang thần nhìn tần niên đang bị dẫm lên nói quản gia tần ông yên tâm không việc gì đâu những người năm đó hại nhà họ giang một người cũng chạy không thoát nợ máu phải trả bằng máu Cậu chủ, cậu đi mau, mau rời khỏi Giang Trung đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cậu không biết đối phương có thực lực như thế nào, sẽ không bao giờ biết được kẻ nào nhắm vào nhà họ Giang đâu. Giang Thần cao mày, nghe vậy, anh chắc chắn quản gia tần niên của nhà họ Giang biết được rất nhiều thông tin. Khi Giang Thần đến nghĩa trang, anh đã thông báo với Tiêu Giao Vương để gửi quân cho anh. Đúng lúc này, từ xa có tiếng cánh quạt xung chuyển mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng xa có chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây, đây là máy bay chiến đấu sao? Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ông, ông chủ, không ổn rồi, sắp có quân đội tới, có đến mấy trăm xe tăng và thiết giáp, xe quân sự cũng đang hướng về phía này. chương 112, ân oán rõ ràng. Giang thần quỳ trước mộ, ngửa cổ gào thét. Ngay sau đó, giọng anh cũng khàn đặc. Khóc không ra tiếng. 10 năm, đã 10 năm rồi. 10 năm trước, anh chỉ là một chàng trai 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Anh lúc đó tràn đầy mong ước mãnh liệt, tràn đầy khao khát về tương lai. Thế nhưng vì một âm mưu, nhà họ Giang bị tiêu diệt. a à, súc xúc vật, đám xúc vật các người, con gái tôi mới 3 tuổi, sao các người lại nỡ ra tay? Để tôi chết đi, hãy thả cháu trai tôi ra. Cản tượng ngày trước nhà họ Giang bị thiêu rụi, người nhà họ Giang gào thét trong biển lửa vẫn còn sờ sờ trước mắt. Sao Giang Thần có thể quên cảnh tượng đó được? Vào lúc anh chịu đủ mọi giày vò, cơ thể bị cháy, gào khóc xé lòng, một cô gái đã xuất hiện. Cô gái không mang tất cả sông vào trong biển lửa cứu anh ra, lôi anh đến bên hồ. Trong lúc đang thèm khát sự sống, anh đã nhảy vào trong hồ nước. Theo dòng nước trôi, anh bị trôi dạt đến một cái hang động. May mắn thế nào lại có được một cuốn sách hi học? giang trung chính là dược đô ông nội anh cũng là một thầy thuốc đông y từ nhỏ anh đã học một số kiến thức đông y cơ bản sau khi có được cuốn sách y học anh học hành chăm chỉ dựa vào phương pháp chế thuốc trong sách y học anh đã tự chữa lành vết thương trên cơ thể mình sau khi rời khỏi hang động anh lưu lạc đến nam hoang đúng lúc gặp phải nam hoang đang loạn lạc nước trung quốc chiều binh khắp nơi anh trở thành một người lính tập huấn cả ngày lẫn đêm ra chiến trường đạp lên xác của kẻ thù tiến lên. 10 năm trở lại đây lập được vô số công trạng. Cho đến hơn một năm trước, một trận chiến chấn động cả nước. Trận chiến phong thần. Anh được sắc phong làm hắc long, một trong ngũ đại soái của Trung Quốc, đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đây là sự khẳng định cho cuộc đời chinh chiến 10 năm mà cấp trên dành cho anh. Một trận chiến bình định Nam Hoang. Một trận chiến bình định đất nước. Vào lúc anh tỏa sáng nhất, anh đã nộp đơn xin rời khỏi cương vị công tác, bên trên vẫn chưa phê duyệt, anh đã trở về Giang Trung. Đền ơn, trả thù. Đền đáp ơn cứu mạng của đường sở sở. Trả mối thù giết cả họ nhà họ Giang. Bây giờ đã báo được thù lớn, phong hồn nhà họ Giang cũng có thể được yên nghỉ, mối thù kìm nén 10 năm bây giờ cũng có thể được giải tỏa. Tiểu Hắc đứng bên cạnh nhìn Giang thần đang khóc không thành tiếng. Vào lúc này, anh ta cũng không khỏi thấy đau lòng. Tiêu Giao Vương cũng vậy, ông ta không ngờ Hắc Long tiếng tam lễ lừng cũng có lúc yếu đuối như vậy. Ông nội, một cô gái ở bên cạnh nắm chặt cánh tay Tần Niên, cô ta là một cô gái thành thị bình thường, đã lúc nào nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, đã lúc nào nhìn thấy cục diện đáng sợ đến thế. Không sao, Tần Niên khẽ vỗ mở u bàn tay cô gái. Rất lâu sau Giang Thần mới bình tĩnh trở lại, anh đứng dậy, rút thanh kiếm hành hình đang cắm dưới đất lên. Tiện tay vứt cho Tiểu Hắc, sau đó đến trước mặt Tiêu Giao Vương, làm động tác chào trong quân đội với ông ta, nói Tiêu Giao Vương, lần này cảm ơn ông nhé. Đã giải quyết xong hết chưa? Giải quyết xong rồi thì tôi rút quân đây. Ừm. Giang Thần gật đầu. Anh ân oán rất rõ ràng. Sau khi giết kẻ cầm đầu cũng không làm khó những người khác trong bốn gia tộc lớn nữa. Anh liếc nhìn những người vẫn còn đang quỳ dưới đất, thậm chí có không ít người của bốn gia tộc đã ngất đi anh thản nhiên nói, những sản nghiệp thuộc về nhà họ Giang, trong vòng 3 ngày phải tự động trả lại. Vâng, người của bốn gia tộc làm gì dám nói ra chữ không? Giang thần bước đến trước mặt tần nhiên. Cậu, cậu chủ, quản gia tần. Giang thần gọi một tiếng, chợt nhìn về phía cô gái đang nắm chặt cánh tay tần nhiên, hỏi quản gia tần, đây là... Tần nhiên lập tức đáp lại, cậu chủ, đây là tần xương, là cháu gái của tôi. Ừm, Giang thần gật đầu, nói tiếp, ba ngày sau, hai người đến chỗ bốn gia tộc lớn, tiếp nhận những sản nghiệp thuộc về nhà họ Giang. Cậu chủ, chuyện này, tần niên chợt sửng sốt. Giang thần biết tần niên biết khá rõ tình hình bên trong. Bây giờ anh còn biết nhà họ Giang 30 năm trước đã chuyển từ Kinh Đô đến đây. Còn tần niên vẫn luôn đi theo ông nội anh, chắc chắn ông ấy biết lai lịch của nhà họ Giang, biết một số chuyện của bức hoa nguyệt sơn cư, thậm chí còn biết rốt cuộc là ai đang nhằm vào nhà họ Giang tiêu giao vương, chuyện ở đây ông xử lý một chút, sau này mời ông ăn cơm. Giang thần nhìn tiêu giao vương nói. Ừ, tiêu giao vương khẽ gật đầu đáp. Sau đó lập tức ra lệnh, rút quân. Sau khi đội quân rút khỏi, tiêu giao vương mới nhìn người của bốn gia tộc lớn, cùng với một số ông trùm trong giới xã hội đen. Vẻ mặt lạnh lùng nói, sau này biết thân biết phận một chút cho tôi. Những người ở đây quá nhiều, có hơn một vạn người, nếu như bắt hết lại chưa chắc có đủ phòng giam để nhốt nếu giang thần đã không truy cứu những người khác nữa ông ta cũng lười quan tâm vâng người của bốn gia tộc lớn và nhiều ông lớn trong giới xã hội đen đều quỳ dạp dưới đất không dám nói không chuyện hôm nay giữ kín trong lòng cho tôi nghe thấy gì nhìn thấy gì nếu như bên ngoài có đồn thổi một chút gì về chuyện này hậu quả thế nào chắc các người cũng biết vâng chắc chắn sẽ không đồn ra ngoài tôi không nhìn thấy gì cả hôm nay có chuyện gì chứ không phải chúng ta đến tham dự tang lễ của mấy tộc trưởng của các gia tộc lớn sao? Tiêu Giao Vương không nán lại lâu, quay người rời đi. Còn Giang Thần cũng dẫn theo Tần Nhiên và Tần Sương lên xe. Quân đội rút khỏi, đám người Tiêu Giao Vương, Giang Thần cũng rời đi. Vẻ mặt căng thẳng của những người còn lại của bốn gia tộc lớn và một số ông lớn trong giới xã hội đen lúc này mới thả lỏng, ngồi bệt dưới đất, lau mồ hôi trên chán. Ôi mẹ ơi! Suốt cuộc giang thần này là người thế nào, sao ngay cả tiêu giao vương cũng tự mình ra mặt vậy. Đội quân hơn 10 vạn, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Nếu như truy cứu đến cùng, chắc chắn chúng ta cũng không sống nổi. Lần này đúng là đi dạo một vòng cửa địa ngục mà. Nhiều ông lớn ngơ ngác nhìn nhau, không nhịn được khiếp sợ không thôi. Các ông lớn lập tức rời đi. Còn những người của bốn gia tộc lớn bắt đầu trôn cất những người đã chết trong gia tộc mình ân oán kết thúc tại đây. Nhưng chuyện điều động đội quân hơi 10 vạn lại vô cùng xôn xao trong giang Trung. Bởi vì khí thế này quá lớn. Hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu, xe tăng, xe bọc thép, xe quân đội, cảnh tượng rất đáng sợ. Người trong giang Trung tụ tập với nhau bàn tán về chuyện này. Sau khi tiêu giao vương trở về đã ban hành một văn bản. Tuyên bố với bên ngoài đây chỉ là buổi diễn tập quân sự. Bên ngoài cũng vô cùng tin tưởng không nghi ngờ gì. Còn những người biết chuyện bên trong lại không dám để lộ nửa lời. Khu biệt thự cảnh tú, đế vương cư. Giang thần tắm rửa, thay một bộ đồ khác. Tần nhiên, tần xương cũng sửa soạn thay một bộ đồ sạch sẽ khác. Trên ghế sofa sang trọng trong phòng khách giống như cung điện của đế vương cư. Tần xương nắm chặt cánh tay tần nhiên, cô ta thấy hơi căng thẳng, lúc cô ta căng thẳng chốc chốc lại liếc sang giang thần một cái. Giang thần kẹp một điếu thuốc. Quản gia tần, Ông vẫn luôn đi theo ông nội tôi, chắc ông biết rất rõ về nhà họ Giang. Theo như tôi biết, nhà họ Giang đã chuyển đến đây từ 30 năm trước. Chỉ là tôi đã từng điều tra nhưng lại không điều tra ra được bất kỳ thông tin nào. Chuyện này là sao? Vẻ mặt tần niên hơi do dự. Ông ấy nhìn Giang thần đang ngồi trên sofa. Cảnh tượng trước đó vẫn còn hiện lên trong đầu ông ấy. Tuy ông ấy nhiều năm không ở Giang Trung, nhưng ông ấy vẫn biết đến tên tuổi của Tiêu Giao Vương mà người trước mặt đây chính là cậu chủ nhà họ Giang 10 năm trước đã thoát khỏi trận lửa lớn. Cậu, cậu chủ, bây giờ cậu có thân phận thế nào? Tần Niên không nhịn được hỏi. Có thể khiến tiêu giao vương điều động hơn 10 vạn quân, quả thật ông ấy không thể hiểu nổi, rốt cuộc bây giờ Giang thần có thế lực lớn cỡ nào? Chỉ huy Hắc Long của trăm vạn quân Hắc Long ở Nam Hoang là ngũ đại soái ngang hàng với tiêu giao vương ở Tây Cảnh, Phu tử ở Bắc Cương, man vương ở Đông Vực, thiên tử ở Kinh Đô. 111 xét xử. Trên bầu trời, hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu đang bay lượn. Dưới đất, mấy trăm chiếc xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn xe quân đội lũ lượt chạy đến. Ầm ầm ầm. Xe tăng đến gần, mặt đất dường như cũng bắt đầu rung chuyển theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, người của bốn gia tộc lớn, Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên đều thay đổi sắc mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này, sao lại có quân đội xông đến đây? xảy ra chuyện gì thế mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn nhau chắc là đang diễn tập thôi đúng vậy chắc chắn là đang diễn tập dặn dò bên dưới đừng hành động thiếu suy nghĩ chúng ta có nhiều người như vậy đang chôn cất mấy tộc trưởng của các gia tộc lớn thôi chỉ cần không manh động quân đội diễn tập sẽ không làm khó chúng ta đâu mau vứt hết những thứ đó đi nhiều tên đàn em trong giới xã hội đen lần lượt vứt đồ trong tay xuống còn một số người có vũ khí cũng cất vũ khí vào bây giờ không cần vội ra tay với giang thần đợi đội quân diễn tập đi qua là xong còn tiêu nhược nhiên nhìn thấy cảnh này lại sợ chết khiếp cô ta không ngờ để đối phó với bốn gia tộc lớn để đối phó với những người trong giới xã hội đen giang thần lại anh lại điều động cả quân đội đại đại ca toàn là xe tăng xe bọc thép chi chít còn nữa anh nhìn lên trời đi máy bay chiến đấu đã dừng lại có hơn 100 chiếc đó, trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc không phải nhằm vào chúng ta chứ? Bốp, cửu chỉ thiên đánh thẳng vào tên đàn em vừa nói chuyện, tức giận mắng, nhằm vào mày sao? Mày cũng đánh giá cao mày quá, mày là ai chứ? Một tên côn đồ còn con đáng để người ta điều động quân đội hùng hậu vậy sao? Tên đàn em này bị đánh một bạt tai ngã xuống đất. Anh ta đứng dậy, lắc đầu nói, không phải thì tốt, không phải thì tốt. Cửu Chỉ Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn máy bay chiến đấu dừng trên không, sắc mặt ông ta cũng dần dần trở nên nghiêm túc, trong lòng dấy lên những suy nghĩ giống như tên đàn em này. Lẽ nào nhằm vào chúng ta thật sao? Ông ta nhìn Đoạn Bình một cái. Vẻ mặt Đoạn Bình cũng rất nghiêm trọng. Ông ta mong chờ máy bay chiến đấu sẽ nhanh chóng bay đi. Nhưng máy bay chiến đấu đã dừng lại. Người của bốn gia tộc lớn đều ngơ ngác nhìn nhau. Giang Thần thản nhiên bật cười anh bước qua cởi trói cho tần niên ở dưới đất làm gì vậy một tên đàn em quát to cầm một cái ống sắt định đánh vào đầu giang thần vẻ mặt giang thần chợt u ám anh giơ tay đỡ lấy ống sắt những người bên dưới quỳ xuống hết hai tay đưa lên đầu một chiếc trực thăng trên bầu trời vang lên tiếng còi inh ỏi cùng với âm thanh vang lên hơn ngàn người ở đây đều vô cùng hoảng sợ nhao nhao ôm đầu quỳ xuống Người của bốn gia tộc lớn nhìn về phía Giang Thần, lẽ nào, đây là do Giang Thần gọi đến? Rốt cuộc anh là ai? Không, chắc chắn không thể là Giang Thần gọi đến, quân đội chỉ đi ngang thôi. Người của bốn gia tộc lớn đều không tin Giang Thần gọi quân đội đến. Chính vào lúc này, quân đội cũng đã đến nơi. Xe tăng nhắm thẳng vào khu mộ nhà họ Giang. Giang Thần cởi trói cho Tần Nhiên, dìu ông ta dậy. Sau đó lại cởi trói cho cô gái bên cạnh dìu cô ta đứng dậy. Cô gái khoảng 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp đó lại dính không ít bùn dơ, nhưng cho dù là vậy cũng không thể che đi hết vẻ đẹp và thần thái của cô ta. Cậu, cậu chủ, là cậu thật sao? Tần nhiên đưa tay nắm lấy giang thần, bàn tay đầy nếp nhăn bắt đầu run rẩy. Giang thần nắm chặt tay tần nhiên nói, quản gia tần, là tôi, là tôi thật đây, tôi là giang thần, quản gia tần, ông đứng sang một bên trước, ân oán 10 năm trước đã đến lúc kết thúc rồi. Giang thần nói xong bèn liếc nhìn đám người ở khu mộ. Những người này đều đang quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu, không dám nhúc nhích, bởi vì máy bay trực thăng trên không có máy bắn tỉa, tia lết đỏ chót nhắm thẳng vào đầu bọn họ, một khi hành động thiếu suy nghĩ sẽ chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn run lên cầm cập. Đoạn bình quỳ dạp dưới đất, sợ ướt cả đúng quần. Cửu chỉ thiên còn kinh khủng hơn, Bên dưới bốc mùi phân, ông ta sợ đến nổi phụt hết tinh hoa ra ngoài. Ngay lúc này bọn họ đã biết, quân đội này do Giang thần gọi đến. Bây giờ Tiêu Hắc hối hận rồi, nếu ông ta nghe lời Tiêu Nhược Nhiên từ đầu, nhà họ Tiêu sẽ không gặp tai họa này, bây giờ tất cả người nhà họ Tiêu đừng hòng sống sót. Tiêu Hắc đứng dậy, đến xe lấy vàng mã, nhang và một số đồ tế đã chuẩn bị từ trước. Giang thần đến trước phần mộ của Giang Thiên, quỳ phịch xuống đất, khóe mắt anh ngân ngấn nước mắt. Mười năm trước, chính vào ngày này, người của bốn gia tộc xuất hiện ở nhà họ Giang, trói bọn anh lại, hành hạ tất cả người nhà họ Giang, một. Năm đó anh mới 18 tuổi. Anh không thể nào quên được cảnh tượng người nhà họ Giang bị trói lại, sau đó bị thiêu chết trong trận lửa lớn, tiếng gào thét xé lòng vang lên khắp nơi. Các người, chính là các người. Giang thần bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ vào những người đang quỳ dạp dưới đất anh nghẹn ngào quát, 10 năm trước chính là các người, đám xúc vật đội lốt người, nếu như có chút lương tâm thì đã không làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Tiếng quát vang vọng như sấm rền. Người của bốn gia tộc lớn và rất nhiều ông lớn trong giới xã hội đen đều không dám thốt lên lời nào. Tiêu nhược nhiên bước đến, quỳ xuống trước mặt Giang Thần, khổ sở van xin nói, Giang Thần, tôi biết lỗi rồi, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Cơ hội. Hai mắt Giang Thần hằn lên tia máu, các người đã bao giờ cho nhà họ Giang cơ hội? Mang kiếm hành hình lên. Giang Thần hét to. Tiểu Hắc nhanh chóng chạy đến trong xe ôm một thanh kiếm ra. Thanh kiếm này được che bằng vải đen. Tiểu Hắc đến trước mặt Giang Thần, quỳ một chân xuống đất, đưa thanh kiếm hành hình được che vải đen cho Giang Thần. Giang Thần vén vải đen ra, lộ ra một thanh kiếm sắc nhọn. Kiếm này là kiếm hành hình, đại diện cho pháp luật. Đây là thanh kiếm viên chức cấp cao của Trung Quốc tặng cho Giang Thần, người nắm giữ thanh kiếm này trên có thể đánh hôn quân, dưới có thể đánh gian thần. Giang Thần được ban thanh kiếm này lúc anh phong xoái, anh vẫn luôn không dùng tới nó. Giang Thần tôi ân oán rõ ràng, chắc chắn sẽ không xử oan cho bất kỳ người nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu nào. Mười năm trước, kẻ cầm đầu đến biệt thự nhà họ Giang trước tự mình bước ra đây, chấp nhận xét xử, những người không liên quan cút đi cho tôi. Người của bốn gia tộc lớn đều quỳ dưới đất. Lúc này bọn họ đang vô cùng khiếp sợ, cơ thể run lên bần bật. Tiêu Hắc đứng ra trước, quỳ phịch xuống trước mặt Giang Thần, khổ sở cầu xin tha thứ tôi, tôi có tội, xin cậu hãy tha cho nhà họ Tiêu. Nợ máu phải trả bằng máu. Giang Thần nhấc kiếm trong tay lên, tay nâng kiếm lên chém xuống. Phập, thanh kiếm dài xuyên qua người Tiêu Hắc. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cơ thể Tiêu Hắc ngã xuống đất. Cảnh tượng này dọa tất cả mọi người có mặt ở đó sợ chết khiếp. Giang thần tức giận quát, người tiếp theo. Giang thần lúc này giống như ma quỷ. Người của bốn gia tộc lớn đều hoảng sợ, một số người nhát gan thậm chí đã sợ ngất đi. Giang thần bước đến trước mặt triệu đông lai, vung kiếm xuống. Phập, triệu đông lai chết ngay dưới lưới kiếm. Vẻ mặt giang thần lạnh lùng, bước từng bước về phía trước, bước đến trước mặt ai, người đó đều sợ đến ngất đi nhưng dù có ngất cũng không thể tránh khỏi xui xẻo rất nhanh trước phần mộ của nhà họ giang đã có hơn mười mấy người nằm xuống kẻ cầm đầu lúc đó chỉ còn lại tiêu nhược nhiên giang thần đến trước mặt tiêu nhược nhiên thanh kiếm trong tay anh dính đầy máu tươi tiêu nhược nhiên quỳ trên mặt đất cơ thể run lẩy bẩy lúc này cô ta cũng không dám lên tiếng cầu xin tha giang thần nhấc kiếm lên phập tiêu nhược nhiên ngã trong vũng máu sau khi Giang Thần giải quyết những người này xong, Tiêu Giao Vương mới bước đến, ông ta nhìn Giang Thần nói, giải quyết xong chưa, giải quyết xong rồi thì tôi dọn dẹp hậu quả. a, à, Giang Thần quỳ trước mộ. Anh ngửa cổ gào thét. Mối thù kìm nén 10 năm vào lúc này cũng được giải tỏa. 110, không biết rõ tình thế. Nơi này là một vùng ngoại ô. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân sinh sống tại đây, họ đều là nông dân địa phương hôm nay là tết trung thu mọi gia đình đều sum họp trong buổi sáng hàng vạn người đã xuất hiện tại khu vực này mà người nào cũng có vũ khí trong tay điều này khiến những người dân gần đó bàng hoàng những người này đều ở nhà không dám đi lại thậm chí có người hoảng sợ vì sợ có hỗn chiến nên đã sơ tán trước hai bên đường những người đàn ông mặc áo vest đen đứng ôm mã tấu trông rất dữ tợn và gian ác giang thần và tiểu hắc đi đến những người này đã nhận được lệnh tạm thời sẽ không ra tay chẳng bao lâu giang thần đã xuất hiện ở nghĩa trang nhà họ giang gần nghĩa trang nhà họ giang có rất nhiều người trên sườn đồi phía xa đã đào được một vài cái hố đặt một ít quan tài đặt rất nhiều vòng hoa bên ngoài nghĩa trang nhà họ giang có một khoảng đất trống nơi tụ họp của các tộc trưởng đương nhiệm của bốn gia tộc lớn tiêu hát của nhà họ tiêu vương mạnh của nhà họ vương châu côn của nhà họ châu triệu đông lai của nhà họ triệu. Trên đường còn có đoạn vương gia, cửu chỉ thiên, cùng rất nhiều ông lớn ở thành phố Giang Trung. Các ông lớn này đã đưa các đàn em của mình đến để hỗ trợ. Tất cả lên đến hơn một vạn người. Một ông cụ khoảng 70 tuổi và một cô gái ngoài 20 tuổi đang nằm trên mặt đất. Ông cụ bị trói chân tay và bị ném trên mặt đất như một con chó chết. Cô gái cũng vậy, hai tay bị trói sau lưng, chiếc váy trắng lấm tấm bùn, trông rất thảm hại. Giang thần và tiểu hắc bước đi dưới ánh nhìn của rất nhiều người. Vương mạnh của nhà họ vương cười nói trước, ha ha, không ngờ lại dám đến. Châu côn của nhà họ châu chỉ vào mấy vạn người chung quanh, tàn dư của nhà họ giang, các người có thấy thế trận này không? Các người đến đây tìm đường chết sao? Triệu đông lai của nhà họ triệu đứng lên nói lớn, 10 năm trước tôi đến biệt thự nhà họ giang, trói người nhà họ giang rồi phóng hỏa. Không ngờ sau khi chúng tôi rời đi, Đường sở sở phát hiện hỏa hoạn và cứu một người còn sót lại, nhưng thì sao, dù có mạnh mẽ đến đâu thì hôm nay anh cũng sẽ chết. Cộp cộp cộp, đôi giày da to lớn phát ra âm thanh khi chạm đất. Giang Thần đến trước mặt mọi người rồi dừng lại. Đoạn Vương ra đạp lên người ông cụ một cái. A! À, ông cụ đau đớn hét lên. Đoạn Vương ra liếc mắt, nhìn thấy Giang Thần đeo mặt nạ, ông ta lạnh lùng nói, không ngờ hồi đó còn có cá lọt lưới. Sau khi nhà họ Giang bị diệt người này thật sự đã xây mộ ở đây rồi chôn cất cho nhà họ Giang. Giang thần nhìn về phía ông cụ bị đoạn vương ra dẫm lên. Anh đã nhìn thấy khuôn mặt của ông cụ. Tần, quản gia Tần. Người anh run lên. Quản gia Tần tên là Tần Niên, là quản gia của nhà họ Giang. Năm đó, khi nhà họ Giang gặp nạn, ông ấy không có ở Giang Trung, cho nên mới thoát được một kiếp. Theo thông tin của Tiểu Hắc, quản gia Tần đã rời xa Giang Trung nhiều năm. Anh quay lại và liếc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc rõ ràng cảm nhận được sự không hài lòng của Giang Thần, anh ta kịp thời giải thích, anh Giang, thật xin lỗi, là sơ suất của tôi. Tôi đã kiểm tra rõ ràng, tư liệu tôi đưa cho anh cũng đã ghi rõ, tôi không ngờ rằng họ có thể tìm thấy quản gia Tần, người đã rời xa Giang chung nhiều năm. Quả thật Giang Thần rất muốn mắng Tiểu Hắc, người quan trọng như vậy sao có thể sơ suất được. Trong khoảng thời gian này mọi sự chú ý của anh đều dồn vào đường sở sở cho nên anh cũng đã sai sót khi không nhớ đến quản gia tần giang thần nắm chặt nắm đấm định bước đi đứng lại đoạn vương ra lấy ra một khẩu súng chỉ vào tần niên đang bị ông ta dẫm dưới chân la lên nhóc con nếu cậu bước thêm bước nữa ông ta sẽ không còn mạng mau gỡ mặt nạ xuống gỡ xuống đi tôi cũng muốn nhìn xem là ai đang giả thần giả quỷ chỉ biết đeo mặt nạ giả thần giả quỷ không nghe thấy đoạn vương ra nói sao mau gỡ mặt nạ xuống. Người của bốn gia tộc lớn lần lượt mở miệng, mà tiêu nhược nhiên đã thấy rất choáng váng. Bây giờ, cô ta không thể ngăn cản được nữa, cô ta chỉ hy vọng hôm nay sẽ không có quá nhiều người chết. Cô ta hy vọng Giang Thần phân rõ ân oán. Dưới ánh nhìn của nhiều người, Giang Thần từ từ cởi bỏ mặt nạ quỷ trên mặt xuống. Thấy thế, Tiểu Hắc cũng tháo mặt nạ ra. Bộ mặt thật của Giang Thần rơi vào tầm mắt của mọi người ngoặc kép ngoặc kép. Đây là Giang Thần. Giang Thần, con rể nhà họ đường. Đúng vậy, chính là đường sở sở đã cứu anh ta, trở thành con rể nhà họ đường cũng là có nguyên do. Ha ha, tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào, không ngờ lại là con rể nhà họ đường, thứ rác rưởi hoành hành giữa Giang Trung. Nhìn thấy bộ dạng của Giang Thần, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Đoạn bình nháy mắt một cái. Mấy anh em xung quanh chợt hiểu ra, bước tới rút súng chĩa vào đầu giang thần và tiểu hắc từ đầu đến cuối giang thần đều rất bình tĩnh ha ha giang thần ân oán này cậu định giải quyết như thế nào đây hôm nay tôi sẽ tiến cậu về đoàn tụ với gia đình các tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều bật cười thành tiếng những ngày qua họ rất sợ hãi bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chết tiêu chiến họ cho rằng người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia có rất nhiều bản lĩnh họ không ngờ lại là con rể của một gia tộc bậc trung. Giang Thần bị dí súng vào đầu nhưng không hề sợ hãi, anh nhìn những người có mặt với vẻ mặt sâu xa, ngày này 10 năm trước các người tề tụ ở nhà họ Giang, trói gia đình tôi lại, bắt ông nội tôi giao ra Ngụy Chi, sau khi lấy được thì phóng hỏa thiêu sống cả nhà họ Giang. 38 người trong nhà họ Giang đã bị thiêu sống. Giang Thần nhìn chằm chằm những người này. Tất cả những ai bị anh nhìn đều thấy run lên. Đôi mắt đáng sợ này là gì? đôi mắt này quá kinh người vừa liếc mắt nhìn tất cả mọi người đều cảm thấy bị mãnh thú nhìn chằm chằm trong lòng run lên không khỏi lui về phía sau ngay cả đoạn vương ra cửu chỉ thiên cũng sợ hãi trước ánh mắt của giang thần nghĩ đến mấy vạn người ở đây và giang thần đang bị dí súng bọn họ mới bình tĩnh lại một chút đúng vậy thì sao mọi người từ bốn gia tộc lớn đều nhìn giang thần với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt giang thần lạnh lùng nói tôi ân oán rất rõ ràng hiện giờ quỳ xuống đất nhận sai và tự sát để tạ tội, tôi sẽ không làm liên lụy đến những người không liên quan. Ha ha, người của bốn gia tộc lớn dường như vừa nghe được một câu chuyện cười. Ngay cả một số đàn em xung quanh cũng bật cười. Giang thần, cậu thật không hiểu tình thế, không hiểu tình thế hiện giờ của cậu sao? Chỉ cần tôi nói một câu, đùng một cái, đầu cậu lập tức nở hoa. Đoạn bình làm động tác bắn súng, ông ta nhìn giang thần, cười thành tiếng. Giang thần bước từng bước đi về phía tần niên. Đứng lại, đoạn bình hét lên. Tần niên nằm trên mặt đất yếu ớt nói cậu, cậu chủ, cậu mau đi đi. Giang thần nhìn tần niên đang bị dẫm lên nói, quản gia tần, ông yên tâm, không việc gì đâu, những người năm đó hại nhà họ Giang, một người cũng chạy không thoát, nợ máu phải trả bằng máu. Cậu chủ, cậu đi mau, mau rời khỏi Giang Trung đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cậu không biết đối phương có thực lực như thế nào sẽ không bao giờ biết được kẻ nào nhắm vào nhà họ Giang đâu. Giang thần cau mày. Nghe vậy, anh chắc chắn quản gia tần niên của nhà họ Giang biết được rất nhiều thông tin. Khi Giang thần đến Nghĩa Trang, anh đã thông báo với Tiêu Giao Vương để gửi quân cho anh. Đúng lúc này, từ xa có tiếng cánh quạt rung chuyển, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng xa có chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây, đây là máy bay chiến đấu sao? mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ông, ông chủ, không ổn rồi, sắp có quân đội tới, có đến mấy trăm xe tăng và thiết giáp, xe quân sự cũng đang hướng về phía này. Audio điện tử võ tấn bền chương 113, Lai lịch nhà họ Giang Hắc, Hắc Long Tần Niên bị những lời của Giang Thần làm cho kinh ngạc. Một ngũ đại soái của Trung Quốc. Hơn một năm trước, một trận chiến ở Nam Hoang chấn động cả nước của Hắc Long, Tần Sương cháu gái của ông ấy cũng không nhịn được nhìn Giang Thần một cái. Tiếng tăm của Hắc Long ở Nam Hoang cả nước đều biết. Nhưng rốt cuộc trông Hắc Long như thế nào thì không ai biết cả. Cô ta không ngờ Hắc Long lại là người nhà họ Giang. Giang Thần nhìn Tần Niên, hỏi quản gia Tần, bây giờ có thể nói cho tôi biết chút chuyện của gia tộc tôi chưa? Bây giờ Giang Thần cũng có địa vị cao, có thể sử dụng rất nhiều đặc quyền, nhưng anh không thể nào tra ra được lai lịch của nhà họ Giang anh cảm thấy gia tộc của mình không bình thường. Cảm thấy bức hoa nguyệt sơn cư báu vật gia truyền của gia tộc mình cũng không bình thường. Tần Niên hít sâu một hơi. Nếu Giang Thần đã là Hắc Long, vậy anh cũng nên đối mặt với kẻ địch của nhà họ Giang. Cậu chủ, chắc cậu biết bốn gia tộc lớn của Trung Quốc không? Hửm, Giang Thần cau mày. Bố gia tộc lớn của Trung Quốc. Anh chưa từng tìm hiểu những chuyện này. Anh biết, Kinh Đô có rất nhiều gia tộc hùng mạnh, những gia tộc này đều là những gia tộc giàu có nhất nước, nhưng anh lại chưa từng nghe thấy bốn gia tộc lớn của Trung Quốc gì đó. Tần Nhiên nói, bốn gia tộc họ Giang, Thạch, Cửu, Long được gọi là bốn gia tộc lớn của Trung Quốc, bốn gia tộc lớn ít nhất cũng có lịch sử 2.000 năm, 2.000 năm phát triển đã giúp thế lực của bốn gia tộc lớn trải rộng khắp cả nước. Quản gia Tần, ý của ông là nhà họ Giang của tôi chính là một trong bốn gia tộc lớn của Trung Quốc. Ừm, Tần Nhiên gật đầu, Tuy bốn gia tộc nắm giữ của cải của cả nước, nhưng thực tế người bên ngoài vẫn không biết đến sự tồn tại của bốn gia tộc lâu đời này. 30 năm trước, trong nhà họ Giang xảy ra mâu thuẫn, ông chủ, cũng chính là Giang Thiên ông nội của cậu rời khỏi gia tộc, dẫn theo cả nhà già trẻ lớn bé đến Giang Trung, ổn định cuộc sống ở Giang Trung. Giang thần không nhịn được hỏi, vậy có liên quan đến chuyện nhà họ Giang Diệt Phong và bức hoa Nguyệt Sơn cư không? Tần Nhiên nói, những chuyện này tôi cũng không biết, tôi chỉ là một quản gia, một người tôi tớ, tôi chỉ biết bức hoa Nguyệt Sơn Cư đó ông chủ lấy của gia tộc mang theo, mà người tai to mặt lớn nào đó đang thèm khát bức hoa Nguyệt Sơn Cư. Ông chủ cũng từng nói với tôi, người của bốn gia tộc lớn giải rác khắp nơi, mà Thiên Tử là một trong ngũ đại soái bây giờ cũng chính là người của bốn gia tộc lớn. Còn về người của gia tộc nào tôi cũng không rõ nữa. Nghe xong, vẻ mặt Giang Thần chợt u ám. Quản gia Tần, ý của ông là kẻ đứng sau việc giết hại nhà họ Giang chính là Thiên Tử. Tần nhiên khẽ lắc đầu, cậu chủ, chuyện này tôi không biết, tôi chỉ nói cho cậu biết chuyện thiên tử cũng là người của bốn gia tộc lớn, còn về chuyện là gia tộc nào thì tôi không biết, kẻ tiêu diệt nhà họ Giang có thể là người nhà họ Giang, cũng có thể là người của ba gia tộc khác. Đây là bốn gia tộc bí ẩn. Người ngoài không hề biết đến sự tồn tại của bốn gia tộc lâu đời này. Ban đầu tần niên không định nói những chuyện này. Nhưng bây giờ Giang Thần chính là hắc long của Nam Hoang, là một trong ngũ đại soái, cũng là một người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Với thực lực như vậy, cho dù đối mặt với bốn gia tộc lớn cũng không hề sợ hãi. Nghe xong sắc mặt Giang Thần dễ chịu hơn nhiều. Nếu như là Thiên tử thật, vậy ngũ đại soái của Trung Quốc sẽ phải trở thành tứ đại soái rồi. Cho dù Thiên tử là người có thế lực mạnh nhất trong ngũ đại soái, nhưng anh muốn giết Thiên tử cũng không phải là chuyện khó. Quản gia Tần Ông có biết bức hoa nguyên sơn cư báu vật gia truyền của gia tộc tôi có lai lịch thế nào không? Nó cất giấu những bí mật gì? Tại sao người khác lại thèm khát nó như vậy? Tần Niên lắc đầu nói, cậu chủ, chuyện này tôi không biết nữa ông chủ chưa từng nói với tôi những chuyện này. Vậy ông có biết bây giờ bức hoa nguyệt sơn cư đó đang ở trong tay ai không? Tần Niên lại lắc đầu. Giang thần vô cùng thất vọng. Anh còn tưởng rằng Tần Niên biết rất nhiều chuyện bên trong không ngờ ông ấy chỉ biết lai lịch của nhà họ giang ngoài ra cũng không biết thêm gì nữa anh lấy một chiếc chìa khóa mộc mạc ra cầm chiếc chìa khóa mộc mạc trên tay không ngừng quan sát dương báu được khai quật ở mộ cổ lan lăng vương phía biên giới nam hoang rốt cuộc có quan hệ gì với bức hoa nguyệt sơn cư giang thần khẽ lẩm bẩm anh cảm thấy bạch tố xuất hiện với chiếc chìa khóa còn tình cờ gặp anh đây chắc chắn không phải chuyện trùng hợp lúc anh gặp bạch tố là lúc đi theo một luồng sát khí nhưng đi theo đến hầm đỗ xe sát khí đó đã biến mất sau đó lại gặp được bạch tố còn bạch tố chắc chắn không phải chủ nhân của luồng sát khí này chuyện hot giang thần cảm thấy mọi chuyện như có người đang cố tình sắp đặt bắt đầu từ khi trộm mộ kẻ đứng sau đã sắp đặt mọi thứ rồi tiêu diệt tất cả mọi người để bạch tố mang chìa khóa đến giang trung thậm chí là để chiếc dương lưu lạc đến giang trung Phù. Giang Thần hít một hơi thật sâu, muốn tìm lời giải cho những câu hỏi này, chỉ có thể tìm được chiếc dương trước, mở dương ra, xem thử bên trong rốt cuộc có thứ gì, có liên quan gì đến bức Hoa Nguyệt Sơn cư. Suy nghĩ thật lâu, Giang Thần lại nói, "Quản gia Tần." "Cậu chủ." Tần Nhiên gật đầu đáp lại. Giang Thần nói, "Ông cũng đi theo ông nội mấy chục năm rồi, sau khi nhà họ Giang xảy ra chuyện, ông còn mạo hiểm quay lại chôn cất người nhà họ Giang, tôi cũng không biết phải cảm ơn ông thế nào." những sản nghiệp lúc trước thuộc về nhà họ giang cứ tặng cho ông đi cậu chủ chuyện này không được đâu tần niên lập tức đứng dậy vội xua tay nói cậu chủ những thứ này quá quý giá rồi tôi không thể nhận được giang thần khẽ xua tay ngắt lời tần niên tiền bạc đối với tôi cũng chỉ là vật ngoài thân nhưng ông lại không giống vậy ông còn có một gia đình có đủ già trẻ lớn bé chuyện này được rồi ông có thể đón người nhà đến giang trung sau đó có thể đến chỗ bốn gia tộc tiếp nhận những sản nghiệp của nhà họ Giang ngày trước. Nhà họ Giang cũng từng là nhà quyền thế bậc nhất ở Giang Trung, tài sản cũng hơn 50 tỷ, số tiền này đủ cho ông về sau khỏi lo chuyện cơm ăn áo mặc. Cảm ơn, cảm ơn cậu chủ. Tần Niên biết thân phận hiện tại của Giang Thần là một trong ngũ đại soái quả thật cũng không thiếu tiền, ông ta không từ chối nữa. Ừm, quay về trước đi, nếu như có chuyện gì có thể đến tìm Tiểu Hắc ở phòng khám phàm nhân trên đường Cửu Long. Vâng. Tần Nhiên đứng dậy cúi đầu với Giang Thần. Tần Sương cũng đứng dậy cúi đầu theo. Sau đó Tần Nhiên dẫn theo Tần Sương rời khỏi Đế Vương Cư. Bên ngoài Đế Vương Cư, Tần Sương nhìn ngó xung quanh nói: "Ông nội, cậu chủ là Hắc Long, là Hắc Long chỉ huy ở Nam Hoang thật sao?" Tần Nhiên gật đầu đáp: "Chắc không sai được đâu, trừ Hắc Long ra, còn ai có thể bảo tiêu giao vương điều động 10 vạn quân chứ?" "Ông nội" chúng ta sẽ tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Giang ngày trước thật sao? Tần Niên chợt sửng sốt nói, cũng không hẳn là tiếp nhận, cùng lắm là quản lý dùm cậu chủ thôi. Ồ, Tần Sương ồ lên một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía đế vương cư phía sau. Cậu chủ, Giang Thần, Hắc Long, cô ta khẽ lẩm bẩm. Đế vương cư, Giang Thần ngồi trên sofa hút thuốc. Tiểu Hắc hỏi, anh Giang, tiếp theo phải làm gì? vẻ mặt Giang thần cũng trở nên nghiêm nghị. Bây giờ mối thù nhà họ Giang đã được trả, nhưng lại không biết kẻ cầm đầu là ai, cũng không biết báu vật gia truyền đang ở trong tay ai. Anh suy nghĩ một lát, nói, lại đi hối quỷ kiến sầu tiếp đi, bảo ông ta mau chóng nghe ngóng tin tức, tôi phải nhanh chóng biết được rốt cuộc dương báu tràn vào trong chợ đồ cổ của Giang Trung đang ở đâu. Vâng, bây giờ tôi đi ngay. Cũng không cần gấp đến vậy, hôm nay là Tết Trung Thu, tôi biết anh cũng là trẻ mồ côi, đi hai anh em chúng ta đi uống vài ly. Anh Giang, anh không về với chị dâu sao? Sở sở đến biệt thự lớn của nhà họ đường rồi, tôi tìm cơ hội chuồn đi giải quyết rắc rối, bây giờ vẫn còn sớm, đi thôi. Giang thần đứng dậy, kéo theo tiểu hắc, hai người cùng nhau rời khỏi đế vương cư. chương 114, Bệnh viện Vĩnh Nhạc xảy ra chuyện. Trong một tiệm cơm ở đường Cửu Long, Giang thần gọi vài món ăn thường ngày và vài bình rượu trắng nồng độ cao. Anh và Tiểu Hắc đi cùng nhau, ăn thịt và uống rượu vô cùng nhiều. Hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện, nói về những chuyện đã trải qua trong 10 năm nay. Cuộc nói chuyện này kéo dài nửa ngày, 3-4 giờ chiều, hai người đều đã uống đến say khướt. Lúc này, Đường Sở Sở gọi điện thoại đến. "Giang Thần, anh đang ở đâu? Xảy ra chuyện rồi." Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Đường Sở Sở, Giang Thần dùng mình một cái, bỗng chốc tỉnh táo lại sao vậy đã xảy ra chuyện gì bệnh viện vĩnh nhạc nhà họ đường xảy ra chuyện rồi anh mau đến đây được anh lập tức đến ngay giang thần cúp điện thoại tiểu hắc hỏi anh giang sao vậy giang thần lắc đầu tôi cũng không biết sở sở nói bệnh viện vĩnh nhạc nhà họ đường xảy ra chuyện rồi tôi phải qua đó xem đã tôi đưa anh đi tiểu hắc cũng đứng dậy anh trở về đi uống nhiều rượu như vậy đừng lái xe nữa Tôi gọi xe qua đó. Giang Thần cầm áo tây trang ở bên cạnh lên, mặc vào rồi mau chóng đi ra khỏi cửa, gọi một chiếc taxi ở bên đường. Đến bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường. Được, tài xế lái xe, mau chóng chạy về phía bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường. Nửa tiếng sau, anh đến rồi. Giang Thần đưa tờ tiền 100 đồng cho tài xế, không cần thối. Sau đó anh vội vàng xuống xe. Bệnh viện Vĩnh Nhạc nằm trên con đường Phồn Hoa Nhất Giang Trung, phố Y. Con đường này là đại diện của Giang Trung, có truyền thống văn hóa mấy trăm năm. Trên con đường này, tất cả đều là bệnh viện. Mỗi một gia tộc, tập đoàn, doanh nghiệp đều mở bệnh viện, phòng khám trên con đường này. Đến một vài bác sĩ Đông Y già có chút tiếng tăm cũng chọn nơi này làm nơi dừng chân. Bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường không quá nổi tiếng trên con đường này, nhưng tài sản của nhà họ Đường cũng phải một tỷ mấy quy mô của bệnh viện cũng rất lớn, có 3 tầng lầu, diện tích của mỗi tầng hơn 1 000 mét vuông. Lúc này, trước bệnh viện Vĩnh Nhạc tập trung không ít người. Những người này đều mặc đồ tang. Lang băm, lang băm. Đóng cửa Vĩnh Nhạc đi. Đền tiền. Hơn 100 người tập trung trước bệnh viện Vĩnh Nhạc, những người này cầm băng rôn, hô khẩu hiệu. Lúc này, phóng viên đã đến nơi. Đó là phóng viên nhà nước của đài truyền hình Giang Trung các bạn xem đài chào buổi chiều đây là kênh văn hóa giang trung tôi là phóng viên tiểu y bây giờ tiểu y đang trên phố y bên ngoài bệnh viện vĩnh nhạc nhà họ đường mọi người đều thấy đấy hiện tại ở trước bệnh viện tụ tập hơn trăm người chúng ta sẽ lên phía trước phỏng vấn người qua đường một chút xin chào tôi là phóng viên tiểu y xin hỏi anh có biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không phóng viên đi đến trước mặt một người qua đường đang vây xem hỏi đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, vừa nhìn thấy phóng viên xinh đẹp gợi cảm, phía sau còn có máy quay thì lập tức tỏ vẻ hăng hái. Tôi cũng vừa mới đến, nhưng nhìn tình hình thì chắc là bệnh viện Vĩnh Nhạc có người chết, người nhà của người chết đến tận rơi gây rối rồi. Giang Thần chạy đến, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Anh xuyên qua dòng người, đi đến trước cổng bệnh viện. Lúc này, bệnh viện đã đóng cửa rồi. Ở trước cổng lớn còn có một băng ca trên đó là một người già sáu mươi mấy tuổi người đó nhắm chặt hai mắt mặt xám như cho vừa nhìn là biết đã không còn hơi thở vài người trong tay cầm vật sắt tỏ vẻ hung dữ không ngừng la hét bảo nhà họ đường đi ra những người này rất hung dữ nếu không phải có bảo vệ cản lại bọn họ đã xông vào trong rồi giang thần đến trước cửa bệnh viện một bảo vệ cầm côn điện đi đến hung dữ chỉ vào giang thần hét cút giang thần vội nói tôi là giang thần con rể ở rể của nhà họ đường vợ tôi là đường sở sở chủ tịch của vĩnh nhạc là anh à vào đi lúc này bảo vệ mới cho qua giang thần đẩy cửa đi vào trong trong đại sảnh của bệnh viện tập trung không ít người nhà họ đường người của nhà họ đường đều đi qua đi lại với vẻ mặt sốt ruột giang thần đi qua hỏi có chuyện gì vậy đường sở sở mau chóng bước qua giọng nghẹn ngào nói tụi em cũng không biết hôm nay đột nhiên có một đám người đến gây chuyện nói là tụi em chữa chết người, bắt tụi em bồi thường, bây giờ chuyện đã rất lớn, phóng viên cũng đã ra mặt rồi, tụi em không thể không tạm thời đóng cửa bệnh viện." Đường Thiên Long đang gọi điện thoại. Ông ta đang gọi cho vài nhân vật có tiếng, muốn hòa giải chuyện này. "Cả người đầy mùi rượu, cậu đến đây làm gì, còn trên nơi này chưa đủ loạn hay sao?" Hà Diễm Mai ngửi thấy mùi rượu trên người Giang Thần, bất giác nhíu mày mắng. "Bố, ông nội, không hay rồi." bên ngoài lại có rất nhiều người đến nói là bệnh viện vĩnh nhạc nhà họ đường chúng ta bốc thuốc có vấn đề đường lối hoảng loạn chạy vào anh ta không đứng vững cả người ngã xuống đất nghe thấy tin này sắc mặt của mọi người đều thay đổi có chuyện gì đường hải nghi hoặc nói bệnh viện vĩnh nhạc nhà họ đường chúng ta thành lập mười mấy năm trước giờ chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn chuyện này là thế nào ông trần bệnh viện là do ông phụ trách xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã không hợp lý rồi sao lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy? Đường Hải nhìn về phía một ông lão. Ông lão khoảng sáu mươi mấy tuổi, trên người mặc trang phục thời nhà đường, để tóc dài. Ông ta tên Trần Trấn, là ông Trung Y già, thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc, là bác sĩ Trung Y mà đường thị Vĩnh Nhạc dùng số tiền lớn để mời về, giữ vững bệnh viện Vĩnh Nhạc. Chuyện này, lão già tôi cũng không biết, Trần Trấn cũng nghi ngờ. Ông ta đã trông chừng bệnh viện nhiều năm rồi, Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa bác sĩ của bệnh viện đều được chọn lựa một cách nghiêm ngặt, đơn thuốc pha chế sẽ không có vấn đề gì, sao có thể chết người được chứ? Đường Sở Sở kéo tay Giang Thần, bây giờ phải làm sao đây? Giang Thần hơi bất lực, an ủi nói, không cần gấp, bây giờ đóng cửa không thể giải quyết vấn đề, còn thể hiện rằng chúng ta đang trột dạ, cứ mở cửa ra trước, có vấn đề gì thì trực tiếp trao đổi với nhau. Trao đổi, trao đổi thế nào? Đường lỗi mắng, Giang thần, cậu chê chuyện chưa đủ lớn phải không? Là do cậu chưa nhìn thấy người ở bên ngoài hung dữ thế nào thôi, nếu mở cửa ra, bọn họ xông vào, còn không đánh chết chúng ta. Đúng vậy đấy, tuyệt đối không thể mở cửa. Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, đây là sự cố trong điều trị, theo tôi thấy, chúng ta vẫn là đền chút tiền để dàn xếp ổn thỏa đi, lỡ như làm hỏng danh tiếng của bệnh viện Vĩnh Nhạc, sau này ai dám đến nữa? Mọi người lần lượt mở miệng nói. Giang Thần nhìn Đường Sở Sở, hỏi, "Sở Sở, bây giờ em là chủ tịch của Đường thị, là người phụ trách của Đường thị, em cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào?" Đường Sở Sở nghĩ nghĩ, nói, "Tôi cảm thấy lời nói của Giang Thần rất có lý, cứ đóng cửa mãi như vậy cũng không phải cách, chỉ còn cách mở cửa ra trực tiếp làm rõ sự việc, nếu thật sự là do bác sĩ của chúng ta sơ suất, vậy chúng ta sẽ tiếp nhận hình phạt của các bộ phận liên quan, phải đền tiền thì đền tiền." phải đóng cửa chỉnh đốn thì đóng cửa chỉnh đốn. Sở Sở, con ngốc à, người có mắt đều nhìn thấy là có người cố ý nhằm vào bệnh viện Vĩnh Nhạc chúng ta. Phải đấy, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, làm sao có thể có nhiều người tìm đến tận cửa cùng lúc như vậy được. Sở Sở, không thể mở cửa, mở cửa rồi chúng ta đều sẽ bị đánh đấy. Người nhà họ Đường đều không đồng ý mở cửa. Ngược lại, Giang Thần thì tán thành với Sở Sở ít nhất thì nhà họ đường cũng còn một người hiểu lý lẽ nếu không thì nhà họ đường tiêu chắc rồi anh nhìn về phía đường sở sở nói mở cửa đi có anh ở đây anh sẽ giúp em ừm đường sở sở hít sâu một hơi sau đó đi về phía cổng thấy vậy người nhà họ đường đều lần lượt lùi về sau người bên ngoài hung dữ thế nào bọn họ đều đã nhìn thấy lúc nãy trước khi đóng cửa bệnh viện rất nhiều người nhà họ đường đều bị đánh nếu như sau khi mở cửa bảo vệ không cản lại đám người bên ngoài xông vào vậy thì lớn chuyện rồi trăm người bên ngoài đều rất hung dữ hơn nữa còn càng ngày càng nhiều người có không ít người băng bó toàn thân gương mặt sưng đỏ trực tiếp ngồi xuống trước cổng bệnh viện vĩnh nhạc lớn tiếng kêu than vào lúc này cổng bệnh viện vĩnh nhạc mở ra một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đi ra đền tiền vĩnh nhạc rác rưởi đây chính là chủ tịch mới nhậm chức của nhà họ đường, đường sở sở. Đường sở sở, tôi muốn cô phải đền mạng. Đường sở sở vừa mở cửa đi ra, người bên ngoài đã mất kiểm soát, chen lấn nhau xông vào. Làm gì vậy? Giang thần đi đến, hét lên một tiếng. Tiếng hét vang lên như sấm vang, những người đang nháo nhào ở trước cổng đều bị chấn động. Giang thần đi đến, xuất hiện trước người đường sở sở, trách mắng có gì thì từng người nói chương 115, thật sự có vấn đề. Cảnh tượng ồn ào lập tức im lặng 3 giây. Mấy giây sau, một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tang, hơn 30 tuổi đi ra, trong tay anh ta cầm một cây gật sắt, chỉ vào giang thần, vẻ mặt vô cùng hung ác. Anh ta hung dữ nói, mày là ai, mày có tư cách nói chuyện ở đây sao? Nước bọt anh ta văng tung tóe, hùng hùng hổ hổ. Đường sở sở bị dọa, sợ mình bị đánh, trốn sau lưng giang thần. Đúng vậy đấy, không có gì để nói cả, đền tiền đi. Không đền tiền thì tao đập, đập cả bệnh viện Vĩnh Nhạc. Lang băm gì đâu không, không có bản lĩnh thì đừng mở bệnh viện trên phố y, cút ra khỏi phố y đi. Không ít người cũng lớn tiếng mắng theo. Người của nhà họ Đường không ai dám ra mặt, bởi vì người bên ngoài quá hung dữ, nếu ra mặt, lỡ tình hình mất kiểm soát thì sẽ rất phiền phức. Được rồi, đừng nói lời vô nghĩa, từng người một nói. Giang thần hét lớn với vẻ mặt không kiên nhẫn, nếu không phải vì đây là bệnh viện của nhà họ đường, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Người đàn ông cầm gậy sắt kia chỉ vào đường sở sở ở sau lưng giang thần, mắng to, đường sở sở, cô ra đây cho tôi, cô là chủ tịch của nhà họ đường, bố tôi uống thuốc của bệnh viện nhà họ đường các người, sau khi trở về chẳng mấy ngày thì chết rồi, hôm nay nếu cô không cho tôi một câu trả lời hài lòng, ông đây sẽ đập nát bệnh viện nhà họ đường. Đập nát, đập nát ở sau lưng anh ta không ít người hét lớn theo còn dơ công cụ trong tay xông lên thế nhưng đã bị bảo vệ cản lại tôi chỉ bị cảm nhẹ đến bệnh viện vĩnh nhạc nhà họ đường bốc chút thuốc đông y sau khi trở về thì cả người dị ứng cả người sưng đỏ tôi cũng vậy tôi bị đau đầu bốc thuốc trở về bây giờ đến tóc cũng sắp dụng hết rồi mạnh mẽ yêu cầu các bộ phận liên quan kiểm tra và niêm phong triệt để vĩnh nhạc không ít người cũng hét lên theo phóng viên đã đến từ sớm đang phát trực tiếp cảnh tượng này đường sở sở cũng hơi lo lắng đứng sau lưng giang thần nhỏ giọng hỏi thần bây bây giờ phải giải quyết thế nào đây giang thần cũng nhíu mày chuyện này thật sự là do thuốc của nhà họ đường có vấn đề hay là do có người cố ý gây sự cả hai đều có khả năng xảy ra nếu thật sự là do thuốc của nhà họ đường có vấn đề thì cũng rất có thể xuất hiện những vấn đề như thế này hoặc cũng có thể là do có người cố ý gây sự. Được rồi, từng người một nói. Giang thần cố gắng làm dịu cảm xúc của mọi người, sau đó đi xuống bậc thang, đến trước mặt băng ca, nhìn người già đã mất đi sinh mạng đang nằm trên đó. Anh làm gì thế? Người đàn ông vạm vỡ cầm vũ khí chỉ vào giang thần, đột một muốn đánh anh, đừng chạm vào bố tôi. Giang thần nhìn qua một cái. Đôi mắt của anh sắc như đại bàng, anh vừa nhìn qua một cái, người đàn ông vạm vỡ bỗng chốc sợ hãi, hơi lùi lại mấy bước. Nhưng có thua cũng không thể mất đi khí thế, anh ta hét lên, ông ấy đã chết rồi, các người còn muốn làm gì? Giang thần đưa tay, đưa giấy khám bác sĩ cho tôi. Nghe vậy, một người phụ nữ trung niên lấy ra một sấp giấy, ném cho Giang thần, hung dữ mắng, đây là giấy khám bệnh trong cả năm nay, bố tôi đã bốc thuốc ở bệnh viện của các người. Giang thần nhặt lên, cầm trong tay, nghiêm túc xem. Trong bệnh viện Vĩnh Nhạc, không ít người nhà họ Đường đều đang quan sát tình hình bên ngoài. Bọn họ đều mong chờ Giang Thần có thể giải quyết vấn đề. Đường Mộng Oánh kéo Đường Lỗi qua một bên, nhỏ giọng nói: "Anh, sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Đường Lỗi nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, chúng ta làm không một kẽ hở, người ngoài chắc chắn sẽ không nhìn ra." Địa vị trong nhà của Đường Sở Sở ngày càng cao, chuyện này rất bất lợi với chúng ta, không đè nó xuống tương lai chắc chắn nó sẽ leo lên đầu chúng ta mà ngồi người ngoài không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người giang thần xem kỹ những tờ giấy chẩn đoán bệnh này đây thuốc cũng đã đem đến rồi còn một phần chưa uống đang chuẩn bị đem đến cục quản lý dược phẩm để kiểm tra một người ném một phần thuốc đông y qua giang thần mở ra tùy ý nhìn xem anh cầm một ít thuốc đặt trước mũi khẽ ngửi thậm chí là bỏ một ít thuốc vào trong miệng nhai sau đó anh đứng dậy nói, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? 10 triệu, người đàn ông vạm vỡ kia biết nhà họ đường giàu có, nên muốn đòi một khoảng lớn, vừa mở miệng đã đòi 10 triệu, còn hung dữ nói, nếu hôm nay không đưa 10 triệu, chuyện này không xong đâu, tao nói mày nghe, không đưa 10 triệu thì tao sẽ quậy đến cùng, không khiến nhà họ đường lật ngửa thì tao sẽ không thôi. Giang thần đứng dậy. Quay người nhìn đường sở sở, em là chủ tịch, hãy dặn dò tài vụ đưa tiền. Giang thần, Chuyện này, đường sở sở hơi ngây ra. Cô tưởng rằng anh sẽ giải quyết vấn đề, thế nhưng sau khi anh tỏ vẻ xem xét một lúc thì lại bảo nhà họ đường đền tiền. Trong nhà truyền đền tiếng mắng, giang thần, mày làm cái gì vậy? 10 triệu đấy, sao có thể, tao nghi ngờ mày thông đồng với những người này lừa tiền của nhà họ đường. Người mở miệng mắng là Hả Diễm Mai. Giang thần nói nhỏ bên tai đường sở sở, đúng là thuốc có vấn đề. Vậy, Vậy làm sao anh chắc chắn là thuốc được bốc ở Vĩnh Nhạc, lỡ như có người cố tình vu oan thì sao? Đường Sở Sở liếc Giang Thần một cái, bây giờ chuyện vẫn chưa làm rõ thì đã đền tiền, như vậy không phải là thừa nhận bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường có vấn đề sao? Nghe lời anh, người chết là lớn nhất, cứ đền tiền trước, trấn an người nhà đã, còn lại sẽ dễ giải quyết, dù có thế nào thì cứ tiếp tục gây chuyện cũng sẽ không tốt cho nhà họ Đường, nếu sau chuyện này có thể chứng minh thuốc không liên quan đến Vĩnh Nhạc Vậy thì ngược lại sẽ trở thành tuyên truyền cho Vĩnh Nhạc, đây là hiệu quả quảng cáo mà có dùng hàng triệu cũng không thể có, còn nếu như thuốc thật sự có vấn đề, bây giờ đền tiền thì sẽ giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Đường Sở Sở nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang Thần nói rất có lý. Cô đột nhiên đứng dậy, gật đầu nói, "Được, 10 triệu đúng không, tôi đồng ý." Cả nhà người đàn ông vạm vỡ cũng không ngờ nhà họ Đường lại dễ nói chuyện như vậy. Những sự cố trị liệu trước đây Bệnh viện đều nghĩ cách chối bỏ trách nhiệm, cuối cùng cho dù có đền tiền thì cũng phải kiện cáo, kéo dài 3 đến 5 năm. Lúc này, bọn họ cảm thấy 10 triệu còn ít quá. Cả nhà tụ lại bàn bạc với nhau. Ông xã, có phải là ít quá không? Bố, đúng đấy, con nghe nói gần đây nhà họ Đường hợp tác với không ít công ty lớn, đang mở rộng kinh doanh đấy. Nhân cơ hội này thì đòi nhiều một chút. Rất nhanh, người một nhà bọn họ đã bàn bạc xong. Người đàn ông vạm vỡ đứng ra lần nữa, hung hãn kêu lên, 10 triệu ít quá, hôm nay không đưa 50 triệu, chuyện này không xong đâu. Ôi, người bố tội nghiệp của con, bố chết thật là thảm quá. Ông nội, ông chết thảm quá đi. Cả nhà khóc lóc trước cửa bệnh viện vĩnh nhạc nhà họ đường. Thân, làm sao đây? Đường sở sở cũng hơi lo lắng, không ngờ những người này lại nhân cơ hội mà lên giá. Cô đã đồng ý đưa 10 triệu để dàn xếp chuyện này rồi, Bây giờ bọn họ lại mở miệng đòi 50 triệu. Gần đây nhà họ Đường đã lãng phí không ít tiền, cộng thêm cô đang mở rộng kinh doanh, cũng đầu tư vào số tiền không nhỏ. Bây giờ trong tài khoản của công ty cũng chỉ còn 20 triệu vốn lưu động mà thôi. Làm gì lấy ra được 50 triệu? Giang Thần nhìn cả nhà đó, lạnh giọng nói, đừng có quá đáng, ông già này vốn dĩ đã mắc bệnh nan y, vẫn luôn uống thuốc của Vĩnh Nhạc đã duy trì tính mạng, ông ta chết là do uống thuốc của chúng tôi hay do bệnh phát tác vẫn chưa xác định được, nếu các người đã muốn 50 triệu, vậy thì làm theo trình tự chính quy đi, mời pháp y xét nghiệm tử thi đi." Giang thần vừa nói xong, cả nhà người đàn ông vạm vỡ lập tức ngẩn ra. "Làm theo trình tự chính quy? Bố anh ta đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh này chỉ không được vẫn luôn uống thuốc để kéo dài mạng sống. Nếu như xét nghiệm ra được là tự mình chết, vậy thì một đồng cũng sẽ không có được." Nghe thấy vậy, không ít người qua đường chỉ chỉ trò trò. Nói rất có lý, ông ta vốn dĩ là có bệnh, chưa chắc đã chết vì uống thuốc của Vĩnh Nhạc. Vậy thì cũng chưa chắc, các người không nhìn thấy nhiều người đều xảy ra chuyện sao. Nếu chỉ có một mình ông già này, có lẽ chỉ là sự cố, nhưng nhiều người như vậy, vậy thì không phải sự cố rồi. Không ít người đang bàn tán. Còn cả nhà người đàn ông vạm vỡ cũng đang bàn bạc. Bọn họ cảm thấy, nếu làm theo trình tự chính quy thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể lấy được tiền. Sau khi bàn bạc, họ vẫn là cảm thấy lấy 10 triệu đi thì hơn. Được, chúng tôi đồng ý, 10 triệu, nhất định phải lập tức đưa tiền. Giang thần nhìn đường sở sở một cái, nói em đi sắp xếp đi. Vậy tôi thì sao, tôi uống thuốc của nhà các người, tóc cũng sắp dụng hết rồi. Anh nhìn tôi này, mặt cũng sưng rồi. Tôi uống thuốc xong bị tiêu chảy mấy ngày, dẫn đến chứng mất nước rồi. Tôi không cần nhiều như vậy, đền tôi 300 hay 500 ngàn là được rồi. Không ít người đều nhao nhao lên, muốn bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường đền tiền. Đường Sở Sở dẫn người đi chuyển khoản rồi, Giang Thần nhìn người nhà họ Đường ở bên trong bệnh viện Vĩnh Nhạc một cái, dặn dò, dọn cho tôi một cái bàn ra đây. Rất nhanh, Đường Tùng và Ngô Mẫn khiêng một cái bàn ra và cả một cái ghế. Giang Thần ngồi xuống ghế, nhìn đám người đang hung hãn trước bệnh viện, trách móc, ồn cái gì mà ồn, có vấn đề gì thì để tôi xem rồi nói, xếp hàng vào, từng người một đến đây, nếu là do vĩnh nhạc nhà họ đường sơ sót, chúng tôi nhất định sẽ không ăn quyệt, nếu như cố tình đến gây chuyện, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Audio điện tử võ tấn bền chương 116, tự biên tự diễn Giọng nói của Giang Thần càng lúc càng lớn, Tiếng hét này khiến cho đám đông đang đứng ngồi không yên ở lối vào của bệnh viện Vĩnh Nhạc bị sốc. Những người đang tranh cãi lập tức ngậm miệng lại. Giang thần chỉ vào người đàn ông cả khuôn mặt bị sưng đỏ, anh, lại đây ngồi xuống, tôi bắt mạch cho anh. Người đàn ông đó đột nhiên đi tới, ngồi xuống trước mặt giang thần rồi chửi bới dữ dội, hôm nay dù thế nào anh cũng phải bồi thường. Anh có biết tôi làm gì không? Tôi là quản lý của một công ty lớn, tiền lương một tháng năm vạn. Anh khiến tôi chậm chế công việc, hại tôi bị đuổi việc mất mấy trăm vạn, việc này còn chưa xong đâu. Giang thần liếc nhìn anh ta một cái. Ánh mắt anh ta trở nên kinh hãi, sự tự tin của người đàn ông đột nhiên biến mất. Nhưng anh ta vẫn nhỏ giọng nói, này, đền cho tôi mấy vạn cũng được. Đưa tay ra. Người đàn ông đưa tay ra. Giang thần đặt ngón tay lên bắt mạch. Tôi bị dị ứng ra, tôi đến bệnh viện Vĩnh Nhạc để lấy thuốc đông y, Vĩnh Nhạc hại tôi ra nông nổi này giang thần vỗ bàn một cái tức giận nói anh ăn cái gì trong lòng không rõ sao còn muốn đổ lỗi cho vĩnh nhạc à đúng vậy tôi hơi dị ứng nhưng sau khi uống thuốc của các người tôi mới biến thành như thế này lúc đầu cũng không nghiêm trọng như vậy anh xem đi mặt tôi giống như bị ong độc đốt vậy tôi kê cho anh một toa thuốc anh về sắc uống nếu ngày mai vẫn còn sưng đỏ thì đến tái khám giang thần cầm giấy bút bên cạnh viết vội một toa thuốc ném cho người đàn ông trước mặt, anh nói, nếu không tin Vĩnh Nhạc thì anh hãy cầm theo toa thuốc đi nơi khác bốc thuốc, người tiếp theo. Người đàn ông kia nhìn toa thuốc, ngây người. Anh ta đến đây để đòi tiền bồi thường, vậy mà bây giờ lại đưa cho anh ta một toa thuốc. Giang Thần trách mắng, anh còn thất thần ra đó làm gì, còn không mau đi ra khỏi đây, anh đang làm tôi chậm trễ khám cho những người khác đó. Được, vậy tôi đi lấy thuốc. Nếu ngày mai vẫn còn sưng đỏ thì anh cứ chờ bị kiện đi." Người đàn ông để lại một câu thô bạo, rồi xoay người bỏ đi. Anh ta vừa mới đi, một người khác đã hung hăng bước tới, ngồi xuống. "Tôi mua thuốc của Vĩnh Nhạc, sau khi uống thì..." Anh không cần nhiều lời, "để tôi xem." Giang Thần mở to mắt nhìn anh ta rồi quát lớn, đưa tay ra. Người đàn ông bị hét vào mặt, tự giác đưa tay ra. Giang Thần bắt mạch cho anh ta. Hơn 10 giây sau, anh mới lạnh lùng nói, anh bị tiêu chảy, dạ dày không tốt, chỉ là tiêu chảy bình thường thôi, làm sao có thể đổ lỗi nói sau khi uống thuốc của chúng tôi thì tiêu chảy được. Quên đi, tôi cũng không so đo với anh, bây giờ tôi kê toa thuốc miễn phí cho anh, anh đi chỗ khác bốc thuốc, điều trị một liệu trình, nếu không khỏe thì quay lại đây tìm tôi. Người đàn ông này cũng ngơ ngẩn cả người. Chuyện này, anh ta còn chưa nói mình bị bệnh gì hay uống thuốc gì thì gian thần đã bắt mạch xong cho anh ta chỉ trong vòng 10 giây đã chẩn đoán được bệnh của anh ta. Thật sự, thật sự thần kỳ như vậy sao? Người đàn ông khó hiểu nhìn Giang Thần. Giang Thần viết nhanh toa thuốc, sau đó ném cho anh ta, cầm lấy rồi đi ra ngoài, người tiếp theo. Người đàn ông ngây người. Còn không đợi anh ta kịp phản ứng thì một người trông có vẻ khỏe mạnh đi tới ngồi trước mặt Giang Thần, tự giác đưa tay ra. Giang Thần bắt mạch cho anh ta. Đột nhiên, Giang Thần đứng dậy đá anh ta. Anh đến gây sự à? Trong một tuần qua anh còn không uống thuốc, thân thể cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu còn đến gây sự, tôi giết chết anh. Người đàn ông bị đá lăn đi vài mét. Thật ra anh ta là một phóng viên. Bây giờ bên ngoài Vĩnh Nhạc tập trung không ít phóng viên. Những phóng viên này cũng không phải đến phỏng vấn Giang Thần, mà chỉ muốn anh bắt mạch chẩn đoán bệnh tình, trong lòng bọn họ cũng có chút nghi ngờ nên đã cử người đến tận nơi để điều tra. Không ngờ giang thần lại thật sự chẩn đoán được bệnh ngay cả việc anh ta không uống thuốc anh cũng biết mà cảnh tượng này gây ra không ít tiếng cười người này là ai vậy nhìn có chút kiêu ngạo tôi biết anh ta anh ta là giang thần con rể của nhà họ đường chồng của đường sở sở đường sở sở đó anh biết không trước đây cô ấy là người phụ nữ xấu xí nhất ở thành phố giang trung nghe nói chính giang thần đã chữa khỏi cho cô ấy cô ấy mới trở thành người đẹp số một giang trung đó chết tiệt có chuyện thần kỳ như vậy sao? Hình như là thật đó. Vậy thì đây thật sự là thần y rồi, còn đỉnh hơn các thần y khác nữa. Không ít người vây quanh xem náo nhiệt, mọi người đều phấn khích bàn tán về điều này. Đặc biệt là sau khi tin tức Giang thần chữa khỏi cho Đường Sở Sở đã làm tất cả mọi người đều chấn động. Giang thần tiếp tục xử lý những người đến gây sự. Một bà lão ngoài 50 tuổi đi tới, trên đầu đội mũ, vừa ngồi xuống bà ta đã lập tức cởi mũ xuống. Với vẻ mặt dữ tợn, bà ta mở miệng khiến nước bọt văng tung tóe. bà ta hét lên, cậu xem đi, tôi bị đau đầu, sau khi uống thuốc của vĩnh nhạc các người, làm tóc tôi rụng gần hết. Im miệng đi, Giang thần hét lên, để trị những người như này, giọng nói phải lớn hơn họ. Quả thật, với tiếng hét này đã làm cho người đàn bà tranh chua kia yên lặng lại. Đưa tay ra, bà ta đưa tay ra, Giang thần bắt mạch cho bà ta. Sau đó anh nói, bệnh của bà chỉ là bệnh cũ thôi, đau đầu hơn 10 năm lại còn mất ngủ, đặc biệt gần đây đau đầu và mất ngủ dữ dội hơn, vì thế nên dẫn đến việc bị rụng tóc, không liên quan gì đến vĩnh nhạc chúng tôi. Giờ tôi kê cho bà một toa thuốc miễn phí, bà đi bốc thuốc đi. Tôi đảm bảo sau vài liệu trình điều trị sẽ cải thiện tình trạng đau đầu, mất ngủ của bà. Nếu không khỏi bà có thể quay lại và kiện vĩnh nhạc một lần nữa được không? Thần kỳ, thật là thần kỳ. Bà cụ kêu lên, bà ta quay qua đối mặt với rất nhiều người bên ngoài, thậm chí cả máy ảnh, phấn khích thốt lên, "Đây, đây mới là thần y thật sự." Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người tỏ ra nghi ngờ. "Cha, đây chắc không phải là một màn do Vĩnh Nhạc tự biên tự diễn đó chứ?" "Tôi thấy cũng giống đó, những người này chắc là diễn viên do Vĩnh Nhạc thuê." Thần y Phương cũng không thần kỳ như vậy, thằng nhóc này sao có thể như vậy được chứ? "Đúng vậy, bây giờ đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp" Đây là một hiệu ứng quảng cáo mà không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí mà vẫn đạt được hiệu quả. Có không ít người nghi ngờ về sự việc hôm nay. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là vở kịch do chính Vĩnh Nhạc tự biên tự diễn. Bởi vì gần đây Vĩnh Nhạc thay đổi chủ tịch, không ngừng mở rộng việc kinh doanh, nên tất cả mọi người đều đoán rằng Vĩnh Nhạc muốn nhân cơ hội này để tạo ra cơ hội nổi tiếng. Hội trường Vĩnh Nhạc. Rất nhiều người họ Đường đang tập trung tại đây. Tình hình bên ngoài dần dần ổn định nhà họ đường mới dám ra mặt, ánh mắt bọn họ vẫn ở trên người giang thần đang nghiêm túc viết toa thuốc kia. Đường lỗi thấp giọng thì thầm, này, giang thần thật sự là thần y sao? Chính là như vậy, Hà Diễm Mai nói với vẻ mặt đắc ý, nhìn xem ai là người chỉ vết sẹo 10 năm trên mặt sở sở, chính là giang thần, chỉ hai lần là đã chữa khỏi, vậy không phải thần y thì là cái gì? Đường Tùng cũng ưỡn thẳng lưng cậu ta, cũng không nhìn xem đó là anh rể của ai. Y thuật của anh rể tôi, không phải tôi nói quá, mà ngay cả thần y phương cũng không sánh được. Giang thần đã giải quyết được rắc rối. Hà Diễm Mai, Đường Tùng và những người khác đều lộ ra vẻ đắc ý, giống như chính họ mới là người giải quyết rắc rối. Người kế tiếp. Đại ca, anh làm ơn đừng đùa với tôi, anh tự sướng, nhiều quá nên cơ thể suy yếu, mất xỉu mấy lần, cả người không có chút sức lực, lại đi lung tung bên ngoài, nên mới bị bệnh và nổi mụn trên người chuyện này không liên quan gì đến vĩnh nhạc chúng tôi tôi sẽ kê cho anh một toa thuốc miễn phí anh chàng béo nghe thấy những lời giang thần nói anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ giống như trước khi phát bệnh quả thật anh ta có đi tìm gái bốn phía xung quanh truyền đến những trận cười sau khi giang thần viết xong toa thuốc anh nói người tiếp theo một chàng trai khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đi tới anh ta ngồi xuống trước mặt giang thần tự giác đưa tay ra để giang thần bắt mạch Giang thần đưa tay ra bắt mạch, mấy giây sau anh mới mở miệng nói, anh trai, anh toàn thân đều nổi mụn đỏ, đây là do mấy ngày trước ăn lẩu không đảm bảo vệ sinh. Cái này cũng đổ lỗi lên đầu vĩnh nhạc chúng tôi nữa sao? Không thể nào, làm sao anh biết mấy ngày trước tôi ăn lẩu? Anh đoán đi, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng hãy chú ý ăn uống hợp vệ sinh, các vết mụn đỏ và xương tấy trên cơ thể anh sẽ biến mất trong vòng vài ngày thôi. Giang thần tiếp tục gặp những kẻ gây rối. Triệu chứng của những người này về cơ bản giống nhau, đều sưng đỏ và có phản ứng dị ứng. Điều này đều là do thuốc kém chất lượng. Tuy nhiên, Giang Thần đã trốn tránh sạch sẽ trách nhiệm, những người này đều tâm phục khẩu phục, tất cả đều tự giác không gây rắc rối nữa. Chương 117, hóa ra chỉ là quảng cáo làm màu. Tốc độ của đường sở sở rất nhanh. Số tiền nhanh chóng được đưa ra, gia đình của người quá cố đã hài lòng khi mang người ra khỏi Vĩnh Nhạc tốc độ của Giang Thần cũng không chậm. Dựa vào kỹ năng y học có một không hai trong thiên hạ và miệng lưỡi khôn khéo của mình. Anh đã thuyết phục được những kẻ đến gây rối. Được rồi, không có việc gì nữa thì giải tán đi. Giang Thần đứng lên chào hỏi đám người đang xem náo nhiệt xung quanh. Bệnh viện Vĩnh Nhạc cũng là một trung tâm y tế tương đối lớn ở phố Y, nơi đây xảy ra chuyện không may đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, rất nhiều thầy thuốc đông y ở nơi này cũng đến xem náo nhiệt. Tuy nhiên, Người qua đường lại càng nhiều hơn. Chờ đã. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. "Hả?" Khi Giang Thần nghe thấy giọng nói, anh quay đầu lại nhìn thì thấy một vị thầy thuốc Đông y tuổi ngoài 50, mặc áo khoác ngoài màu trắng đang đi tới. Giang Thần nhíu mày nói, "Có chuyện gì?" Vị thầy thuốc già bước tới, ông ta nhìn Giang Thần mắng, "Đây là phố y. Nhiều hiệu thuốc dựa vào khả năng thực sự của mình để nổi tiếng thay vì quảng cáo hoa mỹ, màu mè." Lần này bệnh viện Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường cũng quá đáng rồi, hơn nữa còn dùng thủ đoạn quảng cáo lố lăng, nếu ai cũng làm theo chẳng phải sẽ rất lộn xộn sao? Hả? Giang Thần liếc mắt nhìn vị thầy thuốc Đông y kia, ý ông là bệnh viện Vĩnh Nhạc của chúng tôi phô trương sao? Như thế nào, chẳng lẽ không phải sao? Vị thầy thuốc già lớn tiếng mắng, chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao? Nhiều người đến gây sự như vậy, đây là kế hoạch tỉ mỉ của cậu. Trước tiên làm cho danh tiếng của Vĩnh Nhạc xấu đi, sau đó ra mặt giải quyết, lấy lại danh tiếng. Làm người ta nghĩ rằng y thuật của cậu rất tốt, tôi khinh. Vị thầy thuốc già phun ra một ngụm nước miếng. Đông y phải nhìn, nghe, hỏi, sờ, cậu Diễn cũng giỏi thật đấy, chỉ cần bắt mạch là có thể biết họ đã ăn gì vài ngày trước, cậu nghĩ tất cả mọi người đều một kẻ ngốc hay sao? Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hóa ra là Vĩnh Nhạc thật sự đang làm màu tôi đã nói rồi trên thế giới này làm sao có thể có được một thần y thần kỳ như vậy cho dù là thần y phương cũng không thần kỳ cỡ đó hóa ra là làm màu thật là vô liêm sỉ để có được danh tiếng mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy không ít người qua đường đã chỉ trích bệnh viện vĩnh nhạc không đáng một đồng nói bậy bạ gì đó hà diễm mai không thể nghe được nữa bà ta đứng lên đối mặt với mọi người quát lớn con rể của tôi thật sự có năng lực vừa nói bà ta vừa kéo đường sở sở sang một bên đây là con gái của tôi con gái tôi từng là người phụ nữ xấu xí nhất giang trung chính con rể tôi đã chữa khỏi cho con bé da rẻ mịn màng bóng loáng thế này người ngoài có khả năng này sao chúng tôi có cần phải phô trương không mọi người nghe xong đều cảm thấy lời này rất có lý tất cả mọi người đều biết dáng vẻ đường sở sở trước đây là như thế nào bây giờ như thế nào mọi người cũng thấy điều này đã thay đổi quá nhiều ngay cả thần y phương cũng không thể loại bỏ vết sẹo trên người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy giang thần đứng lên cười nói vẫn là vị thầy thuốc đây có mắt nhìn đúng vậy quả thật chúng tôi muốn quảng cáo muốn làm cho vĩnh nhạc nổi tiếng nhưng không ngờ lại bị nhìn thấu thì ra ông mới là thần y thật sự thất lễ rồi tôi đây xin bội phục giang thần con nói cái gì vậy hà diễm may mắn đường hải cũng đứng lên lớn tiếng nói chúng tôi không có nói sai sự thật. Giang thần mở to mắt liếc những người này, anh nói nhỏ, không quảng cáo là thừa nhận thuốc có vấn đề sao. Nghe vậy Hà Diễm Mai lập tức ngậm miệng lại. Đường Hải cũng không nói gì. Ha ha, mọi người, trong dịp Tết Trung Thu này đã để mọi người chê cười rồi. Vị thần y kia góp ý rất đúng, phương pháp của chúng tôi không được quang minh chính đại cho lắm. Tiếp theo, Bệnh viện Vĩnh Nhạc sẽ tạm đóng cửa để chấn chỉnh xin giới truyền thông chứng kiến trong tương lai chúng tôi nhất định sẽ cạnh tranh một cách quang minh chính đại được rồi cũng không còn gì nữa mọi người giải tán đi giang thần mỉm cười chào mọi người sau đó anh kéo đường sở sở và những người khác vào bệnh viện vĩnh nhạc hóa ra là quảng cáo tôi còn tưởng vĩnh nhạc hại chết người còn tưởng rằng thuốc của vĩnh nhạc có vấn đề tôi còn tưởng giang trung có một thần y trẻ tuổi có thể đè bẹp thần y phương xì hóa ra là quảng cáo thủ đoạn của vĩnh nhạc quá tệ mọi người lần lượt rời đi coi thường những gì đã xảy ra ở bệnh viện vĩnh nhạc bệnh viện vĩnh nhạc phòng khách đường hải mắng giang thần cậu làm cái gì vậy đây là cơ hội tốt để tuyên truyền cho vĩnh nhạc nhưng đã bị cậu phá hủy hoàn toàn quảng cáo cái gì chứ đây là quảng cáo sao giang thần ngồi xuống châm một điếu thuốc đường thiên long hỏi giang thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tất cả là do cháu làm sao? Quảng cáo sao? Sắc mặt Giang Thần trầm xuống nói, cháu không có rảnh rỗi như vậy, nhiều người xảy ra chuyện như vậy, đây là quảng cáo sao? Không nói quảng cáo, chẳng lẽ nói thuốc của Vĩnh Nhạc có vấn đề sao? Nếu không thừa nhận đang quảng cáo, giới truyền thông chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, việc này ảnh hưởng thế nào đến Vĩnh Nhạc ông có biết không? Đường Lỗi đứng lên nói, ý của cậu là thuốc của bệnh viện Vĩnh Nhạc có vấn đề? Giang thần gật đầu, cái này tám chín phần là vậy. Đường lỗi lạnh lùng nói, cho dù thuốc có vấn đề thì có thể trách ai được. Sở sở là chủ tịch của Vĩnh Nhạc, mọi chuyện của Vĩnh Nhạc đều do nó quyết định, tôi nghe nói gần đây Vĩnh Nhạc đã thay đổi nhà cung cấp dược liệu. Giang thần nhìn đường sở sở. Đường sở sở gật đầu, đúng là như vậy, công ty cung cấp dược liệu cho Vĩnh Nhạc trước đây là một công ty nhỏ. Với sự hợp tác sâu rộng với thiên quân, Em đã hủy hợp tác với một số công ty trước đó và lấy thuốc của Thiên Quân. Thiên Quân là tập đoàn lớn, thuốc của Thiên Quân chắc chắn không có vấn đề. Đường Mộng Oánh kỳ lạ nói, có vấn đề hay không chỉ có cô mới biết được, cung cấp dược liệu rất có lời, ai biết được cô có âm thầm ăn chặn tiền rồi nhập một lô dược liệu giá rẻ hay không. Đúng vậy, Đường Lỗi nhìn Đường Thiên Long nói lớn, ông nội, ông phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Vĩnh Nhạc trước đây chưa từng xảy ra chuyện, hiện giờ sở sở là chủ tịch chỉ mới mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa nghe nói Đường Tùng đã mua một chiếc xe hạng sang hơn 200 vạn. Còn chưa hết tháng lại không có chia hoa hồng, nhà bọn họ lấy đâu ra tiền để mua một chiếc xe hạng sang như vậy? Đường Mộng Oánh gật đầu nói, mới có mấy ngày đã lấy của công ty mấy trăm vạn, còn mua được xe hơn 200 vạn. Đường Tùng tức giận chửi bới, đừng có đổ oan, tôi mua xe từ lâu rồi. Đây là tiền riêng của gia đình chúng tôi. Hà Diễm Mai cũng bất mãn mắng, Hai người các người đừng có nói nhảm nữa, Sở Sở nhà chúng tôi không có làm những chuyện như vậy." Đường Thiên Long đưa mắt liếc nhìn Đường Sở Sở một cái. "Sở Sở, ngồi ở vị trí này, không thể tránh khỏi sẽ phạm phải sai lầm, nhưng cháu phải toàn tâm toàn ý đối với gia tộc. Nếu cháu dùng loại kém chất lượng như thế này, sẽ hủy hoại danh tiếng của Vĩnh Nhạc và sẽ gây ra rắc rối lớn." "Ông nội, cháu không có." Vẻ mặt Đường Sở Sở đầy oan ức. "Cô là người hết lòng vì gia tộc." vì công việc kinh doanh của gia đình, cô tiếp tục hợp tác với thiên quân và các tập đoàn dược phẩm lớn khác. Cô chưa bao giờ lấy một đồng nào của công ty, sao có thể ăn chặn tiền được. Giỏi cho giang thần cậu, giỏi cho đường sở sở, đường lỗi lại mắng, tôi hiểu rồi, chẳng những nhập dược liệu giá rẻ còn liên kết với người ngoài lừa tiền của gia tộc, hôm nay cấu kết với người ngoài lấy một ngàn vạn. Các người được chia ít nhất 900 vạn phải không? Đường Tùng mắng, nói cái gì đấy? Đường Tùng hét lên, đường lỗi, đừng có ngậm máu phun người. Có chứng cứ gì mà nói chúng tôi cấu kết với người ngoài? Đường Lỗi nhìn Đường Thiên Long nói, "Ông ơi, ông hãy điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Nếu thật sự chuyện này do một nhà sở sở làm, cháu nghĩ nếu ông tiếp tục để sở sở giữ chức chủ tịch, gia tộc nhất định sẽ xảy ra chuyện." Ông nội, cháu không có, cháu thật sự không có làm." Hai mắt Đường Sở Sở mờ mịt, nước mắt lưng tròng. Đường Thiên Long đang hút thuốc lá, Chủ tịch ăn chặn cũng không có gì lạ. Khi Đường Hải làm chủ tịch, cũng ăn không ít, nhưng ông ta vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Miễn là có thể đưa gia tộc phát triển thì âm thầm lấy một chút cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, lần này đường sở sở đã làm hơi quá đáng. Ông ta hơi dừng tay lại nói, mọi chuyện như thế nào còn chưa điều tra rõ. Đường Hải còn đi kiểm tra vấn đề của thuốc, mau chóng cho bố một câu trả lời. Vâng, thưa bố, Đường Hải gật đầu. Đường Thiên Long nhìn đường sở sở. Sở sở, mấy ngày nay ông có thể nhìn thấy thành tích của cháu. Việc cải cách tập đoàn, hợp tác với Thiên Quân và Trường Sinh, mở rộng kinh doanh đều mang lại lợi nhuận cho gia đình. Nhưng chuyện thuốc giả lần này, ông hy vọng cháu không phải là người làm ra chuyện đó, nếu để ông điều tra ra được có liên quan đến cháu, thì... Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy cây gậy, chống gậy rời đi. chương 118, vụ oan giá hỏa đường thiên long tức giận bỏ đi trên mặt đường lỗi lộ ra vẻ mặt đắc thắng một nhà đường sở sở không ở lại bệnh viện mà trở về nhà tức chết tôi rồi về đến nhà đường tùng tức giận chửi bới đây không phải là cố ý vụ oan cho chị sở sở sao chuyện này nhất định do người nhà đường hải làm bọn họ nhìn thấy chị sở sở trở thành chủ tịch khiến bọn họ không thể lấy tiền của công ty được nữa nên muốn kéo chị sở sở xuống giang thần ngồi xuống Thản nhiên nói, mọi người đều có thể nhìn ra. Đường Sở Sở nhìn sang phía Giang Thần hỏi, làm sao anh biết thuốc có vấn đề? Giang Thần nói, anh là bác sĩ, chỉ cần bắt mạch là có thể biết được triệu chứng của những người này, tất cả đều là do uống cùng một loại thuốc gây ra. Vì vậy, đây không phải do người ngoài nhắm vào bệnh viện Vĩnh Nhạc, mà là do mâu thuẫn trong gia tộc, hơn nữa họ cũng không dám gây ra chuyện quá lớn, chỉ dám thay một ít thuốc kém chất lượng mà thôi, thuốc này uống vào sẽ không gây chết người chỉ có một số cơ địa mới có thể gây dị ứng. Vậy ông cụ đó xảy ra chuyện gì? Giang thần giải thích, mặc dù uống vào không thể chết người, nhưng nó ít nhiều cũng có ảnh hưởng, vì vậy anh đã chọn trả tiền để giải quyết mọi chuyện. Cũng may là bên ngoài đều nói do chúng ta quảng cáo, gia đình của người quá cố cũng đã rời đi, nếu cứ dây dưa sẽ gây bất lợi cho vĩnh nhạc. Em thực sự không có ăn chặn, em cũng không sử dụng thuốc kém chất lượng đã hết hạn. Ừm, anh tin em, chuyện này cứ để anh điều tra thôi đi anh vẫn không nên tham gia ông nội kêu bác kiểm tra em tin bác có thể trả lại sự trong sạch cho em giang thần cười lạnh trả lại sự trong sạch cho em đường tùng cũng có thể nhìn ra được chính là người nhà bọn họ nhắm vào em em cho rằng đường hải thật sự sẽ điều tra sao đến lúc đó ông ta nhất định sẽ đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu em bắt em chịu trách nhiệm vậy bây giờ em phải làm sao đường sở sở cũng bắt đầu lo lắng Chị à, chị là chủ tịch, chị có thể tự mình điều tra việc này, nếu chị có thể tiếp cận dược liệu thì hãy kiểm tra từng thứ một, vậy là có thể dễ dàng tìm ra được vấn đề. Ừ. Giang Thần gật đầu. Anh không ngờ rằng, Đường Tùng, một thứ rác rưởi vô dụng, vẫn có chút thông minh. Đường Sở Sở suy nghĩ một chút, vậy ngày mai em đi kiểm tra. Giang Thần, lần này phải cảm ơn con, nếu như con không ra mặt, thanh danh của nhà họ Đường đã bị hủy rồi. Hà Diễm Mai cũng rất cảm kích đối với Giang Thần. Bị quá nhiều người gây sự như vậy, nhà họ đường đều cuống cả lên, đành chọn cách đóng cửa né tránh. Đường Thiên Long quyết định gọi điện thoại, ông ta muốn sử dụng mối quan hệ của mình để giải quyết vấn đề này. Chỉ có Giang Thần đầu óc sáng suốt nhất, chọn cách đơn giản nhất để giải quyết. Nếu không, lần này không chỉ một ngàn vạn là có thể giải quyết được vấn đề. Mặc dù bên ngoài đồn rằng bệnh viện Vĩnh Nhạc chỉ đang quảng cáo làm màu, nhưng cũng tốt hơn việc sử dụng thuốc kém chất lượng thuốc quá hạn giang thần cười nhạt anh nắm lấy tay đường sở sở an ủi yên tâm đi không có chuyện gì đâu muốn hoàn thành việc lớn nào có chuyện thuận buồm xuôi gió thế nào cũng phải trải qua một số gian nan ừm đường sở sở gật đầu cùng lúc đó biệt thự nhà họ đường đường thiên long đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc đường lỗi đường mộng oánh ngồi một bên đổ thêm dầu vào lửa đẩy hết mọi tội lỗi lên người đường sở sở ông nội, rõ ràng việc này là do đường sở sở làm. Đầu tiên, mua dược liệu kém chất lượng với giá rẻ, lấy số tiền còn lại bỏ vào túi riêng. Sau đó kết hợp với người ngoài lừa tiền của gia tộc, vốn dĩ ông già đó không chết vì uống thuốc của chúng ta, bây giờ chúng ta mất oan uổng một ngàn vạn, một ngàn vạn này chắc chắn rơi vào túi đường sở sở. Đúng vậy, ông nội, từ khi đường sở sở lên điều hành, chi tiền vô cùng hoang phí, không ngừng biển thủ tiền của công ty, Hiện giờ trong tài khoản công ty chắc chắn không có bao nhiêu tiền. Một khi xảy ra chuyện gì, nhà họ Đường chúng ta sẽ lâm vào khủng hoảng. Mỗi người một câu, nói tới nói lui cũng chỉ có một ý. Ông nội, cháu cho rằng Đường Sở Sở không thích hợp làm chủ tịch. Cho dù có quan hệ họ hàng, nhưng nếu tùy ý làm bậy thì không phải công ty sẽ không xong rồi sao? Đường Thiên Long cũng hiểu những điều này. Ông ta nhìn Đường Hải nói, "Đường Hải, chuyện dược liệu con nên mau chóng điều tra rõ ràng, nếu thật sự là đường sở sở làm, tuyệt đối không thể tha thứ. Vâng. Đường Hải gật đầu. Đường Lỗi biết âm mưu của bọn họ đã thành công nên nở nụ cười đắc thắng với Đường Uyển Tâm. Đường Thiên Long đứng dậy chống gậy lên lầu nghỉ ngơi. Lầu 1, phòng khách. Đường Hải nhìn Đường Lỗi, chuyện này có liên quan gì đến con sao? Đường Lỗi giật mình, anh ta vội vàng nói, "Bố, bố nói bậy gì vậy?" Chuyện này làm sao có thể liên quan đến con được? Giọng nói của Đường Hải đầy lạnh lùng, đây không phải là chuyện nhỏ. Một khi xảy ra chuyện, sẽ làm cho Vĩnh Nhạc bị thiệt hại nặng nề. Đường Sở Sở không phải tên ngốc, nó sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy. Hôm nay người nhà của người quá cố đến gây sự, Đường Lỗi thật sự hoảng sợ. Bởi vì những gì anh ta làm là không chê vào đâu được, chỉ muốn gây rắc rối cho Đường Sở Sở, mặc dù thuốc có vấn đề nhưng tuyệt đối sẽ không gây chết người. Bố, đường sở sở đè đầu cưới cổ chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nhà họ đường cũng sẽ do nó làm chủ. Đường lỗi lật bài ngửa. Đúng vậy, là do con làm. Con mua chuộc trương nguyên, người phụ trách nhập dược liệu bí mật đổi một ít thuốc, chính là muốn hạ uy phong của đường sở sở, nhưng không ngờ suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Bốp, đường hải đập lên mặt bàn. Đường lỗi vội vàng nói, bố, con làm chuyện này không phải vì bố sao tuy rằng hiện giờ nhà chúng ta đã có 20% cổ phần, nhưng hiện giờ đường sở sở lại dùng toàn bộ lợi nhuận để mở rộng kinh doanh, cho nên chúng ta sẽ không được phân chia tiền bạc gì cả. Trong khi chúng ta có 20% cổ phần lại không được chia tiền, chỉ đuổi đường sở sở đi, chúng ta mới có thể tiếp tục kiếm tiền. Để sau này nhà họ đường cũng sẽ thuộc về bố. Đường Mộng Oánh cũng mở miệng nói, bố, bố mới là con trưởng của nhà họ đường, dù có thế nào cũng không đến lượt đường sở sở làm chủ, Bố xem hôm nay đi, cũng chưa hỏi ý kiến ông nội mà Đường Sở Sở đã tự động lấy tiền đưa cho họ, trong mắt Đường Sở Sở còn có ông nội không, còn có bố không? Nghe vậy, Đường Hải cũng chậm rãi gật đầu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đẩy hết mọi chuyện lên người Đường Sở Sở, bố sẽ tự mình đến tìm Trương Nguyên Thu xếp chuyện này cho thỏa đáng. Đường Hải nhanh chóng đứng dậy đi tới công ty Vĩnh Nhạc. Công ty Vĩnh Nhạc, văn phòng phó tổng một ông cụ khoảng 60 tuổi bước vào, tổng giám đốc Hải, ông tìm tôi hà Đường Hải nhìn Trương Nguyên, đã ngoài 60 tuổi hỏi, ông Trương, ông đã làm việc ở Vĩnh Nhạc hơn 20 năm rồi phải không? Trương Nguyên gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, chớp mắt một cái đã hơn 20 năm. Năm đó khi tôi gia nhập Vĩnh Nhạc, Vĩnh Nhạc vẫn chỉ là một xưởng nhỏ, bây giờ Vĩnh Nhạc đã là một công ty lớn. Đường Hải lấy ra một tấm thẻ đặt trên bàn, đẩy qua phía Trương Nguyên. Tổng Giám Đốc Hải, ông, ông làm gì vậy? Đường Hải nói, ông Trương, ông đã ngoài 60, cũng sắp phải nghỉ hưu, trong thẻ có 100 vạn, đủ để ông an hưởng tuổi già, ngày mai chỉ cần ông một mực chắc chắn chuyện dược liệu là do đường sở sở sắp xếp. Điều này, Trương Nguyên hơi hoảng sợ. Ông yên tâm, không ai biết rằng ông đã hợp tác với đường lỗi đâu, 10 vạn trước đây tôi cũng sẽ không truy cứu, sau khi xong việc, ông cầm 100 vạn, quang minh chính đại về hưu, nếu không mọi người đều sẽ biết việc ông hợp tác với đường lỗi cháo đổi loại thuốc kém chất lượng. Ông cũng không muốn trước khi về hưu còn phải đi gặp quan tòa đúng không, chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu đường sở sở, đến lúc đó tôi sẽ nói nó đe dọa sa thải ông. Trương Nguyên nhìn tấm thẻ ngân hàng trên bàn, trên mặt ông ta hiện lên một tia tham lam. Ông ta đã làm việc chăm chỉ cho Vĩnh Nhạc hơn 20 năm, nhưng ông ta vẫn chỉ nhận được một mức lương ít ỏi, việc kiếm tiền trước khi nghỉ hưu cũng không tồi. Tổng giám đốc Hải, tôi đồng ý với ông. Được. Trên mặt Đường Hải mang theo vẻ hài lòng đắc ý. Chương 119, khó giải bày. Sau khi Đường Hải thu xếp xong mọi việc, ông ta trở về biệt thự nhà họ Đường. "Bố, con đã kiểm tra rồi, bệnh viện Vĩnh Nhạc của chúng ta quả thật có thuốc kém chất lượng và thuốc giả, mà tất cả những chuyện này đều là trò mèo của Đường Sở Sở, nó lấy chuyện đuổi việc ra để gây sức ép với người phụ trách dược liệu tên Trương Nguyên." nhập thuốc giả vào rồi âm thầm đứng sau thu lợi nhuận. Đối mặt với đường Thiên Long, từng lời đường Hải nói ra đều vô cùng thận trọng. Ông ta cũng không muốn phải đi đến bước này. Nhưng, cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ đường làm sao có thể giao vào tay một người phụ nữ như đường sở sở được. Con trai ông ta là đường lỗi muốn gây chút rắc rối cho đường sở sở, ông ta vừa hay cũng muốn tương kế tự kế. Con cũng đã kiểm tra, những người đến gây rối hôm nay đều là người nhà em dâu Hà Diễm Mai, bọn họ thông đồng với nhau từ trước rồi lợi dụng lúc còn nắm quyền lực trong tay lợi nhuận của công ty ăn được bao nhiêu là ăn bấy nhiêu dầm đường thiên long tức giận đập bàn cái đập bàn này cũng khiến tim đường hải muốn nhảy ra ngoài để đường thiên long biết những chuyện này đều do người một nhà bọn họ dở trò với nhau thì sẽ rất phiền phức nhưng bọn họ đã đi đến bước này rồi thì cũng chẳng còn lối thoát bố ngày mai bố tự mình đến công ty hỏi trương nguyên đi Ngày hôm sau, sáng sớm Đường Sở Sở đã đến công ty. Giang Thần muốn hỏi cô về vụ thuốc giả và Trương Nguyên, nhân viên kỳ cựu của công ty phụ trách giao thuốc cho bệnh viện Vĩnh Nhạc. Sáng sớm, cô gọi Trương Nguyên đến văn phòng. "Chủ tịch, cô tìm tôi?" Trương Nguyên bước vào văn phòng, ông ta giữ tư thế khom lưng và thái độ khiêm tốn. "Trương Nguyên, ông luôn chịu trách nhiệm về việc cung cấp thuốc cho bệnh viện Vĩnh Nhạc." ông đi kiểm tra xem có loại thuốc kém chất lượng nào trong bệnh viện không đạt yêu cầu không nghe vậy trương nguyên liếc nhìn chung quanh ông ta bước đến gần đường sở sở thấp giọng hỏi sao vậy chủ tịch lẽ nào chúng ta bị phát hiện rồi sao hả đường sở sở nhíu mày hỏi phát hiện cái gì ai ngờ rằng trương nguyên lập tức quỳ trên mặt đất chủ tịch một năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu những chuyện thế này tôi không muốn làm nữa cô có thể cho tôi nghỉ hưu trong danh dự được không Cô đừng tìm tôi nữa." Ông ta bật khóc nức nở. Nét mặt Đường Sở Sở lộ ra vẻ nghi hoặc. "Cái gì mà nghỉ hưu, cái gì mà đừng tìm ông ta nữa cơ?" "Ông Trương, tôi yêu cầu ông kiểm tra xem có thuốc giả ở bệnh viện Vĩnh Nhạc hay không, nếu có thì thuốc giả đã được nhập vào đó bằng cách nào, ông điều tra rõ ràng cho tôi càng nhanh càng tốt." ầm, um, Đúng lúc này, cửa phòng chủ tịch bị đẩy ra. "Đường Thiên Long, Đường Hải" Đường Kiệt và một số lãnh đạo cấp cao của Vĩnh Nhạc bước vào. "Ông nội, sao ông lại ở đây?" Đường Sở Sở ngay lập tức đứng lên. "Tao không tới đây thì để nhìn Vĩnh Nhạc bị hủy hoại trong tay mày à?" Đường Thiên Long nghiêm mặt nói, "Đường Sở Sở, ăn chặn lợi ích thì cũng nên có chừng mực thôi, sao đến một chút ít chừng mực mày cũng không có vậy? Làm thuốc kém chất lượng, thuốc giả, mày gây ra tội lớn thế nào mày có biết không? Danh tiếng mấy chục năm của Vĩnh Nhạc suýt chút nữa thì lụi bại trong tay mày rồi." đường sờ sờ sững sờ ông nội ý ý ông là cháu làm thuốc giả sao ông chủ chuyện này đều là do chủ tịch ép buộc tôi phải làm trương nguyên lết đến bên chân của đường thiên long nắm lấy gấu quần ông ta khóc lóc nói chủ tịch ép buộc tôi nếu tôi không làm cô ấy sẽ sa thải tôi và tôi sẽ phải nghỉ hưu sớm nếu tôi bị sa thải tôi sẽ không có lương hưu sau này gia đình tôi sẽ sống thế nào đây cái gì Lời nói của Trương Nguyên giống như một tiếng sét giữa trời xanh, thân hình Đường Sở Sở hơi lùi về phía sau, sắc mặt cô tái nhợt. "Ông, ông Trương, ông, ông có ý gì?" Trương Nguyên lấy ra một tấm thẻ, "Chủ tịch, 10 vạn mà cô đưa cho tôi, tôi sẽ trả lại cho cô. Trương Nguyên tôi đã làm việc chăm chỉ cho công ty 20 năm nay, chưa từng làm điều gì trái lương tâm, chuyện này là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Thưa ông chủ, tôi đã làm ra chuyện như thế này, giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại công ty." Ông cũng đừng trách chủ tịch nữa, chủ tịch tuổi còn trẻ lại rất có năng lực nhưng cũng rất dễ lầm đường lạc lối, ông hãy cho cô ấy thêm một cơ hội đi. Trương Nguyên, ông đang nói bậy bạ gì đó? Sắc mặt Đường Sở Sở tái nhợt, cả người cô phát run lên, tức giận chỉ vào Trương Nguyên. Chủ tịch, tôi đã nói với cô rằng nếu cô nhập thuốc giả vào thì sẽ xảy ra chuyện lớn, cô đã nhiều lần hứa rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra, còn lấy chuyện sa thải ra đe dọa tôi, tôi mới phải đồng ý, tôi thật là hồ đồ mà. Lúc này, đường sở sở cũng đã hiểu ra. Trương Nguyên đã vụ oan cho cô. Ông ơi, cháu không có. Đủ rồi. Đường thiên long quát, đường sở sở, chuyện như thế này sẽ không có ngoại lệ. Cháu nhường vị trí chủ tịch cho đường hải đi, về làm phó chủ tịch đã để học hỏi đường hải một thời gian. Đường thiên long xoay người rời đi. Mặc dù đường sở sở đã mắc phải một sai lầm lớn. Nhưng, năng lực của đường sở sở quả thực rất tốt. Hơn nữa, Mối quan hệ cá nhân của đường sở sở cũng không phải bình thường, khó khăn lắm mới mời được cô trở về, đường Thiên Long cũng không trực tiếp loại cô ra khỏi gia tộc mà chỉ dáng trước cô. Đường Hải khẽ lắc đầu thở dài, sở sở, cháu còn nhỏ, đường còn dài, bác hy vọng sau lần này cháu sẽ trưởng thành hơn một chút. Cháu, cháu không làm vậy. Đường sở sở hét lên. Trương Nguyên, ông mau nói cho ông nội biết, tôi không làm, không phải tôi, sao ông lại vụ oan cho tôi. Đường Hải đỡ Trương Nguyên đang quỳ trên mặt đất lên, nói: "Ông Trương, chuyện này cũng không thể trách ông được, chỉ trách ai đó ỷ vào quyền lực trong tay mà làm càn, ông cũng 60 tuổi rồi, nghỉ hưu đi." "Cảm ơn, cảm ơn tổng giám đốc Hải." Trương Nguyên liên tục xin lỗi, sau đó ông ta xoay người rời khỏi văn phòng. "Này, tôi cứ tưởng Đường Sở Sở thực sự tận tâm với công ty, nhưng không ngờ lại làm những việc như vậy chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân." thật may là không có chuyện gì lớn xảy ra nếu không thì vĩnh nhạc tiêu rồi phạm phải tội lớn như vậy có được tha thứ không người như vậy thì đuổi việc luôn cho rồi cho ở lại công ty làm gì không biết ban lãnh đạo cấp cao của vĩnh nhạc đều thở dài than vãn nghe những lời bình luận này đường sở sở chỉ biết khóc trong đau khổ vì sao chứ cô một lòng một dạ với công ty mấy hôm nay còn vì công ty mà bận rộn như thế cơ mà tại sao lại vụ oan cho cô? Cô khóc không thành tiếng, chạy ra khỏi công ty. Nhà họ đường. Giang thần đã thức dậy, anh đang dọn dẹp trong nhà bếp. Tạp dề được anh thắt nút một cách cầu thả cho qua chuyện. Lúc này, anh nghe thấy tiếng khóc vọng lại từ phía phòng khách, anh bất giác bước ra, thấy đường sở sở ở công ty đã về rồi, cô ngồi trên sofa khóc nức nở. Sở sở, con sao thế? Hà Diễm Mai quan tâm hỏi. Đường bác cũng rất lâu không đến công ty rồi, từ khi đường sở sở lên làm chủ tịch, ông ta đã từ chức ở nhà. Ông ta cũng hỏi, con gái, xảy ra chuyện gì vậy? Bố, mẹ, con không có làm, tại sao họ lại vu khống con? Đường sở sở khóc, giang thần đặt trổi xuống, anh bước tới, quan tâm hỏi, sở sở, sao vậy? Đường sở sở kể lại những gì đã xảy ra trong công ty. Con không có, con thực sự không chèn ép Trương Nguyên, con không biết tại sao ông nội lại cứ khăng khăng rằng đó là con, thuốc kém chất lượng không liên quan gì đến con cả. Đường Tùng chửi ầm lên, đề tiện, đúng là lũ đề tiện, em sẽ đến biệt thự lớn tìm ông nội giải quyết. Cậu ta đứng dậy định đi. Làm gì vậy, Giang thần khiển trách, còn chưa đủ lộn xộn hay sao, cậu cứ hấp tấp như vậy, ông nội liệu có tin cậu không? Nhưng mà, chuyện này, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại để cho chị gái tôi phải chịu ấm ức rồi gánh vác trách nhiệm à? Giang Thần châm một điếu thuốc, anh hít một hơi thật sâu nói, hay là mình tách ra khỏi Vĩnh Nhạc đi. Với mạng lưới quan hệ của Sở Sở thì mở công ty riêng sẽ phát triển rất nhanh. Không được. Hà Diễm Mai vặn lại, đó chẳng phải những gì bọn họ muốn à? Tuyệt đối không được nói với giọng điệu thua cuộc như thế. Đường Bắc hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Rõ ràng là người nhà Đường Hải cấu kết với Trương Nguyên để gài Sở Sở, bây giờ Trương Nguyên khẳng định mọi chuyện là do Sở Sở sắp đặt. Chúng ta rõ là oan ức nhưng không thanh minh được. Chương 120, thêm dầu vào lửa. Theo ý của Giang thần, đó là rời khỏi vĩnh nhạc của nhà họ Đường và tự đi trên con đường của mình. Nhưng, Hà Diễm Mai không cho phép làm như vậy. Đây rõ ràng là âm mưu của nhà Đường Hải, từ trước là làm đúng theo ý họ rồi. Bà ta nuốt không trôi được cục tức này. Cả nhà bọn họ đều biết đó là âm mưu của nhà Đường Hải, nhưng không có chứng cứ nên chỉ có thể trơ mắt nhìn giao việc này cho con đi. Giang thần cũng đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đường sở sở. Anh nắm tay cô an ủi, anh sẽ đến gặp Trương Nguyên hỏi cho ra lẽ. Vô dụng thôi, nếu nói chuyện với ông ta mà giải quyết được thì ông ta đã không vụ oan cho em. Đường sở sở vừa lắc đầu vừa khóc. Đừng lo, anh có cách. Giang thần đứng lên, anh xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi nhà họ đường, anh đã trực tiếp gọi điện cho Tiểu Hắc và nhờ anh ta gọi điện cho quỷ kiến sầu để điều tra nơi ở của Trương Nguyên. Bây giờ Tiêu Giao Vương đã kế nhiệm, Tiểu Hắc không có đặc quyền sử dụng mạng lưới tình báo chính thức, chỉ có thể mượn mạng lưới tổ chức tình báo ngầm. Rất nhanh, Tiểu Hắc đã gửi lại từng thông tin chi tiết của Trương Nguyên cho Giang Thần. Giang Thần rất hài lòng. Quỷ kiến sầu tham gia vào một mạng lưới tình báo ngầm nên tốc độ dò tìm thông tin so với tình báo chính thống chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm. Thành phố Giang Trung, ở một tiểu khu nào đó. Trương Nguyên vừa từ công ty về. Vốn dĩ ông ta phải đi làm thêm một năm nữa mới được nghỉ hưu, nhưng giờ ông ta đã được nghỉ hưu sớm, hàng tháng có lương hưu, trước khi nghỉ hưu cũng nhận được 100 vạn. Ông ta đi chợ mua một con gà và một con cá, dự định buổi trưa sẽ ăn một bữa no nê. Ông ta bước đến trước cửa nhà ngâm nga hát, đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì phát hiện ra một người đàn ông đứng ở cửa. Giang thần Trương Nguyên sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Là một nhân viên cũ của bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường, ông ta biết rõ nội tình trong nhà họ Đường, cũng biết Giang Thần là chồng của Đường Sở Sở. Bởi vì Đường Sở Sở từng sắp xếp Giang Thần đến công ty làm ca ngày, mà Giang Thần cũng đã từng đắc tội với rất nhiều người. "Ông Trương, xem ra ông sống rất tốt, nào là gà, nào là cá này." Nét mặt Giang Thần mang theo nét cười đùa giỡn trương nguyên không cần nghĩ cũng biết giang thần tới đây là vì chuyện của đường sở sở nhưng giang thần không nói cũng không đề cập tới anh chỉ cười nói ra dạ rồi bây giờ ông về hưu sớm cũng tốt ông cũng biết tính toán đấy nhỉ nụ cười trên gương mặt giang thần chợt đông cứng mặt anh tối sầm lại anh nắm lấy cổ áo của trương nguyên nhấc ông ta lên khỏi mặt đất trương nguyên hoảng hốt kêu lên cậu giang thần cậu muốn làm gì giang trần lôi ông ta đi đi tới góc cầu thang anh đập vỡ một mảnh thủy tinh cậu cậu gương mặt của trương nguyên hoàn toàn biến sắc khi cơ thể ông ta lơ lửng giữa không trung khi làn gió thổi vào mặt toàn thân ông ta run lên bần bật đúng quần ướt đẫm giang thần đây đây là tầng tám đấy cậu cậu nắm chặt đấy nhé hàm răng trương nguyên run lên cầm cập ông ta nói không nên lời trương nguyên ông to gan thật đấy đến vợ tôi ông cũng dám vu khống Đồ cặn bã, tôi ném ông xuống dưới kia cho ông tan xác ra nhé." Giang Thần giận dữ, anh lớn tiếng quát mắng, nói xong cũng ngay lập tức buông lỏng tay ra. Sắc mặt Trương Nguyên tái nhợt vì sợ hãi, ông ta nắm chặt tay Giang Thần, hét lên, "Không, việc đó không liên quan đến tôi, là cậu chủ Đường Lỗi bảo tôi làm, sau đó, tổng giám đốc Hải đến tìm tôi và đưa cho tôi 100 vạn, yêu cầu tôi phải vụ oan cho chủ tịch, nếu tôi không làm theo thì sẽ bị kiện, thật sự, thật sự không liên quan đến tôi mà." là do tôi bị ép giang thần lôi trương nguyên vào anh ném ông ta xuống đất như một con chó chết ông tự đi đến nhà họ đường mà trình bày rõ mọi chuyện đi nếu không thì nhìn vẻ mặt u ám của giang thần trương nguyên sợ hãi run lên ông ta vội vàng nói tôi tôi đi ngay tôi sẽ đến nhà họ đường ngay tìm ông chủ nói rõ mọi chuyện ông ta lăn xuống cầu thang giang thần cũng lựa chọn quay trở về tại biệt thự lớn của nhà họ đường Trương Nguyên quỳ gối trước mặt đường Thiên Long, nước mắt ông ta rơi lã trã. Ông chủ, Giang thần uy hiếp tôi, cậu ta dọa sẽ ném tôi từ tầng 8 xuống đất, bắt tôi phải tới gặp ông, nói chuyện này không liên quan đến đường sở sở, còn yêu cầu tôi nói chuyện này là do Tổng Giám Đốc Hải hạ lệnh. Dầm, đường Thiên Long vỗ bàn một cái, quát, đồ khốn nạn, đúng là coi trời bằng vung mà. Ông chủ, ông phải bảo vệ tôi, ông không biết Giang thần hung tợn đến thế nào đâu, cậu ta sẽ giết tôi mất. Nó dám sao?" Đường Thiên Long lạnh lùng nói, "Tôi muốn xem nhà đó muốn làm gì, Đường Lỗi." "Ông nội!" Đường Lỗi hưng phấn đứng lên. Đường Thiên Long tức giận hét lên, "Đi, mang cả nhà Đường Sở Sở đến đây." "Vâng ạ." Đường Lỗi với vẻ mặt tự mãn, trong lòng anh ta hừ lạnh một tiếng, "Đường Sở Sở, để tao xem xem lần này mày xoay sở kiểu gì." Biệt thự nhà họ Đường cách nhà Đường Sở Sở không xa, Đường Lỗi cũng không gọi điện thoại mà là tự mình đến nhà họ Đường đòi người. Giang Thần đã quay trở về, nhìn cả nhà ngồi trong phòng với vẻ mặt chán nản, anh cười nói, "Đừng lo lắng, Trương Nguyên đã thừa nhận rồi, bây giờ ông ta đã đến biệt thự của nhà họ Đường nhận lỗi rồi, sớm thôi, ông nội sẽ tự mình đến tận cửa tìm chúng ta." Nghe vậy, Đường Sở Sở liếc mắt nhìn Giang Thần, hỏi anh, "Anh đã làm gì với Trương Nguyên?" Giang Thần cười nhẹ, "Loại người như vậy phải dọa cho một trận." anh suýt chút nữa đã ném ông ta từ tầng 8 xuống, lời nào dọa được anh cũng nói hết rồi, còn yêu cầu ông ta phải đến biệt thự lớn của nhà họ đường nhận lỗi với đường Thiên Long nữa. Ha ha, anh rể, làm tốt lắm. Con rể, bớt giận. Hiếm thấy cả nhà khen ngợi Giang Thần, Giang Thần chỉ cười nhạt. Không lâu sau đó, bỗng có tiếng gõ cửa. Giang Thần cười nói, chắc là người của nhà họ đường đến đó. Hà Diễm Mai phân phó, đường Tùng, con ra mở cửa đi tuân lệnh. Đường Tùng đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy đường lỗi đứng ở cửa, đường Tùng trầm mặt nói, bây giờ cầu xin chị gái tôi cũng vô dụng, trừ phi quỳ xuống nhận lỗi. Cái gì? Đường lỗi thất thần một lúc mới quay ra mắng mỏ, đường Tùng, cậu là đồ ngốc à? Ai đến cầu xin đường sở sở ở đây? Ông nội kêu tôi đến gọi cả gia đình cậu đến biệt thự lớn của nhà họ đường. Hả? Đường Tùng sửng sốt, hỏi chẳng phải Trương Nguyên đã nói hết rồi sao? Ha ha, đúng vậy. Đường lỗi bật cười, tôi đã nói rồi, đi hay không thì tùy, tôi về trước. Đường lỗi cười lớn rồi rời đi. Tiếng cười tự mãn của anh ta khiến đường tùng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta quay trở lại phòng khách. Mẹ, chị, có gì đó không ổn rồi, đường lỗi nói, ông nội kêu nhà chúng ta đến biệt thự lớn. Vậy thì đi đi xem thế nào. Giang thần đứng lên trước. Đường sở sở cũng đứng lên. Hà Diễm Mai, đường bác, Ngô Mẫn cũng theo sau. Cả nhà ra khỏi nhà, đi về phía biệt thự nhà họ Đường. Rất nhanh đã đến biệt thự nhà họ Đường. Vừa bước vào trong, mọi người đều cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Đường Thiên Long sắc mặt ảm đạm, Trương Nguyên ngồi ở bên cạnh cúi đầu, có chút bồn chồn. Nhìn thấy Giang Thần đi vào, Trương Nguyên cả người run lên suýt nữa ngã xuống ghế sofa, ông ta nhìn Đường Thiên Long với vẻ mặt cầu khẩn, "Ông chủ, ông đã nói là sẽ bảo vệ tôi rồi đó." nhà tôi còn có người giả, trẻ nhỏ. Đường Thiên Long hơi dừng lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn người nhà đường bác đi vào. Đồ khốn nạn, thật đúng là coi trời bằng vung, các người còn xem ta là gia trưởng sao. Còn có phép tắc gia tộc gì nữa không hả? Quy tắc đầu tiên của nhà họ đường là gì? Là không làm điều gì trái với lương tâm, mày xem, mày đã làm cái gì vậy hả? Đường Thiên Long chửi rủa, Giang thần nhướng mày. Xảy ra chuyện gì đây? Trương Nguyên chưa nói ra sự thật sao? Trương Nguyên, không phải tôi bảo ông phải nói sự thật sao? Ông đã nói gì với ông nội vậy? Tôi, tôi, Trương Nguyên nhớ tới chuyện trước kia, sắc mặt ông ta tái nhật sợ hãi, nhưng rồi nghĩ đến đây là nhà họ đường, đường Thiên Long là chủ, ông ta đột nhiên cảm thấy tự tin hơn một chút. Nhìn về phía Giang Thần, ông ta hung hăng chửi bới, Giang Thần, đừng tưởng rằng tôi sẽ nhân nhược, cậu muốn ép tôi vu oan cho Tổng Giám Đốc Hải, nhưng không có cửa đâu, chuyện thuốc giả là do đường sở sở ra lệnh bắt tôi phải làm, không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Hải cả. Ông, Giang thần tức giận, anh đã gặp nhiều thành phần vô liêm sỉ rồi, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ đến mức này. May là đường sở sở kịp thời ngăn được Giang Trần đang chuẩn bị làm loạn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 120